Đại chiến kết thúc. Trên mái hiên đổ nát, chỉ còn lại Triệu Bân và Thanh Giao, ánh nắng chiếu xuống hai người, tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp, nhìn sao cũng ra một đôi trai tài gái sắc. Trời đất tác thành có lẽ chính là câu dùng để hình dung bọn họ. Cảm ơn, Thanh Giao cười nói. Hôm nay nếu không có Triệu Bân thì có khi mặt mũi của phủ thành chủ đều đã mất hết. Không cần cảm ơn, sau này gặp lại. Triệu Bân cười đáp, thu kiếm lại, xoay người nhảy xuống khỏi mái hiên, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cũng đã đến lúc phải đi rồi. Có lẽ hắn đã bị thương rất nặng, tối hôm qua lại còn thức cả đêm cho nên tinh thần cũng chập chờn, thậm chí lúc đáp xuống đất hắn đứng còn không vững. Trong lúc hắn đang cố đứng vững, thì đã có một đám lão già vây xung quanh hắn. Tất cả người trong phủ thành chủ đều đã hơn 50 tuổi, đều có cảnh giới huyền dương. Triệu Bân ngượng ngùng cười một tiếng, muốn rời đi nhưng đã bị cản lại. Hắn bị ngăn lại, từng bước bị đẩy đến chân tường, mấy lão già kia tuy đang cười, nhưng mấy nụ cười đó trong mắt của hắn trông lại rất khủng khiếp. Xương cốt thật đáng ngạc nhiên. Ha ha, đúng là nhân tài trong việc tu luyện, tiểu thư thật có mắt nhìn tốt. Chúng ta sắp có rượu mừng để uống rồi. Mấy lão già nói tới nói lui, có lúc còn tranh nhau nói, có khi lại đưa tay lên nắn bóp bắp tay bắp chân của Triệu Bân, giống y chang như đang nghiên cứu bảo bối. Các vị tiền bối. Triệu Bân ho khan một tiếng, không khỏi lui về phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Tiền bối cái gì, gọi là nhị thúc. Nhóc con, đừng sợ, bọn ta đều là người tốt. Đúng vậy, ở đây ai cũng là nhị thúc của ngươi hết. Cảnh tượng này rất đặc sắc. Một đám lão già không đứng đắn vây chặt Triệu Bân, ngay cả con ruồi cũng không chui qua lọt, lại còn tranh nhau nói mình là người tốt, nhưng nhìn sao cũng giống như một đám côn đồ đang vây quanh một đứa nhóc để trấn lột tiền vậy. Phủ thành chủ dường như không có được mấy người nghiêm chỉnh. Đám người đứng xem bàn tán, đặc biệt là mấy lão già, ngay cả cách vuốt râu cũng đầy ý vị, Yên Thiên Phong này được nha. Mấy lão già này toàn là người đã từng cùng Yên Thiên Phong trải qua sinh tử trên chiến trường. Cũng xem như là có giao tình. Mấy thúc, đừng có dọa hắn. Thanh Giao cũng nhảy khỏi mái hiên, cô ấy hiểu quá rõ mấy lão già này. Cô ấy dùng từ dọa là hết sức chính xác. Nhìn Triệu Bân bây giờ đã sợ tới mức không dám thở, mấy lão già này chọn đại gia một người cũng đều sẽ chọn được cao thủ cảnh giới huyền dương, bét lắm cũng là cảnh giới huyền dương tầng 5, nói không ngoa, mấy lão già này nếu cứ vây chặt hắn như thế này, hắn có chui xuống đất cũng không chui lọt. Nhìn thấy chưa, con bé đau lòng rồi kìa. Ôi trời, đứa con rể này còn chưa qua cửa, mà con bé đã bênh thế rồi. Uổng công mấy năm qua ta yêu thương con bé. Mấy lão già thở dài rồi lại xúm nhau nói những chuyện vớ vẩn. Đừng nói bậy. Thanh Giao dậm chân, hai má lập tức đỏ bừng. Phiền mọi người nhường đường chút. Triệu Bân manh động muốn đi ra khỏi vòng vây. Nói một cách chính xác, thì hắn đã bỏ ra ngoài. Không còn cách nào khác, nhiều người như thế, có thể bò ra ngoài được đã là giỏi lắm rồi. Đi đâu? Có hai lão già nhìn thấy, rồi mỗi người một tay nắm chân hắn kéo đi. Ta thật sự còn có việc phải làm. Làm cái gì, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Về nhà, ta muốn về nhà. Cảnh tượng trên đường phố lúc này vô cùng náo nhiệt, hơn nữa càng lúc càng đặc sắc. Triệu Bân bị kéo lê trên đất, hai tay bất lực đu đưa qua lại. Con mợ nó, chẳng có gì tốt lành, hai chân hắn bị hai lão già vừa lôi vừa chạy, từ xa nhìn vào có khi còn tưởng rằng hai lão đang lôi theo một con chó chết. Thật là không đứng đắn. Người ngoài đường nhìn thấy thì cười thầm một cái, dù sao cũng là con rể phủ thành chủ, lôi đi diễu phố như vậy có phải hơi quá đáng không? Nhưng khi nghĩ kỹ lại, họ thấy cũng bình thường. Mấy lão già thế hệ trước không khỏi hồi tưởng. Dường như năm xưa Yên Thiên Phong cũng được mời về phủ thành chủ bằng cách đó, hôm nay tình cảnh của tên nhóc này so với ông ta năm xưa đúng là giống nhau như đúc, nhìn như lịch sử đang lặp lại vậy. Yên Thiên Phong nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ho khan một tiếng. Hồi đó ông ta cũng đã từng trải qua chuyện này, mọi người trong phủ thành chủ đều rất lịch sự, cách mời khách cũng rất độc đáo. Nói thế nào bây giờ, ông ta nghĩ lại thì chỉ nhớ tới cảm giác đau đớn mà thôi. Hôm nay lại nhìn thấy cảnh này, khiến cho ông ta không khỏi cảm thán thời gian sao trôi qua quá nhanh, nếu như con gái của ông ta cùng tên nhóc này thật sự kết thành vợ chồng, thì cũng quá có duyên rồi, cảnh tượng này, lịch sử này đều giống nhau đáng kinh ngạc. Thả hắn ra. Người điên tiết nhất là Thanh Giao,
cô ấy đuổi theo và lớn tiếng mắng suốt dọc đường. Nhưng mắng cũng vô ích. Hai lão già phía trước đang kéo chân hắn vô cùng nhanh nhẹn. Trông đau quá. Người đi đường không khỏi ho khan, do bị kéo lê trên đường đi, cho nên hai cánh tay của Triệu thiếu gia đều đã chóc ra hết cả. Cứ như vậy mà chịu đựng như bao cát sao. Khi trở về phủ thành chủ, Triệu Bân đã ngất đi, không biết là do bị thương hay là bị đường phố bào mòn, cũng có thể là do tinh thần của hắn đã cạn, mệt mỏi đến mức ngất đi. Bất kể nói như thế nào, thì hắn cũng không thể rời đi thành công. Hắn chẳng những không thể rời đi, mà còn tự dưng biến thành con rể phủ thành chủ. Con bé này ra tay thật ác. Trong phòng, có một đám lão già nhe răng trợn mắt, vừa mới đặt Triệu Bân xuống liền bị đuổi ra ngoài, trong đó có một lão bị Thanh Giao nắm trụi hết cả trỏm râu, tóc tai cũng bị nắm đến bầm sờm. Yên Thiên Phong cũng ở đây. Ông ta nhàn nhã ngồi ở trong đình nghỉ mát yên lặng uống trà, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt một cái qua phòng của Triệu Bân, ông ta đối với tên nhóc này cũng khá hài lòng. Người của hai thành kia nên xử lý như thế nào? Quản gia của thành chủ cười nói, đám người kia lúc này vẫn đang ở trong địa lao. Chắc chắn là không thể giết rồi, dù sao cũng là hai tên thiếu thành chủ, giết đi sẽ khiến cho thành chủ của cả hai thành nổi điên lên mất. Cầm tiền, chuộc người. Lời nói của Yên Thiên Phong rất dễ hiểu, cũng rất cứng rắn, trói lại còn để làm gì nữa. Nếu như không trả một cái giá xứng đáng, thì đừng mong bọn họ có thể về nhà được. Quản gia của thành chủ cười khan một tiếng, không nói thêm nữa. Ông ta hiểu thành chủ nhà mình cũng chẳng phải là người hiền lành gì. Trong phòng, Triệu Bân đang ngủ say. Ngoài hắn ra thì trong phòng còn có Thanh Giao, một tay của cô ấy đang giơ lên, dùng chân nguyên bổ sung cho thân thể của hắn, trong lúc lơ đãng lại nhìn lén Triệu Bân một cái. Trong mắt cô ấy, người này thật đáng kinh ngạc. Dù là thiên phú hay thực lực, hắn đều vượt xa sự mong đợi của cô ấy. Cảnh giới chân linh tầng 1 mà có thể tiếp được khúc thanh liên của cô ấy, còn cầm chân được thiếu chủ thành Thương Lan. Trong trí nhớ của cô ấy, hắn nhất định là người đầu tiên, hơn nữa còn là đồng cấp vô địch. Điều quan trọng nhất là hắn thực sự cũng không tệ. Thu tay lại, cô ấy nhẹ nhàng gọi một tiếng, không có tiếng đáp lại, xác nhận Triệu Bân còn đang ngủ, cô ấy mới vươn tay sờ lên mặt Triệu Bân, muốn cởi chiếc mặt nạ da của hắn ra, xem thử bên dưới là một gương mặt như thế nào. Cô ấy đã cởi nó ra. Gương mặt thật của Triệu Bân đã không làm cho cô ấy thất vọng, tuy không phải là một người đàn ông đẹp trai tuyệt đỉnh, nhưng trông cũng rất khá, đôi lông mày mang theo một nét lạnh lùng nghiêm nghị cũng như một sự kiên trì không thể diễn tả bằng lời, giống như lý tưởng đã khắc sâu vào trong linh hồn vậy. Trong giây phút ấy, cô gái này đã biết yêu. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy có chút mơ màng, mang theo ý cười ngây ngô, nếu như chuyện quen biết này được xem như là duyên phận, thì trong nháy mắt kia chính là một loại tình duyên. Tình duyên là một thứ rất kỳ lạ. Không cần quá lâu, có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt, thì chính là duyên định ba kiếp vậy. Khụ khụ. Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ từ ngoài phòng truyền đến. Đó là Yên Thiên Phong. Thân làm cha, ông ta nghĩ mình phải lên tiếng, chứ ban ngày ban mặt núp ở trong phòng của người ta xem trộm hiển nhiên là không được, nếu như đã coi trọng thì cứ bước ra ngoài nói chuyện một chút là được. Khụ khụ. Mấy lão già có mặt ở đó cũng ho theo. Không có ai đứng đắn ở đây hết. Thanh Giao vội vàng đeo lại mặt nạ cho Triệu Bân, sau đó chạy ra khỏi phòng như chạy trốn, trên má không giấu được vẻ ửng hồng. Có triển vọng. Nhìn thấy thái độ của con gái mình, Yên Thiên Phong trong nháy mắt sáng tỏ, con gái mình mà, làm cha sao có thể không biết được, rõ ràng là đã vừa ý tên nhóc kia, trời đất xui khiến thế nào lại có thể kéo đến đây một mối lương duyên tốt thế này. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Triệu Bân đang ngủ cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, cười khổ một tiếng, nhìn xung quanh liền nhận ra đây là phủ thành chủ, hay lắm. Lòng vòng cả một ngày cuối cùng cũng phải quay trở lại đây. Mở ra. Hắn không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng xuyên tường thoát ra khỏi phòng. Cô ra, người vội vàng đi đâu thế? Đi tiểu. Hắn ngay lập tức thốt ra. Xong việc, Triệu Bân lại bị xách đi. Hắn bị xách ra đại sảnh phủ thành chủ. Hay tin, Thanh Giao cũng chạy đến, nhưng cô ấy không xuất hiện, chỉ trốn sau màn, thỉnh thoảng lén nhìn ra đại sảnh. Tới rồi hả? Trong đại sảnh, Yên Thiên Phong đã ngồi sẵn ở đó, lưng thẳng tắp, trong tay còn cầm một bộ cổ thư, mỗi động tác đều thể hiện được sự uy nghiêm của một thành chủ. Tham kiến tiền bối.
Triệu Bân vẫn rất hiểu lễ nghĩa, liền đứng lên hành lễ. Còn không chịu tiết lộ mình là người nhà nào sao? Yên Thiên Phong mỉm cười, giọng điệu không quá uy nghiêm, ôn nhu nhẹ nhàng. Triệu Bân không nói gì, chỉ ho khan. Có muốn trở thành con rể của phủ thành chủ ta không? Yên Thiên Phong khẽ mỉm cười nói. Lúc này, Thanh Giao lộ ra nửa cái đầu. Cảm ơn tiền bối đã chiếu cố, chỉ có điều vãn bối không thể tiếp nhận. Tại sao, con gái của ta còn không xứng với ngươi sao? Yên Thiên Phong lãnh đạm nói. Tiền bối hiểu lầm rồi, chỉ là vãn bối đã có vợ. Có vợ? Yên Thiên Phong nghe vậy, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, đây là điều mà ông ta không ngờ tới, nhìn biểu hiện của Triệu Bân vô cùng chân thành, tuyệt đối không phải là nói dối. Ngươi có vợ rồi sao? Thanh Giao lẩm bẩm, rụt nửa đầu lại, đôi mắt đẹp ngay lập tức mở đi. Trong đại sảnh, bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc, im lặng đáng sợ. Yên Thiên Phong im lặng hồi lâu, lông mày nhíu lại, thỉnh thoảng nhìn nghiêng, liếc mắt liền biết Thanh Giao đang trốn ở sau màn. Có vợ rồi. Chuyện này khiến cho ông ta lúng túng, không biết làm sao cho phải. Triệu Bân cũng không nói gì. Hắn đã có vợ, dù có đi đâu hay làm gì thì hắn cũng sẽ nhớ, tuy hắn có oán hận với Liễu gia, nhưng đối với Liễu Tâm Như thì không, phế vật cũng tốt, người mù cũng được, nàng đã mặc lên bộ áo cưới trong hôn lễ của Triệu Bân hắn, thì chính là vợ của hắn. Nàng đã dùng 9 kiếp luân hồi để chúc phúc cho hắn. Hắn nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Cầm thủ lệnh của ta, người có thể ra khỏi thành. Yên Thiên Phong cuối cùng phất tay, một tờ giấy trắng bay ra khỏi tay áo. Cảm ơn tiền bối. Triệu Vân nhận lấy, lại chắp tay cúi đầu, xoay người đi ra khỏi đại sảnh. Con bé này, đi ra đây đi. Con sẽ tiễn hắn. Thanh Giao đi ra ngoài, không dám nhìn cha mình. Chỉ cúi đầu đuổi ra ngoài sảnh. Hai. Thật lâu sau, Yên Thiên Phong thở dài. Không có vợ thì nói gì cũng dễ. Đằng này hắn đã có vợ rồi. Ông ta còn biết nói thế nào nữa? Chẳng lẽ có thể ép Triệu Bân kết hôn với Thanh Giao hay sao? Ai có thể làm được những điều như vậy, chứ ông ta thì tuyệt đối không thể. Đàn ông tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Nhưng tên nhóc bí ẩn này rõ ràng rất trung tình. Chúng ta liệu sẽ còn gặp lại không? Ra cửa, Thanh Giao đuổi kịp Triệu Bân, cô ấy cúi đầu hỏi nhỏ, chưa bao giờ cô ấy lại cảm thấy mất mát như lúc này. Có lẽ, Triệu Bân mỉm cười, chào tạm biệt rồi rời đi. Ta thậm chí còn không biết tên của ngươi. Phía sau, Thanh Giao khẽ lẩm bẩm, đứng ở chỗ sư tử đá trước cửa nhìn theo hắn rất lâu. Đêm xuống, Triệu Bân mặc đồ đen. Trước khi đi, hắn còn vòng ra quán rượu. Lấy lại con dấu cô lang bị chôn dưới đất. Sau đó mới đạp ngựa đi. Có thủ lệnh của Yên Thiên Phong nên hắn đi một đường suôn sẻ. Ra khỏi thành, hắn được tự do. Quản gia thành chủ nhìn Triệu Bân rời đi, lại nhìn sang thành chủ Yên Thiên Phong, ánh mắt ngụ ý rõ ràng, không lẽ cứ để hắn đi vậy sao? Cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi. Yên Thiên Phong than thở, mãi mới gặp được một tiểu bối nhìn thuận mắt mà con gái lại thích. Nhưng người ta lại có vợ rồi. Quản gia thành chủ cũng than nhẹ. Đây có lẽ là hữu duyên vô phận trong truyền thuyết. Tạo hóa trêu ngươi mà. Dưới ánh trăng, Triệu Bân quất roi ngựa cho chạy như bay, vừa đi vừa tìm phương hướng, muốn đuổi kịp nhóm Ngưu Anh và dân làng trong thời gian ngắn nhất. Yên Thiên Phong nói không sai. Với Thành Thanh Phong, hắn chỉ là một khách qua đường mà thôi. Nếu không phải bị thương mà đến đây, nếu thành không phong tỏa, nếu không vào nhầm phủ thành chủ thì sẽ không gặp những chuyện sau này. Tất cả đều là trời xui đất khiến, là chuyện đã được định sẵn. Hắn thu lại tâm tư, tăng tốc lên không ít. Nếu hắn đoán không sai thì Ngưu Anh sẽ dừng chân ở một trấn cổ. Khi đi qua một sơn cốc, hắn khẽ chau mày, vì Tiểu Linh Châu trong lòng đã sáng lên một chút. Có lẽ là có người đi theo sau hắn, là cảnh giới huyền dương, không chỉ một mà là những hai người. Tu vi huyền dương đỉnh phong. Triệu Bân không nghĩ nhiều, thúc ngựa chạy vào rừng. Đúng là có hai bóng đen chạy vào theo thật, dưới ánh trăng vẫn có thể thấy rõ mặt người. Đây chẳng phải hai lão già của thành vong cổ hay sao? Lần này họ đi theo đương nhiên là để làm rõ thân phận của Triệu Bân. Con người mà. Sau khi vào rừng thì hai người bèn dừng lại nhìn nhau. Bọn họ thấy con ngựa được cột ở cây, nhưng lại không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu. Là bọn họ à? Triệu Bân độn thổ,
híp mắt nhìn lên, đồng thời cũng nín thở và thu lại chân nguyên. Hắn nhìn thấy rõ dung mạo của hai lão già từ dưới đất. Đã bảo là không ai được ra khỏi thành mà. Sao hai lão già này lại thoát khỏi thành Thanh Phong được, cũng là do có thủ lệnh của Yên Thiên Phong sao? Triệu Bân thầm nghĩ, biết hai lão già này đến vì cái gì? Tiểu tử này giỏi lắm, chúng ta khinh thường ngươi quá rồi. Hai lão già ho khan, chắp tay đi bộ bốn phía. Ngươi nói xem, liệu cô lang có ở trong thành Thanh Phong không nhỉ? Có hay không không quan trọng, chỉ cần con dấu của gã có là được. Nói thật, ta khá là bội phục tên nhãi đó đấy. Hai lão già rất thư thái, mỗi người tay cầm côn đâm tới đâm lui trong rừng, vừa tìm người vừa nói chuyện đến là vui vẻ. Con dấu. Triệu Bân nghe vậy thì không khỏi nhướng mày, con dấu này đương nhiên là con dấu của cô lang rồi, nhưng vẫn ở trong lòng hắn đây này. Không lẽ con dấu đó có điều gì kỳ lạ sao? Cháo bất trụ, không giấu nổi. Đương lúc nói chuyện, đột nhiên có một tiếng gào vang lên. Không giấu nổi. Hai lão già nghe vậy thì không khỏi méo miệng, địch mợ nó, không giấu nổi nữa rồi thì còn kêu lên như thế làm gì hả, sợ người ta không biết hay là bị điên. Nửa đêm nửa hôm không ngủ được lại còn hét lên cho cả núi nghe thấy làm gì. Triệu Bân ngừng lại, hắn lại hiểu theo ý khác. Nghe âm sắc thì có vẻ là tên mập, cái cháo bất trụ không giấu nổi, này thực ra vốn là Triệu Bất Trụ, cái tên hắn dùng khi Ngưu Anh hỏi tên hắn. Không thể không nói, ba chữ này đọc ra đúng là khá bá đạo. Gặp Ngưu Anh ở đây đúng là ngoài ý muốn thật. Quá nửa là Ngưu Anh đã an ổn các người dân, sau đó tự chạy đi tìm hắn. Trùng hợp là lại tìm đến khu rừng này. Trùng hợp nữa là hắn cũng ở đây. Đi xem thế nào. Hai lão già động thân, đi thẳng vào trong rừng sâu. Rầm, bang, rầm. Tiếng đánh nhau vang lên nhanh chóng, là hai lão già này ra tay. Bị điên à, ai làm gì các ông? Ái chà, còn dám chửi à? Tiếng mắng chửi vang lên, có của Ngưu Anh, cũng có của hai lão già. Chậc chậc, không thấy Ngưu Anh lên tiếng nữa, chỉ còn tiếng tặc lưỡi của hai lão già. Đã chặn được Ngưu Anh. Chính vì chặn được nên mới tặc lưỡi không thôi. Cái tên này làm sao mà béo thế không biết. Đã béo thì chớ, lại còn đen nữa chứ. Nhìn từ xa thì chỉ thấy hai hàm răng trắng hếu, còn đi gần lại mới thấy rõ là người. Gay gâu rồi đây. Triệu Bân cũng đến, nhìn hai lão già đang đánh giá Ngưu Anh, vừa đi vừa than thở, chắc là chưa từng thấy người như hắn ta bao giờ. Gì đây, các ông làm gì đây? Ngưu Anh hét lớn, bị nhấc một chân lên, đầu chóc xuống dưới, hai tay vùng vẫy. Trong lúc bối rối đã bị xử lý. Đem về nghiên cứu. Hai lão già nhìn một lúc cũng không nhìn ra cái gì, dứt khoát xách hắn ta đi. Đang nửa đêm nên thật sự không nhìn thấy rõ, cái tên này đúng là quá đen mà. Sau đó, bọn họ vừa đi được hai bước thì đã thấy tiền vàng bay đầy trời. À không, mà là giấy bùa bay đầy trời chứ, rơi lả tả xuống theo gió. Này, đây phải bùa nổ không nhỉ? Một trong hai lão già lên tiếng, con người đảo lộn liên tục. Hình như vậy đó. Lão già còn lại nuốt nước bọt. Bùa nổ mà, lão ta từng thấy rối, nhưng nhiều thế này thì đúng là lần đầu tiên đấy. Trong nháy mắt mà đã rơi xuống như mưa, nếu mà dẫn nổ thì hai lão ta không chết cũng mất nửa cái mạng. Là hắn, Ngưu Anh thấy thế thì con người đảo liên tục. Biết là Triệu Bân, trong số những người hắn ta quen thì cũng chỉ có Triệu Bân là thông hiểu phép vẽ bùa nổ, cũng chỉ có nhân tài cỡ Triệu Bân mới làm ra được cái trận pháp này thôi. Người của thành vong cổ phải không? Triệu Bân hiện thân, đứng trên đỉnh của một ngọn núi nhỏ, nhìn xuống phía dưới. Hắn ăn viên đổi giọng, âm thanh lập tức trở nên già nua. Lúc này hắn đang chuẩn bị tháo chạy. Hai lão già lập tức quay lại, híp mắt. Tự nhiên có người xuất hiện ở trên đỉnh núi mà bọn họ lại không phát hiện ra được. Thả người ra đi. Triệu Bân lạnh nhạt nói, ý tứ rất rõ ràng, tên mập kia là người của ta, một là thả người. Hai là tiểu gia sẽ cho các ngươi xoay vòng vòng. Nhiều bùa nổ thế này, ta không tin không nổ chết được các ngươi. Các hạ là người của hoàng tộc sao? Lão vong cổ cười khà khà, đương nhiên là không dám động. Bùa nổ được sắp đặt cực kỳ kỹ lưỡng, bọn họ chưa kịp chạy ra thì đã bị nổ bay rồi. Ngươi nói xem. Triệu Bân lạnh nhạt nói, âm thanh sau khi biến đổi liền trở nên già nua. Lừa gạt cũng là một món nghề đấy. Không có Nguyệt Thần ở đây, hắn cũng phải đứng vững,
không được thất thố chút nào mà phải mạnh mẽ một chút. Nếu như bị bại lộ, hai lão già kia xông lên thì hắn với tên mập sẽ phải chết ở đây. Hai cảnh giới chân linh đỉnh phong đương nhiên hơn hẳn ông già lưng gù kia chứ. Còn hoàng tộc thì, đương nhiên là chỉ hoàng tộc đại hạ rồi. Người của hoàng tộc có địa vị không hề tầm thường, cứ nhìn thần thái của hai lão già là biết. Ánh mắt bọn họ hiện lên sự kiêng kỵ, cũng có tôn kính. Phàm là người hoàng tộc, đến cả thành chủ thành vong cổ còn không dám chọc vào, nói gì đến cảnh giới huyền dương bọn họ. Sao lại tự coi ta là người hoàng tộc nhỉ? Triệu Bân lẩm bẩm, chau mày, suy nghĩ bay ra. Quá nửa là vì bùa nổ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng này. Bùa nổ không dễ gặp, võ tu bình thường, kể cả là thành chủ cũng chưa chắc có được số lượng lớn bùa nổ thế này. Đây có lẽ là một loại biểu tượng cho thân phận. Mà biểu tượng thân phận này, người bình thường sẽ không biết được. Cha hắn Triệu Uyên rất ít khi nhắc đến hoàng tộc, vì đó đâu phải gia tộc nhỏ cho người bình thường tùy ý bàn luận được. Thân là người của phủ thành chủ, hai lão già kia chắc cũng biết bí mật gì đó, nếu không sẽ chẳng lộ ra thái độ khiêm nhường như vậy. Là người của hoàng tộc sao, thất kính, thất kính. Hai lão già chắp tay, thả tên mập ra. Như những gì Triệu Bân đoán, người bình thường không thể có nổi số lượng bùa nổ lớn thế này, thân phận tôn quý như thành chủ cũng không ngoại lệ. Bởi vì rất nhiều năm về trước, bùa nổ đã biến mất khỏi thế gian. Nói cách khác thì nó đã bị hoàng tộc ra lệnh cấm, phép vẽ bùa nổ chân chính cũng đã bị hoàng tộc chiếm lấy. Đúng là một biểu tượng cho thân phận. Không phải nói láo nhưng, cho dù là người cầm bùa nổ này chỉ ở cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ thì bọn họ cũng không dám động vào. Chọc vào hoàng tộc còn đáng sợ hơn gây chuyện với thành chủ nhiều, nhẹ thì mất mạng, nặng thì tru di cửu tộc. Càng huống hồ là bọn họ nhìn không ra tu vi của Triệu Bân. Đây mới là sự chấn động vô hình, đây là đầu sỏ của hoàng tộc đấy. Nhóc con, đi cẩn thận nhé. Tên mập trong lòng cầu khẩn, nơm nớp đi từng bước. Chỉ vì dưới đất toàn là bùa nổ, hắn ta sợ dẫm phải xong rồi Triệu Bân không cẩn thận mở cấm chế ra, hắn ta sẽ biến thành bột vụn ngay tức khắc. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hai lão già cười khan, vẫn không dám chuyển động như cũ, một là sợ Triệu Bân sẽ khởi động bùa nổ, hai là sợ chọc giận người hoàng tộc thần bí này, cho nên an phận vẫn hơn. Thật sự coi ta là người hoàng tộc hả? Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng, hai lão già này bị dọa sợ rồi đây. Dám hỏi đạo hữu đến để bắt cô lang sao? Hai lão già cười khà khà, mãi mới gặp được người hoàng tộc, cũng phải khách sáo làm quen một chút. Nếu không các người nghĩ lão phu đến chơi chắc. Triệu Bân trầm giọng nói, tỏ ra sự uy nghiêm, bật chế độ lừa đảo. Đây đúng là một cú lừa đảo nguy hiểm, vì hắn phải coi mình là người hoàng tộc. Dù sao thì hắn cũng có một sư phụ thần bí mà. Trước đó, đến cả ông già mặc áo vải thô ở Tài Mãn Lâu còn bị lừa đến quay mòng mòng thì nói gì đến hai lão già này. Nếu thật sự muốn truy cứu thì cứ quẳng lên đầu sư phụ thôi vậy. Không phải nói dối chứ. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại và để Nguyệt Thần lừa đảo thì sẽ càng chất lượng hơn. Cô ta sẽ khiến hai lão già này mơ hồ không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa. Giỏi lắm, người đỉnh quá. Tên mập than thở, lừa như thật thế kia, khiến hai lão huyền dương đỉnh phong tin tưởng, không dám cử động gì cả. Đạo hạnh này đúng là không phải luyện ngày một ngày hai mà được. Mạo phạm quá rồi. Hai lão già cười lúng túng, hình như đã nói điều gì không nên thì phải. Làm phiền đem vật này giao cho đồ nhi của ta. Triệu Bân lạnh nhạt nói, một vật từ ống tay áo bay ra. Lại là một tờ giấy bùa. Nhưng chẳng quan trọng là cái chữ đồ nhi kia kìa. Lừa đảo mà, phải bắt được thóp của đối phương chứ. Hai lão già nhận lấy trong hoảng loạn, trên giấy bùa này chẳng có gì, trống rỗng vô cùng, nhìn như một tờ giấy bình thường. Bọn họ thì lại cho rằng phải có biện pháp đặc thù mới xem được. Ít nhất thì bọn họ nhìn không ra. Dám hỏi đồ nhi của đạo hữu là. Sau đó, hai lão già mới thăm dò hỏi. Triệu Bân của thành vong cổ. Triệu Bân lạnh nhạt nói, ngụ ý rất rõ ràng, là cho Triệu Bân một chỗ dựa. Cái danh hoàng tộc còn tốt hơn thành chủ nhiều. Có chỗ dựa như vậy thì hoàn cảnh của Triệu gia sẽ tốt hơn trước nhiều. Triệu Bân. Hai lão già nhìn nhau sửng sốt. Họ không ngờ rằng lại nghe được cái tên này từ trong miệng của người hoàng tộc. Thiếu chủ vô dụng của Triệu gia, người nổi danh khắp thành vong cổ. Đương nhiên hai bọn họ biết,
nhưng vượt ngoài dự liệu của họ là Triệu Bân lại có một sư phụ người hoàng tộc. Sao nghe kiểu gì cũng thấy bất ngờ thế nhỉ? Khó khăn lắm sao? Triệu Bân cười nhạt. Không khó không khó, là vinh hạnh của chúng ta, hai lão già cười ha ha. Vậy thì số bùa nổ này coi như thù lao của hai ngươi. Triệu Bân nói rồi kéo tên mập đi. Không phải xạo chứ hai chân hắn đang run hết cả lên đây này, sắc mặt dưới lớp áo đen cũng trắng bệch hết cả. Phải biết rằng, người hắn lừa đảo là hai tên cảnh giới huyền dương đỉnh phong, lúc nào hắn cũng có thể bị đánh chết được. Còn bùa nổ thì đương nhiên rất có sức hấp dẫn. Đồ của hoàng tộc sao có thể không hấp dẫn cho được. Vậy mới càng khiến người ta tin rằng Triệu Bân có một sư phụ là người của hoàng tộc, mà lại còn là người hào phóng. Bước cờ này phải trả cái giá rất lớn. Nhưng xét về lâu dài thì hoàn toàn xứng đáng. Không ngoài dự liệu. Chuyện tối nay, hai lão già đi về chắc chắn sẽ hồi báo lại cho thành chủ thành vong cổ. Chỉ cần Triệu gia vẫn ở lại thành vong cổ thì thành chủ chắc chắn sẽ nể mặt vài phần. Sự thật chứng minh hành động của hắn rất có lực sát thương. Nhìn hai lão già kia đã sửng sốt tại chỗ, nhìn chân chân đám bùa nổ. Nhiều như vậy, nói thưởng liền thưởng. Người hoàng tộc đại hạ đều như vậy sao? Nếu nói đúng thân phận của Triệu Bân thì một giây trước còn nghi ngờ, nhưng chỉ sau một giây bọn họ liền không dám chất vấn gì nữa. Đây chắc chắn là người hoàng tộc mà, nếu không sao có thể ra tay hào phóng như vậy chứ. Phải biết rằng bùa nổ không phải vật tầm thường đâu, có tiền chưa chắc đã mua được. Của ta, con mẹ ngươi, của ta chứ. Cút xéo. Khu rừng nhanh chóng vang lên những tiếng chửi nhau. Hai lão già đang nhặt bùa nổ đấy à? Không, không phải nhặt. Mà là cướp, còn vui hơn cả nhặt được tiền ấy chứ. Phải mau chóng bẩm báo lên thành chủ chuyện này thôi. Khi nhặt xong, hai lão già quay người liền biến mất. Còn về chuyện tặng thưởng bùa nổ, chắc chắn sẽ giao lên, nhưng sẽ không phải toàn bộ. Có trời mới biết được hoàng tộc thưởng cho bao nhiêu bùa. Thành chủ không biết bọn họ cũng chẳng ngu đến mức khai hết ra. Còn cả việc đối xử với Triệu gia sau này nữa. Về sau thì bọn họ phải cẩn thận thôi. Không những cẩn thận mà còn phải toàn lực lôi kéo. Một Triệu gia thì chả sao, một Trịnh Bình cũng không thế nào, sợ là sợ sư phụ của hắn kia. Sư phụ hắn là người hoàng tộc đấy, là người sâu không lường được. Triệu Bân và Ngưu Anh đã chui vào trong rừng sâu. Trên đường đi, tên mập liên tục nhìn Triệu Bân, ánh mắt kỳ lạ, ngụ ý rằng không lẽ cái tên này là người hoàng tộc thật. Hoặc là nói, hắn có sư phụ là người hoàng tộc. Đêm nay hắn chỉ mượn danh sư phụ để lừa gạt hai lão già kia thôi. Thật thật giả giả, Triệu Bân cười đáp. Lưu lạc bên ngoài, tất cả cũng là vì sinh tồn. Lấy bùa nổ để đổi lại mấy chục năm bình yên cho Triệu gia thì rất xứng đáng. Càng ngày càng không nhìn thấu được ngươi. Tên mập hít sâu một hơi, lại nhìn Triệu Bân, cảm giác hắn lại thần bí hơn nữa. Đã thông hiểu phép vẽ bùa rồi lại còn trốn được sự truy sát của cảnh giới huyền dương. Nếu không phải là hoàng tộc thì sao có thể được đến cỡ này chứ? Kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn ta vẫn rất cảm kích Triệu Bân. Nếu Triệu Bân không mạo hiểm tính mạng thì hắn ta và dân làng đã bị giết rồi. Hắn ta không hỏi, Triệu Bân cũng sẽ không nói. Chuyện trong đó còn ly kỳ hơn tưởng tượng nhiều, ví dụ như U Lan và Thanh Giao, ai mà ngờ được ba con người không chút liên quan gì cuối cùng lại kết nối với nhau. Trời đã sáng, hai người dừng lại ở một trấn cổ. Dân làng Ngưu gia trang được tên mập sắp xếp ở nơi này. Đoàn người cũng nhanh chóng ra khỏi đây. Đoạn đường cuối cùng cực kỳ thuận lợi, không gặp phải khó khăn gì. Có lẽ là vì động tĩnh ở thành Thanh Phong lớn quá. Đến cả quân đội cũng xuất hiện thì làm gì có ai dám cả gan lộng hành nữa. Một tên cô lang làm cho đám đạo tặc như chim sợ cành cong. Nếu các thành chủ khác muốn làm gì bọn họ thì đúng là chết mất. Nói đến cô lang. Thì thành Thanh Phong vẫn chỉ cho vào chứ không cho ra. Tiếc là bọn họ chắc chắn sẽ không tìm được người, nói gì đến con dấu cô lang. Ngày thứ sáu, đã về đến thành Vong Cổ. Triệu Bân mặc áo đen, cưỡi ngựa đi trước, đoàn xe nối đuôi theo sau. Thành Vong Cổ sáng sớm nháo nhiệt vô cùng. Thấy đoàn xe đông như vậy, người đi đường không khỏi liếc một cái. Thấy hàng người chật vật như vậy, còn mang theo nhân khẩu, hẳn là chạy nạn tới đây. Ngưu Anh còn đỡ, coi như điềm tĩnh. Nhưng người dân thì lại cực kỳ tò mò. Đây là lần đầu bọn họ đến thành trì lớn cỡ này, những tòa lầu các, những tòa cung điện,
nơi thôn xóm bọn họ làm gì có đâu. Triệu Bân dùng 500 lượng bạc để mua một trang viên nhỏ. Đây sẽ là nơi ở cho các dân làng, phải tìm được nơi ở đã rồi tính tiếp. Hắn sẽ giúp các dân làng tìm đường mưu sinh, ví dụ như mở cửa hàng chẳng hạn. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, hắn mới rời đi. Lúc ra khỏi đường lớn, hắn cũng cởi bỏ áo khoác đen và mặt nạ da người ra. Người đi đường nhìn thấy cũng liếc nhiều thêm chút, cũng lâu lắm rồi họ chưa nhìn thấy hắn mà. Lúc gặp lại hắn, họ không khỏi nhớ đến đại thọ của Liễu Thương Không. Người nói xem, trước mặt bao nhiêu người như thế, Thiên Tông cũng xuất hiện, thế mà lại lấy ra một cái bô, còn rơi xuống đất liên tục tạo ra những âm thanh cong cong chứ. Ta vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm ấy. Không thể không nói Triệu Bân làm vậy hơi quá đáng, đó là đại thọ mà. Dù gì cũng là cha vợ. Ta thì không đồng ý đâu, cho Liễu gia đạp vào tôn nghiêm của Triệu gia mà không chịu cho Triệu gia tặng cái bô à. Hơn nữa, đó là do nhà bọn họ nhận đồ không cẩn thận nên mới làm đổ bô chứ. Nếu là ta thì ta sẽ tặng cái quan tài cơ. Người đi đường không ít, mồm năm miệng người, cũng bàn luận vô số. Triệu Bân không quan tâm lắm, đi thẳng một mạch. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, năm tiếp theo sẽ đưa một cái bô tới nữa. Dám đạp đổ tôn nghiêm của Triệu gia ta mà còn tổ chức đại thọ em gái ông ấy. Ô, đang đi giường, hắn bỗng nhiên chau mày. Hắn khẽ lướt một vòng quanh quán rượu bên cạnh, có không ít người nhìn hắn, nhưng lại có một đôi mắt mang theo sát ý. Mà người đó đang đứng trên tầng 2, cạnh cửa sổ. Hắn có cảm giác rất đúng. Đúng là có một người ngồi bên cạnh cửa sổ tầng 2 của quán rượu. Là một thanh niên. Nói chính xác thì là một cô gái, nhưng giả trai. Nhìn kỹ một lát, đó chẳng phải là U Lan hay sao? Từ lúc nhận nhiệm vụ đến nay, cô ta một mạch rời khỏi thành Thanh Phong, đến thành Vong Cổ chờ đợi rất lâu, nhưng mãi mà chẳng thấy Triệu Bân của Triệu gia đâu cả. Hôm nay là lần đầu tiên cô ta gặp mặt. Nhìn bóng lưng quen quá. U Lan lẩm bẩm. Cảm giác như đã từng thấy Triệu Bân ở đâu đó. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Cũng đúng thôi, bình thường Triệu Bân ra ngoài đều đeo mặt nạ ra người, hôm nay cởi bỏ ra thì sao cô ta nhận ra được. Cho nên thấy quen là đúng rồi. Khách quan, rượu của ngài đây. Tiểu nhị lên tầng, đưa một chai rượu ngon ra. Hắn là Triệu Bân hả? U Lan hỏi. Tiểu nhị nhìn ra ngoài rồi nhận ra ngay, bèn cười đáp, thiếu gia vô dụng của Triệu gia. Cả thành Vong Cổ đều biết. Dạo này hắn nổi tiếng lắm, cha vợ tổ chức đại thọ, hắn làm con rể nhưng lại đưa đến một cái bô. Khụ khụ. Nghe đến hai từ cái bô, U Lan bỗng sặc một cái. Tâm trạng lạnh lùng như cô ta mà còn phải thất thố đến vậy. Cha vợ và con rể này đúng là thú vị. Nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu. Cô ta đến thành Vong Cổ cũng được mấy ngày rồi, nhưng chẳng qua là hiếm khi ra ngoài mà thôi. Cô ta cũng nghe ngóng được không ít chuyện về Triệu Bân. Nào là hôn lễ thay xà đổi cột, vô dụng với mù lòa, tóm lại là mặt mũ Triệu gia bị quét hết sạch. Liễu gia tổ chức đại thọ, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ yên ổn rồi. Cũng may đây là Triệu Bân, chứ là cô ta thì đã đưa đến cái quan tài rồi. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là Triệu Bân của Triệu gia đã quay lại, có thể chấp hành nhiệm vụ rồi. Thiếu gia, ở bên này. Triệu Bân vừa vào cửa hàng binh khí thì Dương Đại và Võ Nhị đã chào hỏi từ xa. Thiếu gia không có mặt nhưng chuyện làm ăn của cửa hàng vẫn cứ là tuyệt vời. Cứ bận việc của mình đi. Triệu Bân cười đáp, nhìn một cái rồi đi vào hậu viện. Ủa? Đi vào hậu đường, hắn chân trước mới bước vào phòng, chân sau đã lùi lại ngay. Vì hắn thấy một thiếu nữ áo trắng đang ngồi dựa vào lan can ở lầu các đối diện, úp mặt xuống, không biết đang làm gì. Con gái nhà ai thế nhỉ? Triệu Bân lẩm bẩm rồi đi về phía hành lang. Nhìn qua, quen thật này. Hôm ấy, tiên cô áo tím hỏi đường hắn, mà trên con bạch hạc lớn kia không chỉ có mình tiên cô mà còn có một thiếu nữ áo trắng đang quỳ ngủ nữa. Chính là cô gái này. Tiên cô áo tím đi canh mộ rồi, không ngờ thiếu nữ áo trắng lại ở đây. Đúng là có duyên. Lúc hắn nhìn, thiếu nữ áo trắng đang ôm túi tiền nhỏ của mình đếm bạc thì phải. Đếm kỹ từng đồng xu, từng thỏi bạc, đếm mà nhập tâm vô cùng, không cảm nhận được có người đến gần. Nhóc hám tiền. Triệu Bân sờ cằm. Ngươi là ai hả? Thiếu nữ áo trắng ngẩng đầu nhìn Triệu Bân. Nói xong thì ôm chặt túi tiền của mình.
xem ra là sợ Triệu Bân cướp mất, gương mặt tràn đầy phòng bị. Đây là nhà của ta. Đi vào đây cho ta. Triệu Bân chưa kịp nói xong thì đã bị ông già mặc áo vải thô lôi vào phòng. Ông già này xuất quỷ nhập thần, thiếu nữ áo trắng không cảm giác được Triệu Bân, mà Triệu Bân lại chẳng cảm giác được ông ta, nên bị kéo thẳng vào trong. Chạy đi đâu mấy hôm nay đấy? Ông già mặc áo vải thô vuốt râu trừng mắt, sắc mặt đen xì. Đi cũng được, nhưng phải để lại công pháp cho ông đây chứ. Tính chơi ông ta hay gì? Đi tìm sư phụ ta. Triệu Bân cười khà khà, nói chuyện với ông già này thì cứ ba câu là nhắc đến sư phụ. Có tìm được không? Ông già vội vàng hỏi. Triệu Bân bất lực nhún vai, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vậy ngươi còn làm được cái gì chứ hả? Ông già mặc áo vải thô mắng mỏ, rồi đặt một cái bao tải nhỏ lên bàn. Bên trong toàn là tinh nguyên đan, phải đến mấy chục viên. Khỏi phải nói, những ngày Triệu Bân không ở nhà thì ông ta cũng không rảnh, tốn không ít công phu vì bộ công pháp hoàn chỉnh đấy. Tiền bối hào phóng quá. Triệu Bân cầm lấy đan dược rồi nhấc bút lên, viết như rồng bay phượng múa. Nhanh lên coi. Ông già ở bên vừa chờ vừa mắng, ông ta chờ bao lâu rồi cơ chứ? Ông già, thiếu nữ áo trắng bên ngoài là ai đó? Triệu Bân vừa viết vừa tò mò hỏi, tên con bé đó là việc mà hầu như ai cũng từng làm dối. Là sao, Bạch Nhật Mộng, nghĩa là nằm mở giữa ban ngày, đây mà là tên người Á. Cha nó họ Bạch, mẹ nó họ Mộng, Bạch Nhật Mộng, cái tên này đúng là thông tục mà dễ hiểu nhỉ. Lai lịch của con bé không như ngươi tưởng tượng đâu, ít hỏi thì hơn. Ông già mặc áo vải thô phất tay, nhìn sang bên ngoài và nói. So với cô bé đó thì ta tò mò về tiên cô áo tím hơn đấy. Làm sao, người gặp tử linh rồi à, ông già mặc áo vải thô nhướn mày hỏi. Từng tìm ta hỏi đường trên núi. Từng cứu mạng ta trong mộ cổ. Mộ cổ, ông già trao mày, người đến mộ của vua Âm Nguyệt rồi à. Lỡ vào nhầm, Triệu Bân cười gượng. To gan thật đấy, ông già mặc áo vải thô liếc mắt. Tiền bối tử linh là người canh mộ à. Tổ tiên nhà đó từng đi theo vua Âm Nguyệt, từ ngày có lăng mộ thì việc canh mộ đã là thiên chức truyền đời. Còn con nhóc bên ngoài coi như là đồ nhi của tử linh. Vì trong gia tộc có biến động nên mới đưa đến thành vong cổ giao cho lão phu trông coi, nói trắng ra thì là đến tị nạn. Đã hiểu, Triệu Bân mỉm cười, tiếp tục viết công pháp. Mấy ngày không gặp mà đã là cảnh giới chân linh rồi, ta đánh giá thấp ngươi quá đấy. Là sư phụ ta dạy dỗ tốt. Triệu Bân lại đem sư phụ ra làm lá chắn, thế là lại thấy ông già tặc lưỡi liên tục. Đã bảo mà, tiền bối chọn đồ nhi sao có thể là vật trong ao được. Viết xong công pháp thì Triệu Bân liền đi ra ngoài. Cô nhóc Bạch Nhật Mộng vẫn ở đấy, đúng là nhóc ham tiền, chỉ có mấy chục lượng bạc mà đếm đi đếm lại, thần sắc lại còn chăm chú nữa chứ. Hoặc có lẽ là cô bé thích đếm tiền sẵn. Tiểu muội muội, ta cho nhóc một nguyên bảo, nhóc truyền cho ta một bộ bí thuật được không? Triệu Bân cười híp mắt nói. Nhìn hắn kiểu gì cũng giống một đại thúc lấy kẹo đường ra dụ dỗ bé gái. Cô bé này có lai lịch không nhỏ, có thể là đại gia tộc lánh đời nào đó, chắc chắn sẽ có bí pháp. Nếu cô bé chịu truyền thì hắn cũng vui lòng học. Cạch, Bạch Nhật Mộng chưa kịp đáp thì đã thấy cửa phòng mở rồi. Không thấy ông già mặc áo vải thô đâu nhưng đã bị đạp một cái khiến hắn ngã từ trên tầng 2 xuống. Một đồng nguyên bảo mà dám đòi học bí pháp, mặt ngươi dày thật đấy. Cái lão già nhà ông, chờ đó cho ta. Triệu Bân đứng dậy chống eo, thầm nghĩ ngày nào đó mạnh lên sẽ ném một đống bùa nổ vào trong quần ông già kia, cho ông ta đoạn tử tuyệt tôn. Về lại phòng, hắn khóa kín cửa lại. Lúc này hắn mới lấy ra dấu ấn của cô lang dạ hành. Đồ chơi này có huyền cơ gì thật sao? Triệu Bân lật đi lật lại mãi, không bỏ qua chi tiết nào. Trong lúc ấy hắn còn gõ mấy cái, sau đó thì áp tai vào nghe. Gõ mãi, hai mắt hắn hơi híp lại. Nghe mãi, mắt hắn cũng trở nên sâu hơn. Con dấu này đúng là có huyền cơ, bên trong dường như là rỗng, nếu đoán không nhầm thì con dấu có gì đó bên trong, nhưng hắn vẫn chưa đoán ra là cái gì. Nghĩ vậy. Hắn liền khẽ miết cho nó vỡ. Đúng là con dấu giống thật, bên trong còn có một tờ giấy cuộn lại to cỡ ngón tay. Hắn mở ra, phía trên có những đường ngang dọc, có lẽ là bản đồ. Ánh mắt hắn sáng lên. Đúng thật là thời đến cản không kịp. Đây khả năng là một bản đồ bí mật,
chỉ cần đi theo bản đồ này thì chắc chắn sẽ tìm được bảo vật mà cô lang giấu kín. Trộm bao nhiêu như thế thì chắc hẳn phân nửa số bảo bối phải ở đó. Bây giờ cô lang đã chết. Có lẽ hắn là người duy nhất trên đời này biết đến nơi đó. Nói rồi, hắn mở bản đồ ra. Tàng bảo đồ to cỡ bàn tay, bên trên chi chít đường chéo, nhìn địa hình có lẽ là núi. Còn là ngọn núi nào thì cần phải tìm hiểu. Sau khi nghiên cứu xong, hắn mới ngồi thiền xuống. Triệu Bân nuốt từng viên tinh nguyên đan vào bụng, không ngừng nuôi dưỡng tinh thần, còn giúp nâng cao tinh thần, dùng xong tâm linh cũng sáng sủa hơn nhiều. Sau đó thì vẽ bùa nổ. Rồi hắn sẽ đứng dậy đi tìm bảo vật, nên bùa nổ là thứ không thể thiếu. Lực tinh thần tăng mạnh, tốc độ của bùa nổ cũng tăng lên theo. Hắn đương nhiên rất yêu nghề, vào trong phòng là cả ngày không đi ra luôn. Màn đêm buông xuống. Một trận gió thoảng qua, ông già xuất hiện, vẫn không chịu mở cửa đi vào mà lại xuyên tường. Cơ chí như ta cơ mà. Triệu Bân cũng nhanh nhẹn, thu hết đồ nghề vẽ bùa vào trong tay áo. Sư phụ ngươi là người hoàng tộc à? Ông già rất tự giác, tìm một chỗ để ngồi. Sao ông biết? Triệu Bân cúi đầu, chỉ ngồi ma sát kiếm Long Uyên. Bùa nổ, ông già đáp. Triệu Bân nghe vậy thì ánh mắt lóe lên. Những suy đoán lúc trước giờ đã được kiểm chứng, bao nhiêu bùa nổ như thế cũng chỉ mình hoàng tộc mới có. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của lão phu, ông già lại hỏi. Ai cũng hiểu rồi thì nói làm gì nữa, Triệu Bân hà hơi vào kiếm Long Uyên, nói dối không chớp mắt. Có thể nói tên không? Họ Kép đại hạ. Ngươi nói thừa quá vậy, ông già đen mặt, nhưng phàm là người hoàng tộc thì ai mà chẳng mang họ đại hạ cơ chứ? Ngươi nói làm cái đếch gì? Ta hỏi tên cơ mà. Ta không biết thật mà. Triệu Bân nhún vai, vốn định nói dối một tí, nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu nói bậy bạ lại trùng tên của ai thì chết. Thôi, tốt nhất là cứ thần bí cho lành. Bí mật thì không nên được bật mí mà. Ông già mặc áo vải thô không nói gì nữa. Nhìn sắc mặt Triệu Bân, có lẽ là không phải nói dối. Ánh mắt của ông ta cũng sâu hơn mấy phần. Ít nhất thì ông ta còn xác định rằng sư phụ Triệu Bân là hoàng tộc đại hạ. Thiếu gia, có người của phủ thành chủ đến tìm. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên có người gọi bên ngoài, nghe giọng thì là Võ Nhị. Phủ thành chủ. Triệu Bân giả vờ ngạc nhiên, buông kiếm Long Uyên xuống, đứng dậy đi ra. Nói là có người tìm, thực chất người ta đã đi vào trong tiểu viện rồi. Nhìn qua thì chính là lão già vong cổ, ăn mặc rất đường hoàng, một tay chắp sau lưng. Nhìn trái ngó phải, hậu viện này bố trí cũng khác lạ thật. Là người của phủ thành chủ thật sao? Không giả được đâu, ta đừng đến phủ thành chủ và gặp lão già này rồi. Cảnh giới huyền dương đỉnh phong, thế mà lại đích thân tới đây. Nhóm lỗ mãng tụm lại bàn tán. Tiền bối tìm ta. Triệu Bân đến, vẫn giả điên giả ngốc như cũ, thực chất thì đã sớm có dự liệu. Diễn trò à, hắn là dân chuyên đấy. Đành chịu thôi. Đều là vì sinh tồn cả, không lừa lọc không được mà. Triệu thiếu gia, có chút chuyện cần nói ấy mà. Lão già vong cổ chắp tay nói, cười kha kha. Tiền bối, mời bên này. Mời thiếu gia. Có lẽ là do trùng hợp nên khi quay người, lão vong cổ lại nhìn thấy ông già mặc áo vải thô xuyên tường đi ra khỏi phòng của Triệu Bân. Là ông ta. Chỉ qua một ánh nhìn mà lão già vong cổ đã bước lỡ một nhịp, suýt thì ngã. Là sao? Sao ông ta lại ở đây? Lão già vong cổ kinh ngạc trong lòng, dường như là nhận ra ông già mặc áo vải thô. Chính vì nhận ra cho nên mới không thể tin nổi, dẫn đến thất thố. Đáng sợ cỡ đó sao hả? Thấy vậy, Triệu Bân không khỏi liếc ông già mặc áo vải thô một cái. Từ đầu đến cuối ông ta chẳng nhìn sang bên này tí nào, nhưng xem thái độ của lão già vong cổ thì cũng biết thân phận ông già mặc áo vải thô không tầm thường. Nếu không sẽ chẳng sợ đến như vậy. Tiểu Hữu, xin mạo phạm hỏi một câu, vị ban nãy là trưởng lão danh dự của Triệu gia ta đó. Trưởng lão danh dự, lão già vong cổ nuốt nước bọt. Trưởng lão danh dự này đúng là chấn động thật. Người khác thì không biết, nhưng lão ta đương nhiên biết, cho nên mới kinh ngạc như vậy. Không lẽ là có giao tình với sư phụ của Triệu Bân ư? Lão già vong cổ đã đứng vững, suy nghĩ vô tận, cho là mình đã đoán đúng. Nếu như không có giao tình thì với thân phận của ông già mặc áo vải thô, sao có thể đến Triệu gia làm trưởng lão danh dự được chứ? Thành chủ mà gặp ông ta còn phải cung kính nữa kìa.
tiền bối, mời. Triệu Bân mỉm cười, cắt đứt dòng suy nghĩ của lão già vong cổ. Lão già vong cổ cười khan, không dám chậm trễ. Sau đó họ đi vào nhã gian, Triệu Bân chưa ngồi, lão ta cũng chẳng dám ngồi. Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì. Triệu Bân mỉm cười, mời trà lão ta như một hậu bối thực thụ. Ta nhận ủy thác của sư tôn ngươi, đưa vật này đến. Lão già cười nói, đưa tờ giấy bùa trống rỗng ra. Ông gặp sư phụ của ta sao? Triệu Bân giả vờ kinh ngạc. Có vinh hạnh được gặp, lão già vong cổ cười ha ha, đúng là lão phu mở mắt, hóa ra ngươi lại là đồ nhi của một người hoàng tộc đó, thất kính quá. Tiền bối xin đừng nói cho ai biết nhé. Triệu Bân cười khan, diễn nhập tâm vô cùng. Ta hiểu mà. Lão già vong cổ cũng cười khà khà. Sau đó thì nói thêm vài câu nữa. Lão già vong cổ hỏi những câu y hệt ông già mặc áo vải thô, nào là tên cùng phong hào của sư phụ, Triệu Bân cũng trả lời giống trước. Lão ta đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trước khi đi, lão ta còn nhìn sang lầu các của ông già mặc áo vải thô. Trùng hợp là lão ta lại nhìn thấy Bạch Nhật Mộng, sau đó sắc mặt liền hơi thay đổi. Lúc lão ta đi người đã đẫm mồ hôi, tự hỏi thế giới này bị làm sao vậy, tự nhiên thành vong cổ lại có nhiều nhân vật trâu bò đến thế này. Lão ta phải nhanh chóng về bẩm báo thành chủ thôi, Triệu gia này không đơn giản chút nào. Có phải ta đã nhặt được báu vật không nhỉ? Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn sang lầu các đó. Từ thần sắc của lão già vong cổ, có thể thấy địa vị của Bạch Nhật Mộng tuyệt đối không kém hơn thành chủ. Soạt! Lúc hắn nhìn thì Bạch Nhật Mộng đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, tốc độ như hồn ma. Tốc độ nhanh thật! Triệu Bân kinh ngạc trong lòng, cảnh giới chân linh tầng 8 lại có thân pháp cỡ này. Ông già nói người đánh nhau rất giỏi. Bạch Nhật Mộng ngẩng đầu, mắt to tròn nói với Triệu Bân. Tạm tạm thôi. Triệu Bân đáp lại, ít nhất hắn chưa thua ai cùng cấp bao giờ. Luận về chiến tích thì cũng không tệ đâu, hắn cũng đã giết được hai gã cảnh giới huyền dương rồi đó. Ta cũng đánh nhau giỏi lắm, đánh nhau với ta không? Cô nhóc ngây thơ nói, nhìn thế nào thì cũng cực kỳ vô hại. Cảnh giới chân linh tầng 8 mà đánh chân linh tầng 1 là ta á. Triệu Bân đánh giá Bạch Nhật Mộng, lại nhìn huyết mạch của cô nhóc, rất bất phàm. Ta không động chân nguyên. Vậy không được đâu. Ta thắng thì ngươi đưa tiền cho ta. Cô bé nói rất nghiêm túc, lúc nói đến tiền hai mắt còn sáng lên. Thế nếu ta thắng thì sao? Triệu Bân cười hỏi. Ngươi thắng không nổi đâu. Vớ vẩn, ta đánh nhau hơi bị giỏi. Bạch Nhật Mộng không đáp nữa mà giơ nắm đấm lên, hít thở. Hay! Triệu Bân không cười nữa, bắt đầu khởi động chân nguyên. Bùm, bốp! Hai người cùng động, một nắm đấm nhỏ với một chưởng uy long. Qua! Sau đó, người trong sân toàn bộ ngẩng đầu lên, hai mắt di chuyển từ trái qua phải, là tiễn Triệu Bân bay từ tiểu viện ra khỏi cửa hàng binh khí. Rất rõ ràng! Hắn bị Bạch Nhật Mộng đấm bay! Quá đã! Ông già mặc áo vải thô cười đến là vui vẻ, thấy Triệu Bân bị đánh nên sảng khoái vô cùng. Dâm, nhanh chóng có âm thanh vang lên, đó là Triệu Bân đã va thẳng vào một quán rượu. Vách tường đang yên đang lành lại bị lôm cả một dáng người vào. Con mẹ nó, sau đó là có tiếng chửi âm gờ, vừa là của ông chủ lại vừa là của khách hàng. Đang ăn uống vui vẻ, tự nhiên có người ở đâu bay vào. Dưới ánh trăng, Triệu Bân tập tà tập tính. Một tay chống vào eo, một tay quệt máu mũi. Cơ thể quá mạnh, sức lực quá bá đạo. Suốt dọc đường, hắn liên tục nhếch miệng chặt lưỡi, quả thực đã xem thường căn cơ của Bạch Nhật Mộng rồi, không động tới chân nguyên mà còn mạnh đến thế, nếu dùng cả chân nguyên thì hắn không có cửa thắng. Trừ phi dùng bùa nổ để nổ. Nói thế nào, cứ quăng ra một sấp thì đâu vào đấy cả thôi. Thiếu gia, Dương Đại và Võ Nhị bước ra, mỗi người đỡ một bên. Nhẹ nhàng thôi. Khi quay về cửa hàng binh khí, ngó thấy Bạch Nhật Mộng, hắn chỉ thấy toàn thân đau nhức. Con nhỏ này, ra tay ác quá đi mất, suýt chút nữa đánh cho hắn tàn phế luôn rồi. Đưa tiền cho ta, Bạch Nhật Mộng xòe tay ra. Dám chơi dám chịu, Triệu Bân móc ra một đĩnh vàng, nhưng vẫn đang âm thầm liếc trộm. Con nhỏ mê tiền này chắc hẳn có huyết mạch đặc thù, nhìn từ bề ngoài chẳng phát hiện được điều gì kỳ lạ. Nhưng thời khắc nó bộc phát thì kinh khủng đến mức khó lòng tưởng tượng nổi. Cùng là huyết mạch đặc biệt. Nhưng con nhỏ này mạnh hơn tên mập ngưu ích nào đó nhiều lắm.
cũng không biết nếu so kè cùng U Lan thì ai mạnh ai yếu. Nhớ tới U Lan, hắn bỗng cảm thấy mất tự nhiên lắm. Sau khi phát cuồng thì cô nương kia còn biết bay, chân nguyên không chỉ dồi dào mà còn tàn bạo, nếu đọ sức cùng Bạch Nhật Mộng, đương nhiên là cuộc đối đầu của huyết mạch và huyết mạch. Còn đánh nữa không? Cô nhóc kia ôm Nguyên Bảo mà cười hề hề. Tắm rửa ngủ sớm đi. Triệu Bân ho ra một búng máu, chống tay vào tường đi mất. Đòi đánh nữa á, đánh cái đầu ngươi, đánh nữa chắc ngươi đánh ta tèo luôn. Thứ yêu nghiệt từ đâu ra thế, chơi xỏ nhau phải không? Trước khi đi, hắn còn liếc mắt nhìn ông già mặc áo vải thô. Lão già kia đang chắp tay mà cười, nhìn ông ta mà tay chân hắn ngứa ngáy. Thoải mái. Ông già mặc áo vải thô không nói gì, nhưng thần thái đã hiển hiện ra hai chữ này. Vẫn là câu đó thôi, chỉ cần Triệu Bân chịu thiệt, ông ta sẽ bất giác thấy sung sướng. Sự thật chứng minh, Bạch Nhật Mộng làm ông ta rất hãnh diện. Triệu Bân thu hồi tầm mắt, hít một hơi thật sâu, chữ phục to đùng trên mặt có vẻ rất nghiêm chỉnh. Đánh với dạng người như Bạch Nhật Mộng thì không thể cố đấm ăn xôi được, tám tầng kia của nhóc ham tiền chắc đã có thể so bì với cảnh giới huyền dương luôn rồi. Mấy người đánh không? Ngay sau đó, đôi mắt to của Bạch Nhật Mộng chớp chớp, nhìn người qua người lại khắp vườn. Hôm nay sắc trời đẹp nhỉ? Người trong vườn coi như không nghe thấy, đến cả người hung hãn như lỗ mãng cũng sợ hãi mà chẳng cần dấu hiệu báo trước thì nói gì đến những người khác. Không một ai đỡ được cú đấm của Bạch Nhật Mộng, hiển nhiên cô nhóc không phải võ tu bình thường. Đánh nhau với cô nhóc này thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bán thân bất toại, nhìn Triệu Bân đi, một ví dụ bê bết máu đấy. Hề hề hề, Bạch Nhật Mộng chạy đi, ôm theo đính vàng của mình, vui quên trời quên đất. Đúng thật là một cô nhóc ham tiền. Về điều này, người trong cửa hàng binh khí đều đồng tình. Cô nhóc này ngoài lúc ăn và ngủ ra thì đa phần thời gian đều bận đếm tiền, lần nào cũng đếm đi đếm lại. Đêm nay, Triệu Bân khó chịu bằng chết. Có trời mới biết hắn nứt bao nhiêu gân mạch và nứt bao nhiêu khớp xương vì chấn động. May mà hắn có tẩy tủy dịch cân kinh. Luyện thể một đêm, đợi sáng sớm tỉnh lại, vẫn tràn đầy sức sống như thường. Đám người lỗ mãng nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi. Từ lâu, họ đã biết Triệu Bân có thể tu luyện với thực lực không tầm thường, nhưng hôm qua bị thương thê thảm đến vậy mà hắn phục hồi nhanh quá, khả năng phục hồi này có vẻ hơi thần tốc. Tiểu võ, thiếu gia, mua giúp ta một tấm bản đồ, càng to càng tốt, Triệu Bân nói. Đến giờ hắn vẫn không biết nơi được đánh dấu trên tấm bản đồ kho báu của cô lang rốt cuộc là tòa thành nào, không có tuyến đường, chỉ có bản đồ địa hình. Cần phải tìm một tấm bản đồ để đối chiếu. Được ngay. Võ Nhị cực kỳ chăm chỉ, lấy bạc ra rồi chạy đi ngay. Sau khi hắn ta đi, Triệu Bân xách kiếm lên mà múa may. Thân pháp của hắn nhẹ hẫng như bay, đường kiếm tinh xảo, kiếm khí bắn ra khắp nơi, từng chiếc lá rụng bị kiếm khí của hắn chém làm hai nửa, chiếc lá nào cũng được chém rất ngay ngắn. Két! Ông già mặc áo vải thô đã ra khỏi cửa phòng từ bao giờ? Đang tựa người vào lan can mà nhìn xuống. Triệu Bân dùng kiếm quyết thiên lôi. Kiếm quyết này là thứ ông ta đã truyền cho Triệu Bân từ trước đó, hay nói đúng hơn là đưa cho hắn vì thua. Một sấp bùa nổ dày như thế, ai nhìn thấy cũng phải sợ. Cũng trách ông ta quá sơ suất. Mới mấy ngày mà Triệu Bân đã có thể lĩnh ngộ hoàn toàn bộ kiếm quyết này, cho dù ông ta nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán, đồ đệ của tiền bối đúng là thiên phú dị bẩm. Bạch Nhật Mộng cũng ra khỏi phòng, chắc vì chưa tỉnh ngủ nên vừa đi vừa dụi mắt, thấy Triệu Bân tưng bừng sức sống cũng phải ngạc nhiên, hồi phục nhanh thế à? Đúng là phi phàm. Cô nhóc lẩm bẩm trong lòng, chí ít thì khả năng hồi phục rất đỉnh. Thêm cả thân pháp này nữa, rất huyền diệu. Đánh bại hắn, cho ngươi một đĩnh vàng, ông già áo vải thô mỉm cười. Đĩnh vàng. Nghe thấy hai chữ này, cô nhóc lập tức mất cảm giác buồn ngủ, lao vọt ra ngoài. Ông già áo vải thô giơ tay, xách cô nhóc quay về. Sau đó cô nhóc thấy một lá bùa dán sau lưng mình, loại bùa chú này rất quỷ dị, có thể phong ấn tu vi. Bạch Nhật Mộng vốn ở tầng 8, bỗng chốc biến thành tầng 1. Như thế thì đánh nhau với Triệu Bân mới công bằng. Tầng 8 đi đánh tầng 1 thì Triệu Bân sẽ thua thê thảm lắm. Nói cho cùng thì ông ta muốn thấy hai kẻ cùng cấp bậc đánh nhau. Ông ta cũng muốn xem. Nếu so tài cùng cấp thì Triệu Bân mạnh hay nhóc ham tiền mạnh hơn? Keng! Bạch Nhật Mộng toàn thân khó chịu, xách kiếm nhảy vọt xuống khỏi tầng 2,
không nói nhiều lời đã tấn công ngay, vừa nhìn là biết Triệu Bân dùng kiếm quyết thiên lôi. Nào! Triệu Bân bật cười to, có người luyện cùng hắn, đương nhiên đây là chuyện hắn mong còn chẳng được. Bang, bang, bang! Âm thanh va chạm giữa kiếm và kiếm cũng rất vui tai, tia lửa liên tục bắn tóe ra. Cả hai đều dùng kiếm, cùng cảnh giới và tu vi, cuộc đấu biến thành cuộc so kẻ chiêu thức. Xoạt, xoạt! Triệu Bân thân pháp kỳ ảo, thoát ẩn thoát hiện như cơn gió, sử dụng kiếm quyết đến mức nhuần nhuyễn. Nhóc ham tiền cũng không hề kém cạnh. Kiếm quyết của cô nhóc dường như còn huyền diệu hơn, phối hợp với thân pháp nhẹ bẫng như hổ thêm cánh, từng luồng kiếm ảnh giống như bóng mờ của cô nhóc, lúc thì tản ra, lúc thì chập lại. Kiếm pháp tuyệt diệu quá! Triệu Bân không khỏi kinh ngạc, nhóc ham tiền không chỉ có sức mạnh cơ bắp mạnh mẽ và kinh lực bá đạo mà kiếm thuật cũng rất đỉnh. Đệ tử xuất thân từ gia tộc lớn đúng là phi thường, bộ kiếm quyết mà hắn vẫn luôn tự hào cũng gặp phải hạn chế trong lúc so tài. Dùng kiếm quyết thiên lôi không thể thắng được nhóc con này. Ông già áo vải thô thong dong nói, đương nhiên là nói với Triệu Bân. Câu này có hàm ý thâm sâu, ý tứ là bảo, người đổi một bộ chiêu thức khác xem sao, ví dụ như bí thuật mà sư tôn dạy ngươi, cũng để lão phu mở mang tầm mắt. Tâm tư của ông ta, Triệu Bân biết thừa. Chẳng qua ông ta muốn tìm kiếm xuất xứ của kiếm pháp thông qua chiêu thức mà hắn sử dụng, từ đó đoán định thân phận của sư phụ hắn, đây mới là mục đích thật sự của ông già áo vải thô. Còn về việc ai thắng ai thua, ông già đó không để tâm. Triệu Bân ngó lơ, ngoài kiếm quyết thiên lôi, quả thực hắn còn thông thạo bộ kiếm pháp khác, cũng là kiếm pháp tổ truyền của Triệu gia, thế nhưng không thể bằng kiếm quyết thiên lôi được. Nếu kiếm quyết thiên lôi không thể thắng nổi thì nói gì tới kiếm pháp của Triệu gia. Hắn cũng muốn dùng kiếm quyết do sư phụ dạy lắm chứ. Vấn đề là trước khi chìm vào giấc ngủ, Nguyệt Thần chưa từng dạy kiếm pháp cho hắn. Thế nhưng, chưa chắc hắn đã thua. Chiêu thức là vật chết, người mới là vật sống, kiếm quyết thiên lôi bị hạn chế rất nhiều, nhưng sau khi biến đổi thì khó nói lắm, chẳng qua chỉ là tùy cơ ứng biến thôi mà. Keng! Tiếng kiếm ngân lên chói tai, kiếm pháp của hắn kỳ diệu hơn rất nhiều, từng chiêu từng thức dường như có thêm chút biến đổi. Dần dần xa rời kiếm quyết thiên lôi. Xuất sắc thật! Ông già áo vải thô lẩm bẩm nói, với tư cách là người đứng xem và với cảnh giới địa tạng của bản thân, tầm nhìn của ông ta rất cao, làm sao có thể không nhìn ra được. Triệu Bân ứng biến nhanh đến nỗi ông ta phải vã mồ hôi vì kinh ngạc, từng đợt kiếm quang như đang lóe lên ý nghĩa của việc dùng kiếm. Nói hắn xuất sắc, chỉ bằng nên nói hắn có thiên phú quá yêu nghiệt. Tùy cơ ứng biến, thiên biến vạn hóa, kiếm pháp không có chiêu thức rõ ràng, hàm ý tuyệt diệu, phối hợp cùng thân pháp huyền diệu của hắn làm ông ta nhìn thôi cũng hoa cả mắt. Tiểu tử này kỳ dị quá. Nhóc ham tiền khẽ lầm bầm, rõ ràng cô nhóc đang khống chế kiếm quyết thiên lôi, bây giờ chiêu thức lại bị Triệu Bân xé lẻ ra, không còn ưu thế nữa. Đánh một hồi, Triệu Bân có động thái khốn nạn hơn nữa. Trong lúc đối đầu, hắn bỗng dưng nhắm mắt lại, vừa lĩnh ngộ đường kiếm vừa so tài, lúc phòng ngự lúc tấn công. Tất cả tuần tự đâu vào đấy, đã vậy chiêu thức có vẻ còn đỉnh hơn. Thế này, ông già áo vải thô đứng thẳng người dậy, không còn chắp tay nữa, Triệu thiếu gia trong mắt ông ta có thiên phú yêu nghiệt tới cỡ nào chứ? Quả thực đi ngược với mọi quy tắc luôn, đối đầu với nhóc ham tiền mà hắn có thể phân tâm được. Mỗi một đường kiếm của Triệu Bân đều chặn rất đúng chỗ, mỗi một nhát kiếm của cô nhóc đều bị phá hủy không còn dấu vết, đòn tấn công đi lệch mũi kiếm. Đến cả người đáng sợ như Bạch Nhật Mộng cũng phải hoảng loạn, liên tục trở tay không kịp. Tuyệt diệu, quá là tuyệt diệu. Triệu Bân khẽ mỉm cười, tâm cảnh ngộ kiếm đã nâng cao, dường như hắn chính là kiếm, kiếm cũng chính là hắn. Kiếm ý đỉnh cao như vậy, đúng là vô cùng tuyệt diệu. Kiếm và người hợp nhất trong truyền thuyết à? Triệu Bân lầm bầm, nghiễm nhiên quên mất chuyện so tài, không còn câu nệ chiêu thức nữa. Thứ quái thai gì vậy? Nhóc ham tiền thấy kỳ lạ, tình cảnh khống chế ban đầu dần dần biến thành bị đánh tan tác, tên nhóc chân linh tầng một này, tại sao càng đánh càng mạnh thế nhỉ? Gặp kẻ mạnh thì mạnh, ông già áo vải cảm thán. Thiên phú mà, đúng là một thứ tốt. Mà tâm cảnh chiến đấu của Triệu Bân cũng vượt xa dự đoán của ông ta, chỉ là một kẻ mới đạt tới cảnh giới chân linh nhưng có năng lực ứng biến như thế là đã có được tuệ căn của cường giả rồi. Keng, keng! Triệu Bân dần mở mắt. Khí thế tấn công của hắn sắc bén hơn rất nhiều, đường kiếm lóe ra tia sấm sét, tiếng kiếm ngân và tiếng sấm rền giao thoa,
kiếm pháp và kiếm ý cùng ra trận. Rõ ràng chỉ là một đường kiếm bình thường bỗng trở nên huyền ảo khó lường, nhóc Hàm Tiền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tan tác, cô nhóc bị đánh cho tan tác. Không phải vì kiếm pháp của cô nhóc không đủ tinh tế, chỉ là kẻ này quá yêu nghiệt. Ngược lại, cô nhóc quá bảo thủ, chiêu thức nào cũng bị phá vỡ, nhát kiếm nào cũng trở nên tầm thường. Keng! Một đòn va chạm, Bạch Nhật Mộng giật mình lùi về sau. Keng! Triệu Bân mạnh mẽ hơn, thân như chim nhạn, nhanh đến mức không còn thấy bóng, sấm sét bổ trợ cho thế gió, gió bổ trợ cho uy lực của sấm sét, mũi kiếm rạch ngang không trung, uy lực dồn dập. Nhóc Hàm Tiền nhíu mày. Nhát kiếm này, dường như cô nhóc không đỡ được, uy thế quá mạnh, mạnh đến nỗi cô nhóc hoảng hốt, như thể cô nhóc không thấy được Triệu Bân, chỉ thấy một luồng kiếm quang chói mắt, còn cả kiếm ý vô hình nữa, khiến cơ thể cô nhóc bỗng thấy đau nhói. Ông già áo vải thô cũng nhíu mày. Nhát kiếm này của Triệu Bân hiển nhiên là chiêu tuyệt sát, uy lực không tầm thường. Nhóc Hàm Tiền đã thất thế, trong tình huống này, nếu cô nhóc không phản ứng hoặc Triệu Bân không thu tay về, có lẽ một kiếm này sẽ diệt được Bạch Nhật Mộng chứ không đùa. Keng! Tiếng kiếm ngân dài, mũi kiếm lao thẳng tới mi tâm của Bạch Nhật Mộng. Khi chỉ còn khoảng một tấc, thanh kiếm của Triệu Bân đột ngột dừng lại, kiếm quang rút hết, kiếm ý cũng không còn. Chính hắn đã thu kiếm, mặt mũi Bạch Nhật Mộng tái đi, cũng may Triệu Bân thu về. Lão Phu đã đánh giá thấp người rồi. Ông già áo vải thô chật lười, uy thế mạnh mê như thế. Kiếm ý mạnh mẽ đến thế mà tên tiểu tử này còn thu về được, đã thế còn canh được góc độ chuẩn xác, nếu như lĩnh ngộ về kiếm không đủ cao thì không thể làm được. Sân nhỏ im lặng đến chết chóc. Hai kẻ chiến đấu với nhau vẫn còn đứng đờ ra tại chỗ, nhóc Hàm Tiền sợ đơ người luôn rồi. Đến lúc này, mũi kiếm vẫn cách mi tâm của cô nhóc một tấc. Cũng may mà Triệu Bân thu tay kịp thời, nếu không cô nhóc nhất định sẽ bị giết chết trong một nhát kiếm. Phụt! Triệu Bân thu kiếm, phun ra một búng máu tươi, cưỡng ép thu kiếm về khiến uy lực và ý đồ của thanh kiếm phản phệ, xâm nhập vào cơ thể hắn, tạo thành nội thương. May mà hắn giữ chừng mực rất chuẩn, thực chất hắn còn chưa đủ nhuần nhuyễn, nếu đạt đến đỉnh cao, có thể thu vào nhả ra trong thoáng chốc, đồng thời sẽ không bị kiếm phản phệ. Ta thua rồi. Bạch Nhật Mộng phồng má, đây là lần đầu cô nhóc thua khi đấu với người cùng cấp. Tử Linh. Người mang nó đến đây là một quyết định rất đúng đắn. Ông già mặc áo vải thô cười thầm trong lòng, nhóc Hàm Tiền quá mạnh, trước giờ chưa từng thua thiệt khi đấu với người cùng cấp, lộ trình thuận lợi quá cũng cần chút đả kích mới giúp cô nhóc bình tâm được. Mà Triệu Bân chính là một viên đá mài rất tốt. Nói cho đúng thì cả hai cùng trở thành đá mài của nhau, cùng rèn giũa đối phương. Nếu không nhờ nhóc Hàm Tiền, Triệu Bân cũng chẳng thể niết bàn lột xác trong kiếm đạo. Trong lúc này, Triệu Bân lại phun máu lần nữa. Ngộ ra được kiếm phong lôi nhưng lại coi thường uy lực của lực, ngày sau nên dùng chiêu này ít thôi. Một khi lôi chiêu kiếm này ra thì không thể mơ tưởng đến chuyện thu lại. Nhân tài đấy! Ông già áo vải thô cảm thán, đã bay từ trên tầng 2 xuống, một tay đặt trên vai Triệu Bân, đưa chân nguyên ôn hòa vào trong, giúp Triệu Bân xóa bỏ di chứng phản phệ. Phá! Triệu Bân khẽ quát lên một tiếng. Cơ thể run rẩy đẩy hết kiếm khí còn sót lại trong cơ thể ra ngoài. Đó là uy lực, cũng là ý đồ của kiếm, tuy vô hình, nhưng cũng rất sắc bén. Qua một lúc lâu, sắc mặt Triệu Bân mới hồng hào hơn. Nhìn qua nhóc Hàm Tiền, ánh mắt của cô nhóc đã không còn tùy tiện như trước nữa. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người giỏi có người giỏi hơn, hôm nay được gặp, đúng là không phải đùa. Kiếm và người hợp nhất. Triệu Bân hiển nhiên có vẻ không bình thường. Hắn chắp tay đi đi lại lại, vẫn đang lặng lẽ lĩnh ngộ. So với chiêu thức thì hắn coi trọng ý đồ của thanh kiếm hơn. Võ Nhị nhanh chóng quay về, ôm theo một tấm bản đồ. Bấy giờ Triệu Bân mới hoàn hồn, hắn quay về phòng, sau đó tự khóa cửa lại. Phen này, hắn luyện tấm thép. Đúng vậy, là một tấm thép, khảm vào vách tường, chủ yếu để đề phòng ông già mặc áo vải thô do lần nào ông ta cũng không chịu đi qua cửa. Nếu đã muốn đi xuyên tường như thế thì cứ xuyên đi. Làm xong mấy thứ này, hắn mới mở bản đồ ra. Bản đồ không hề nhỏ, chắc phải đến cả trượng, bao quát cả vạn dặm, thành Vong Cổ, thành Thanh Phong, thành Xích Dương, thành Thương Lan, về cơ bản có đủ. Chỗ này, hình như không phải, địa hình không giống. Thế này không dễ tìm đâu. Trong phòng vang lên tiếng lẩm bẩm của hắn, một tay cầm kính phóng to.
một tay cầm bản đồ kho báu, hắn so sánh từng chỗ một trên tấm bản đồ lớn. Hắn tìm hết cả một ngày. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới ngồi phịch xuống đất, thần sắc rất buồn bực. Không phải ở cương vực này à? Hắn lầm bầm, chẳng hiểu sao mà không tìm được. Không phải vậy chứ? Nếu đã là kho báu thì khoảng cách sẽ không quá xa, sao lại không tìm được nhỉ? Triệu Bân. Đúng lúc này, một tiếng gọi rất lạnh lót vang lên từ ngoài cửa. Triệu Bân nghe vậy, đứng dậy ra khỏi phòng. Đập vào mắt là bóng người ở phía dưới, một cô nương mập mạp. Người trong khuôn viên không ít, về cơ bản ai cũng nhìn cô ấy. Chỉ có ánh mắt của ông già mặc áo vải thô đang chắp tay trước bụng hơi kỳ lạ. Đây là ai thế? Triệu Bân bước xuống cầu thang, nhìn người kia từ trên xuống dưới từ trái sang phải, chắc chắn bản thân chưa từng gặp cô nương mập mạp này, thế nhưng người ta gọi đích danh hắn. Hai người họ quen nhau à? Cái tên bội bạc này, bỏ lại người ta rồi đi mất. Cô nương kia bước tới, từng câu từng chữ đều nghẹn ngào, mặt mũi cũng u oán. Bội bạc. Những người có mặt ở đó nghe xong mà nhướng mày, nghe ý của cô gái này thì giữa hai người có chút chuyện phong lưu đấy, đã vậy Triệu Bân còn bỏ mặc cô nương nhà người ta. Triệu Bân không đáp, hắn vẫn đang đánh giá từ trên xuống dưới. Nhìn một lúc lâu, hắn mới hà hơi vào lòng bàn tay mình. Sau đó, một cái tát ập đến. Cái tát này rất vang dội, khiến đám người làm giật mình sững sờ. Qua! Khi nhìn lại, cô nương kia đã bị cái tát của hắn đánh cho hiện nguyên hình. Làm gì còn cô nương nào nữa, rõ ràng là một tên mập đen thùi lùi. Cũng là Ngưu Oanh đấy. Rất hiển nhiên, hắn ta dùng thuật biến thân, chẳng qua học nghệ chưa đủ tinh túy, nếu không cũng không đến độ bị ăn cái tát bá đạo của Triệu Bân. So với Triệu Bân thì ông già mặc áo vải thô đã nhìn ra từ lâu rồi. Thuật che mắt gì gì đó không thể dùng được trong mắt cao thủ địa tàng, chính vì ông ta đã nhìn ra nên ánh mắt mới kỳ cục như thế. Ban đầu thấy Ngưu Anh làm nũng ông ta còn muốn nôn ra cơ, cái tên mập đen thùi lùi này, thú vị gớm. Đen gì đen thế? Em chưa từng thấy người nào đen thế này. Ăn cái gì vậy trời? Nhiều tiếng xì xào vang lên, bàn tán về vóc dáng và màu da của Ngưu Anh, hiển nhiên hắn ta là dạng hiếm có. Họ cũng chặt lưỡi về hành động ban nãy của tên mập, biến ra cái gì mà chẳng được, cứ phải biến thành một cô nương, vừa mở miệng đã mắng người ta bội bạc, gớm ói không chứ. Tiên sư nhà ngươi, Ngưu Anh ăn một cái tát mà lệch cả mặt, lảo đảo đứng cũng không vững. Vốn tưởng rằng hắn ta lừa được Triệu Bân mới chạy tới đây lừa đảo, nào ngờ bị nhìn ra, còn bị tát cho không chịu trở tay. Đau không? Đau. Đau thì tốt. Cuộc đối thoại giữa hắn ta với Triệu Bân không chỉ ngắn gọn mà còn thông dụng dễ hiểu. Thức ăn nhanh chóng được bày lên. Bầu không khí của bữa tiệc này hơi kỳ cục. Ngưu Anh thì tốt rồi, ngồi xuống là ăn ngay, không hề khách sáo hay nghĩ mình là người ngoài. Triệu Bân cũng thế, hắn chỉ biết ăn thôi. Những người khác chẳng có mấy tâm trạng ăn uống, ai nấy nhìn chằm chằm vào tên mập. Ví dụ như Lỗ Mãng và Lão Tôn thì băn khoăn không biết tên mập này là loại gì. Còn ánh mắt của ông già mặc áo vải thô thì thâm sâu hơn nhiều. Huyết mạch đặc biệt. Đây là phán đoán của ông ta về Ngưu Anh, hắn ta đen thùi lùi không phải do phơi nắng, chắc hẳn bẩm sinh đã có, ắt phải liên quan tới huyết mạch, thế nhưng có lẽ cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn. Với kinh nghiệm của ông ta vẫn chưa nhìn được hắn ta thuộc loại truyền thừa nào. Ánh mắt của nhóc ham tiền cũng không kém phần thâm sâu. Từ khi ngồi xuống, cô nhóc này đã chống cằm bằng cả hai tay. Chăm chú nhìn Ngưu Anh. Cả hai cùng có huyết mạch đặc biệt nên chắc hẳn cảm ứng nhau theo một cách quái dị nào đó, tên mập đen thui này tuyệt đối không phải người bình thường, lai lịch không tầm thường. Nghe nói, bố vợ ngươi mừng thọ mà ngươi tặng một cái bô. Một tay Ngưu Anh cầm đùi gà, một tay cầm bình rượu, ăn đến mức không còn thể diện, đã như vậy rồi vẫn chặn được cái miệng của hắn ta. Khi đến thành Vong Cổ rồi, hắn ta mới biết Triệu Bất Trụ tên thật là Triệu Bân, tức Triệu Thiếu Gia. Là lời đồn được nhiều người ca tụng. Hắn ta nghe hết không thiếu điều gì, trong đó có một câu chuyện về lễ mừng thọ của Liễu Thương Không. Giữa bao nhiêu món quà, cái bô kia là thứ chướng mắt nhất. Con rể mà, nên làm thôi. Triệu Bân nói năng rất sâu sắc, câu nào nghe cũng nghiêm chỉnh lắm. Nếu là ta chắc sẽ tặng quan tài. Đừng quậy, người ta sẽ chửi vào mặt đấy. Hai người họ mỗi người một câu biến thành đoạn hội thoại dễ nghe nhất trên bàn ăn. Hai tên ngốc,
Ngụ ý được thể hiện qua thần thái của ông già áo vải thô là đúng trọng tâm nhất, bất kể Triệu Bân hay Ngưu Anh, trong cốt tủy đều không phải kẻ ngoan ngoãn gì. Sau bữa cơm, tên mập đen thui bị đánh. Người đánh hắn ta chính là nhóc hám tiền, lấy lý do luyện tập, tát một cái làm người ta bật khóc. Tên mập đen thùi lùi còn cầm chuông bắt hồn ra, nhưng thứ này chẳng có tác dụng gì với Bạch Nhật Mộng, hắn ta lại bị đấm cho bán thân bất toại. Thấy thế, Triệu Bân chạy nhanh hơn thỏ. Đỏ kiếm cùng cấp thì hắn thắng nhóc ham tiền, chuyện này không phải nói dối, nhưng nếu mở rộng phạm vi ra thì Bạch Nhật Mộng cũng có thể đánh cho hắn khóc lóc. Kinh lực và sức mạnh cơ bắp quá bá đạo, huyết mạch cũng đủ làm người ta chết khiếp, cô nhóc này muốn xử lý hắn thì thừa sức. Trên thực tế, người mà nhóc ham tiền muốn đánh nhất vẫn là Triệu Bân. Trước giờ cô nhóc chưa từng thua trận khi đánh nhau với kẻ cùng cấp nên đâu thấy phục, đang tìm cơ hội để đánh thêm trận nữa. Cạch! Triệu Bân khóa cửa phòng, lại nhào về phía tấm bản đồ, chăm chú tìm kho báu. Đã bảo là bản đồ kho báu mà chẳng có tuyến đường gì cả, chỉ có địa hình thôi. Như thế thì thật khó tìm. Hai ngày nay, Võ Nhị không ngừng đưa bản đồ tới cho hắn, lãnh thổ cũng rộng hơn nhiều, ban đầu diện tích chỉ khoảng 10.000 dặm, bây giờ đã lên đến 80.000 dặm. Bản đồ 80.000 dặm trải kín căn phòng, tìm lần lượt từng chỗ một khiến hắn nổ đom đốm mắt, tiếc rằng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Không phải chứ? Triệu Bân lại gãi đầu, ngồi phịch xuống, có bản đồ cũng không tìm thấy chứ đừng nói gì tới không có bản đồ. Thế này thì khác quái gì mò kim đáy bể đâu. Đoàng. Đúng lúc này, một tiếng đoàng vang lên. Qua. Sau đó là ông già mặc áo vải thô nhe răng nhếch miệng, nửa đêm nửa hôm không ngủ lại tới tìm Triệu Bân nói chuyện, nhưng vẫn không chịu đi qua cửa, định xuyên tường vào trong. Xấu hổ một điều là tường khảm ván thép nên đầu ông ta đụng vào kêu bang bang. Sướng ghê. Triệu Bân cười rất vui vẻ, xuyên tiếp đi, xuyên chết ông luôn. Đùng. Ông già mặc áo vải thô đạp bung cửa phòng, mặt mũi tối sầm, hai mắt bốc hỏa, biết Triệu Bân cố ý. Mẹ kiếp, cái đầu ông ta đang ong ong cả lên đây. Tiền bối, tìm ta có việc gì à? Triệu Bân thản nhiên như không, ôm theo một cuốn sách cổ, trông cũng rất ra dáng, nhàn nhã lật trang sách, phong thái dần đạt tới tuyệt cảnh. Công pháp. Ông già mặc áo vải thô sầm mặt, phất tay ra một cái hộp ngọc vuông. Dễ thôi, dễ thôi. Triệu Bân cười khà khà, nhanh chóng đặt cuốn sách cổ xuống, cũng nhanh chóng bưng lấy hộp ngọc, sau đó nhấc bút, lại một phen rồng bay phượng múa, đương nhiên không cho toàn bộ công pháp. Trận địa hoành tráng thế này, tìm gì đấy? Ông già liếc mắt nhìn mặt đất, nơi đó trải một tấm bản đồ cực to, ngoài ra thì trên giường và trên bàn ít nhiều gì cũng có bản đồ giải rác, có to có nhỏ, ai không biết còn tưởng Triệu Bân bán bản đồ đấy. Tìm sư phụ ta, Triệu Bân nói bừa. Khóe miệng ông già áo vải giật giật, mẹ kiếp, thật mới mẻ, tìm sư phụ trên bản đồ. Người cũng kỳ cục thật, người sống sờ sờ ra đó, bản đồ tìm được à? Công pháp nhanh chóng được viết xong. Ông già cầm xong rồi quay đi, không buồn đóng cửa lại, giơ chân đạp lên vách tường khiến tấm thép khảm vào tường cũng bay từ trên lầu hai xuống. Nói ra cũng thật trùng hợp. Ngưu Anh đang nằm dạp bên dưới vừa mơ màng tỉnh dậy, đang bò lên. Chưa kịp đứng vững thì bị một tấm thép đập trúng, lại nằm dạp xuống. Đừng thô lỗ thế chứ. Triệu Bân ho khan, nếu cú đạp này rơi xuống người hắn, chắc sẽ thành một đống bầy nhầy. Thiếu gia, lão Tôn đến rồi, còn ôm theo một đống sổ sách. Ông Tôn, có biết đây là đâu không? Triệu Bân lấy ra bản đồ kho báu, nếu không tìm thấy trên bản đồ thì chỉ có thể đi hỏi người ta, mà không thể hỏi ông già mặc áo vải thô được. Lão già đó quái lắm. Vực Ô Long. Lão Tôn nhìn thấy rồi mỉm cười đưa ra đáp án. Vực Ô Long, Triệu Bân xứng người. Nhìn hình vẽ địa hình trên bản để rõ ràng là một ngọn núi, sao lại biến thành vực rối? Không sai được đâu, Lão Tôn mỉm cười, năm xưa, già này cũng từng lão gia chủ tới để. Nhưng đây rõ ràng là một ngọn núi mà. Thiếu gia, người cầm ngược bàn để rồi, nhìn ngược là núi, nhìn đúng là vực. Đêm đến, trong phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Triệu Bân một tay cầm bản đồ kho báu, một tay cầm đèn, lại tìm kiếm một hồi. Khác với lúc trước, lần này hắn cầm đúng chiều của bản đồ kho báu rồi. Giờ này nghĩ lại, không khỏi ho khan một tiếng. Chẳng trách lúc trước không tìm thấy, cầm ngược bản đồ mà tìm thấy mới lạ đấy. Vực Ô Long. Không biết lúc nào, hai mắt hắn lóe lên ánh sáng, nhìn đi.
Cầm đúng bản đồ thì tìm thấy thật, cách thành Vong Cổ không xa, ước chừng 500 dặm. Làm ta tìm mãi. Triệu Bân mỉm cười, sau khi phân biệt xong mới cất bản đồ kho báu đi. Đã có quyết định thì ngày mai sẽ đi. Trước khi đi, hắn phải mang theo một cái bao tải to, để đựng ngân lượng. Rắc rắc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ trên mái nhà vọng xuống. Hiển nhiên, bên trên có người. Triệu Bân lặng lẽ xách bình rượu lên, tiện thể liếc mắt nhìn Linh Châu trong lòng mình, thấy nó lóe lên ánh sáng màu xanh, ắt hẳn là cảnh giới chân linh. Hắn nhanh chóng thấy một miếng ngói được cạy ra. Sau đó là một làn khói xanh từ bên ngoài bay vào, tỏa ra mùi hương mê hoặc, nhưng là khói độc, còn là loại độc rất bá đạo, hít vào thì đầu óc quay cuồng. Định giết người đây hả? Triệu Bân thầm nghĩ, nốc một ngụm rượu như không có chuyện gì xảy ra, thú hỏa trong cơ thể rồi rào rót vào các đại kinh mạch, nhanh chóng thiêu rụi hết chỗ khói độc đã hít vào. Thế nhưng, khói độc vẫn vảng vất bay vào trong phòng. Nhìn người trên mái nhà, mặc Dạ Hành Y, đã vậy còn bịt mặt. Thân hình mảnh khảnh đó chắc là một nữ tử. Nói cho chính xác hơn, nữ thích khách U Lan đợi nhiều ngày mà không thấy Triệu Bân ra ngoài nên đành tới tận nơi để hành thích. Một tên bị đứt mạch và phế thể, dùng khói độc là đủ rồi. Triệu Bân đỡ chán, cố tỏ ra lảo đảo. Cũng đúng vào lúc này, hắn đột ngột quay người, vung trưởng về phía mái nhà. Võ tu! U Lan thấy vậy, không kịp đề phòng, hoảng loạn về sau mà trốn. Uỳnh! Mái nhà bị tốc thành một cái lỗ lớn, ngói xanh bay đầy trời. Soạt! Thân mình Triệu Bân như quỷ hồn, xuyên qua cái lỗ trên mái nhà, nhảy vọt lên nóc nhà. Tình báo sai sót. U Lan thầm nghĩ, ngay khi Triệu Bân xông lên mái nhà, cô ta đã quay người bỏ chạy. Thích khách mà, phải giết chết con mồi trong một chiêu, nếu thích khách thất bại thì phải trốn đi ngay lập tức, dù sao thì họ không giỏi đối đầu trực diện. Đi đâu hả? Triệu Bân hừ một tiếng, dùng tới bước phong thần, nhanh chóng đuổi theo. Soạt, soạt. Hai người tốc độ không chậm, giống như hai bóng đen, một trước một sau bay trên nóc nhà, đi trên bờ tường. Nửa đêm nửa hôm, bị khùng hả. Tiếng chửi mắng vang lên, nhiều người giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Bóng lưng quen quá. Triệu Bân lầm bầm, xác định người ám sát hắn là một nữ tử, sao nhìn quen thế nhỉ, dường như đã gặp ở đâu rồi. Chẳng qua nhất thời nhớ không ra. Thân pháp nhanh quá. Ở đằng trước, U Lan không dám quay đầu lại, tâm trí không bình tĩnh nổi. Đâu chỉ là tình báo sai sót, mẹ kiếp, sai quá nhiều luôn. Triệu Bân không những không phải phế vật mà còn là một võ tu với thân pháp tuyệt diệu, làm cô ta trở tay không kịp. Tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, ba luồng kiếm khí bắn về phía sau. Cô ta không nhìn, nhún người xuống khỏi nóc nhà, lẫn vào ngõ sâu đen như mực. Người đâu rồi? Khi Triệu Bân đuổi tới thì đã không thấy bóng dáng U Lan đâu, đành một mình nhíu mày trên nóc nhà. Phái người mới đạt cảnh giới chân linh tới ám sát hắn, hiển nhiên không biết bí mật hắn đã có thể tu luyện, quan trọng nhất là hắn thấy bóng lưng đó rất quen thuộc. Cảm giác này, U Lan cũng có. Cũng may mà không đuổi kịp, chứ nếu nhận ra đối phương thì xấu hổ lắm. Thiếu gia, đám người lỗ mãng cũng đuổi tới nơi. Ban nãy nhiều động tĩnh nên họ giật mình tỉnh giấc, thế nhưng tốc độ không bằng Triệu Bân, đuổi hết hơi mới đuổi tới. Người bình tĩnh nhất là ông già mặc áo vải thô. Ông ta ngủ say nhất, dù biết có thích khách cũng chẳng buồn để tâm. Không sao, nghỉ ngơi đi. Triệu Bân mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay, lập tức quay đi. Đám đông cũng đi theo. Quay về phòng mới thấy rối tinh rối mù, tường bị ông già áo vải thô đạp vỡ một mảng to. Nóc nhà cũng có một cái lỗ lớn, đứng trong phòng có thể ngắm sao luôn. Đêm tĩnh mạch, Triệu Bân chuẩn bị hành lý, bùa nổ nè, dược hoàn nè, cần gì cũng có đủ, tìm thấy bản đồ kho báu rồi thì phải đón các bảo bối về thôi. Rạng sáng, ánh nắng ấm áp rót xuống. Triệu Bân dậy khá sớm, đeo tay nải ra khỏi phòng. Đập vào mắt là bạch nhật mộng. Nhóc ham tiền này còn dậy sớm hơn hắn, sau khi thấy hắn, đôi mắt to chớp chớp. Ánh mắt đó đã viết rõ ba chữ, đánh một trận. Có việc rồi, hôm khác nhé. Triệu Bân tùy tiện đáp, nói xong đi ra ngoài. Người ta nóng lòng tìm bảo bối đây. Cùng cấp mà thắng được ta, ta sẽ truyền một bí thuật cho ngươi. Nào, Triệu Bân đã đi đến cửa rồi mà lại quay về. Tốc độ trở mặt này khiến nhóc ham tiền không kịp trở tay.
Tiếng kiếm ngân cũng theo đó mà vang lên, lại là cuộc so tài của kiếm pháp, kiếm khí bắn ra khắp nơi, rạch vô vàn dấu vết lên thân cây và bốn bức tường trong viện. Kiếm quyết này tinh diệu hơn trước đó khá nhiều. Triệu Bân lầm bầm, cô nhóc xuất thân từ thế gia lớn quả nhiên không phải trò đùa, cũng ngộ được kiếm quyết, cũng không câu nệ chiêu thức, cũng biết tùy cơ ứng biến. Nhóc cầu tiến quá. Ông già mặc áo vải thô ra khỏi cửa bèn vươn vai ngáp dài một cái, tựa mình lên lan can. Ông ta chưa từng nghi ngờ thiên phú của Bạch Nhật Mộng, hai ngày nay cô nhóc cũng không rảnh rỗi, đa số thời gian đều bận đếm tiền, thế nhưng cũng không lơ là võ đạo. Hai thứ yêu nghiệt. Tên béo đen thui chặt lưỡi, đỡ lưng, đi cả nhắc cả nhắc. Luận về khả năng hồi phục thì hắn ta thua xa Triệu Bân, hai ngày rồi mà vẫn thương gân động cốt. Nhóc mập, ông già áo vải thô ngoắc tay. Ngưu Anh nhìn trái ngó phải một phen, xác định ông ta đang gọi mình mới tung tẩy chạy tới. Xong rồi, hắn ta bị chích máu. Ông già này cũng là một kẻ cầu tiến, sáng sớm ra không nghĩ đến chuyện ăn cơm mà ướm ửng người ta ngay tại chỗ, về cơ bản là vì muốn nghiên cứu huyết mạch của Ngưu Anh. Đáng ra nên tìm Triệu Bân, xin một lá bùa nổ. Ngưu Anh quệt máu mũi, nói năng cũng thâm thúy lắm. May mà hắn ta không có bùa nổ, nếu không, chắc chắn sẽ dán vào mặt ông già này, cho ông ta nổ tan xác. Huyết mạch đúng là quá kỳ diệu. Ông già áo vải thô ngó lơ hắn ta, một giọt máu lơ lửng trong lòng bàn tay, ông ta cứ nhìn nhìn ngó ngó. Đến giờ này, ông ta vẫn không biết Ngưu Anh có lai lịch thế nào. Cũng phải, thế giới lớn đến mức nào, huyết mạch đặc biệt nhiều tới cỡ nào, ông ta cũng chưa từng thấy hết. Nếu huyết mạch của Ngưu Anh thức tỉnh, có lẽ sẽ nhìn ra được manh mối nào đó bên trong. Keng, bang, cong. Trong lúc hai người nói chuyện thì cuộc đấu bên dưới cũng không ngừng, vẫn đánh nhau mù trời. Cuộc chiến cùng cấp, nhóc ham tiền lại thua rồi. Không phải thiên phú của cô nhóc không ổn, mà là núi cao có núi cao hơn, cô nhóc không yêu nghiệt bằng Triệu Bân được. Keng, keng. Tuy cuộc đấu đã hạ màn, nhóc ham tiền đã lùi ra rồi, nhưng Triệu Bân vẫn chưa dừng, tay cầm kiếm tử tiêu. Nhắm mắt khua khoáng trong không trung, tiếng kiếm rền vang cực kỳ chói tai. Đúng là chịu thua ngươi luôn, lại giác ngộ được gì à? Ông già áo vải thô chắp tay, nhìn đến mức chặt lưỡi. Kiếm pháp huyền diệu quá. Đám đông cũng túm lại xem, ánh mắt lấp lánh, túm tụm xem Triệu Bân múa kiếm. Ông già áo vải thô nói không sai, Triệu Bân lại lĩnh ngộ được rồi. Đến mức mà trận đấu đã kết thúc nhưng hắn còn múa kiếm với không trung hơn 3 canh giờ. Chiêu thức lúc thì loạn xạ, lúc thì đơn giản, nhưng chiêu nào cũng biến hóa khôn lường, chủ yếu nhất là hàm ý. Thứ mà hắn lĩnh ngộ được là kiếm ý. Không biết đến lúc nào, hắn mới dừng lại. Đợi khi mở mắt ra, đôi mắt hắn thâm thúy hơn hẳn, thậm chí còn kiếm quang lóe lên. Ngoài ra, khóe miệng còn chảy máu tươi. Múa kiếm với không trung, không phải hắn không có đối thủ, mà là đang đấu kiếm với chính mình, bị kiếm ý đả thương. Phương thức mà hắn lĩnh ngộ cũng thật kỳ lạ. Thuật biến thân, truyền cho ngươi đấy. Nhóc ham tiền phồng má, phất tay, một cuộn giấy cổ bay tới. Triệu Bân mỉm cười, giơ tay đón lấy. Sau đó, hắn nhanh chóng thể hiện cho mọi người thấy thế nào là nghịch thiên. Đi một bước, hình thái của hắn đã thay đổi biến thành một đại hán cường tráng. Đi hai bước, hình thái lại thay đổi từ đại hán biến thành một ông già. Đến bước thứ ba lại từ ông già biến thành một nữ tử thân hình thướt tha. Tên này ăn gian đấy hả? Tên mập đen thui chật lưỡi, chưa đến một nén hương mà đã học thành thạo thế rồi. Quá yêu nghiệt rồi đấy. Đám người lỗ mãng cũng méo miệng rì rầm, nhóc ham tiền cũng không phải ngoại lệ. Thiên phú là một thứ tốt. Ông già áo vải thô vuốt chòm râu, nói năng thâm sâu, thần thái vừa kinh ngạc vừa lúng túng. Khi ông ta ở tầm tuổi Triệu Bân, học thuật biến thân phải mất mấy ngày nhỉ? Người này thì hay rồi. Mỗi bước biến ra một hình thái, cứ như hát tuồng vậy. Bí thuật tốt quá. Triệu Bân cười hề hề, bí pháp truyền ra từ gia tộc lớn quả nhiên không giống bình thường. Có được bí thuật này phòng thân thì cần gì tới mặt nạ nữa, cứ biến thân là được. Thiếu gia, thiếu phu nhân tới rồi. Đúng lúc này thì Dương Đại tung tăng chạy vào trong. Chuyện này đúng là rất bất ngờ. Khi Triệu Bân nhìn sang thì Liễu Tâm Như đã tiến vào, kèm thêm cả nha hoàn Ngọc Nhi. Nhưng cũng ngoan ngoãn, dọc đường luôn đỡ bên cạnh, chỉ sợ chủ nhân bị ngã. Được lắm, lại thêm một người. Ông già áo vải thô âm thầm thấy kinh ngạc, biểu cảm có vẻ kỳ quặc.
Thành vong cổ nhỏ bé này lấy đâu ra lắm huyết mạch đặc biệt thế, nhóc ham tiền là một, tên mập đen thùi này là hai, Liễu Như Nguyệt là ba, bây giờ đến cả Liễu Tâm Như bị mù cũng có huyết mạch đặc biệt, chẳng qua huyết mạch chưa thức tỉnh nên cũng không nhìn ra được là huyết mạch gì. Sao cô lại tới đây? Triệu Bân đã bước lên phía trước, đón lấy bàn tay của Liễu Tâm Như, dường như hắn đã lâu lắm không gặp vợ mình. Cô nhóc vàng vọt xanh sao trong trí nhớ của hắn khi gặp lại đã thay đổi hẳn, dịu dàng xinh đẹp, nhỏ nhắn đáng yêu, phối hợp cùng váy áo nhạt màu, giống hệt như một bông hoa sen trong hồ nước. Đến, thăm chàng. Liễu Tâm Như nhỏ nhẹ đáp lại, cúi đầu cụp mắt, lúc nói chuyện cứ dè dặt. Tia sáng giữa bóng tối chính là chồng của nàng, còn nàng, với đôi mắt mù, từ đầu đến cuối luôn cảm thấy tự ti, luôn thấy mình không xứng với Triệu thiếu gia. Không phải ngươi có việc hả? Đi làm đi. Ngưu Anh tung tăng chạy tới, đẩy Triệu Bân một cái, ngụ ý rất rõ ràng, cứ làm việc của người đi, em dâu để ta chăm thay ngươi, đảm bảo sẽ béo tròn. Triệu Bân đạp cho hắn ta một cái rất bá đạo. Nếu vợ đã đến rồi thì phải ở lại thôi, tìm bảo bối cứ để sau. Một tòa lầu gác nhỏ được dọn dẹp ngay sau hậu viện. Liễu Tâm Như ở lại thì nha hoàn Ngọc Nhi cũng ở lại. So với Triệu gia thì dường như chỗ này yên tĩnh hơn, chí ít thì hai lỗ tai cũng được thanh tịnh. Hỏi qua mới biết, Triệu Uyên vẫn đang bế quan. Triệu Bân đã dự tính trước về chuyện này, bế quan tu luyện cũng để tìm kiếm sự thanh tịnh. Một gia tộc nhỏ bé cũng đầy giấy chuyện ngươi lừa ta gạt, suốt ngày có cả đống chuyện phiền lòng. Ông già áo vải đến rồi. Tên này dường như rất nhàn hạ, từ khi đến cứ chắp tay đi tới đi lui, đa phần thời gian luôn nhìn Liễu Tâm Như. Đương nhiên là nhìn huyết mạch của nàng. Nếu không vì Triệu Bân có ở đây, chắc hẳn ông ta sẽ lấy một giọt máu của nàng. Liễu Thương Không, người đúng là thiên tài mà. Lời cảm thán của ông ta chỉ có ông ta nghe thấy. Hai cô con gái đều mang huyết mạch đặc biệt, Liễu Như Nguyệt là huyết mạch thiên linh, còn Liễu Tâm Như thì đến nay vẫn chưa biết. Sáng sớm thành vong cổ vô cùng náo nhiệt. Sự náo nhiệt này lại trở nên càng thêm huyên náo vì có hai người này đi trên đường. Là Triệu Bân và Liễu Tâm Như. Hôm nay Triệu Bân không đi tìm bảo tàng, cũng không tu luyện mà nắm tay phu nhân nhà mình đi dạo trên phố, hiếm khi hắn được an nhàn như vậy. Hắn nhìn Liễu Tâm Như dọc đường đi cứ cúi đầu suốt. Cô gái này đi đến đâu cũng nơm nớp lo sợ, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, còn nắm chặt lấy tay Triệu Bân, sợ lại bị bỏ rơi. Đây, là Liễu Tâm Như sao? Trang điểm lên cũng xinh đẹp phết đấy chứ. Đáng tiếc lại bị mù. Chẳng phải xứng đôi sao, vô dụng xứng với kẻ mù, đúng là một đôi trời sinh. Này, giữ mồm giữ miệng, tích chút đức đi. Trên phố người đi qua lại không ít, không chỉ có tiếng la hét mời chào mua hàng mà còn có mấy lời đàm tiếu, tất nhiên sẽ có lời chúc phúc, chế giễu, chủ yếu là họ vẫn còn cảm thấy mới lạ. Từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu Triệu Bân và Liễu Tâm Như xuất hiện cùng nhau, thấy Triệu Bân luôn mỉm cười, chẳng có ngăn cách gì với Liễu Tâm Như. Hai người dần đi xa trong tiếng bàn tán của mọi người. Nói lại thì đó đúng là cảnh tượng khá đẹp, nhìn từ góc độ nào thì hai người cũng cực kỳ xứng. Khiến người ta phải sáng mắt, cứ muốn nhìn lần nữa. Thật trùng hợp, Liễu Như Nguyệt cũng đang ở trên phố, cô ta đã trở về từ thành Thanh Phong, vẫn rất kiêu ngạo và lạnh lùng. Trong vòng một trượng gần cô ta chẳng có ai. Cũng đúng, cô ta là thiên chi kiêu nữ. Trong số những người đồng trang lứa, bất kể là ai đứng cùng một chỗ với cô ta thì đều trở nên nhạt nhòa. Vốn dĩ sẽ là thê tử nhưng lại trở thành chị vợ. Vốn dĩ là em vợ lại trở thành thê tử, thú vị đấy. Thay xà đổi của đó mà, cũng xứng lắm. Tiếng bàn tán vẫn cứ bám theo suốt dọc đường, chủ yếu là cũng trùng hợp. Triệu Bân xem như không nghe thấy gì mà dừng chân ở một gian hàng. Là gian hàng bán trang sức, khắp sạp bày ra đủ thứ vòng tay, vòng cổ, châm ngọc. Lung linh đẹp mắt. Phải đối xử tốt với muội muội ta. Liễu Như Nguyệt đi đến, giọng điệu khá là lạnh nhạt. Liễu đại tiểu thư thú vị thật, ta đương nhiên sẽ hết mực yêu thương thê tử của mình, còn cần cô nói sao? Triệu Bân nói rồi sau đó lấy một cây châm ngọc cài lên mái tóc Liễu Tâm Như, cảm thấy không được đẹp lắm thì lại tiếp tục chọn trang sức ở quầy hàng. Liễu Như Nguyệt khẽ cau mày. Thật ra cô ta cực kỳ khó chịu với giọng điệu nói chuyện của Triệu Bân. Không thoải mái cũng đúng. Triệu Bân chỉ lo chọn trang sức, nào còn tâm trí để ý tới,
cô ta không xem Liễu Tâm như là em gái thì hà cớ gì phải làm ra vẻ người chị tốt mà khua chân múa tay dạy bảo hắn chứ, đúng là nực cười. Nhưng hắn cũng phải cảm ơn Liễu Như Nguyệt. Lời cảm ơn này là thật lòng, nếu Liễu Như Nguyệt không hoán đổi thì Liễu Tâm Như cũng không làm thê tử của hắn, cũng sẽ không có Nguyệt Thần sau đó. Ngu cũng tốt, vô dụng cũng được, hắn sẽ mang mấy lời chúc phúc chín kiếp đó đi đến cuối đời, tình duyên này là Liễu Như Nguyệt ban tặng cho hắn. Liễu Tâm Như đang run lẩy bẩy. Không ngờ nàng lại gặp được chị gái, sự hèn mọn khắc trong xương quá lâu rồi, dù đi đến đâu, nàng cũng cảm thấy mình là một người ti tiện. Nàng nhìn chủ quầy hàng mà chỉ biết cười gượng. Ba người nổi tiếng nhất thành này đều đến đứng chỗ quầy hàng của hắn ta, ngươi nói xem có trùng hợp hay không. Lấy nó. Triệu Bân đã chọn được châm ngọc, đưa bạc xuống cho chủ quầy rồi dẫn vợ đi. Từ đầu đến cuối, hắn không liếc nhìn Liễu Như Nguyệt một cái. Thiên Chi kiều nữ cũng rời đi, dù đi rất xa rồi nhưng cô ta vẫn quay đầu lại nhìn, không biết tại sao, khi nhìn bóng lưng của Triệu Bân và Liễu Tâm Như, cô ta lại có cảm giác mất mát khó nói, là do mình đứng quá cao. Nên muốn khát vọng khói lửa nhân gian sao? Màn đêm dần buông xuống. Khung cảnh hai người quay về cửa hàng binh khí rất ấm áp, thiếu gia nhà họ Triệu cõng vợ vừa đi vừa nói làm người ta ngưỡng mộ không thôi. Này, bí phương độc nhất vô nhị. Ngưu Anh không biết chui ra từ ngóc ngách nào ra, lén nhét cho Triệu Bân một túi đồ, bên trong là bột phấn gì đó, khi ngửi lại có mùi thơm kỳ lạ. Một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Tên mập này cười hơi xấu xa đấy. Nào, người qua đây. Triệu Bân ôm cổ tên mập, kéo đến một nơi không có người, sau đó đổ hết vào miệng tên mập cả một túi thuốc gì đó. Buổi tối, Triệu Bân lại trải chăn nệm dưới đất. Hắn cũng muốn ngủ trên giường lắm nhưng sợ không nhịn được. Nguyệt Thần đã nói không thể làm cái đó được, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng hắn cũng vì muốn tốt cho Liễu Tâm Như mà thôi. Hắn làm thế khiến cô gái không khỏi nghĩ nhiều. Nghe mẫu thân nói, thành thân rồi thì hai người sẽ ngủ chung một chiếc giường, tại sao phu quân của mình lại ngủ dưới đất? Là do vẫn có thành kiến với nàng hay chê bai nàng là một kẻ mù? Người không ngủ được cũng nhiều ghê. Triệu Bân ôm Linh Châu, liên tục lau đi lau lại. Tối nay, Linh Châu này làm việc rất hiệu suất. Nó cứ sáng lên liên tục, lúc thì tỏa ra ánh sáng màu xanh, khi lại là ánh sáng tím, tiếp nữa lại tỏa ra ánh sáng màu bạc, liên tục đổi màu. Đó là vì ngoài cửa có người, hơn nữa còn rất nhiều. Nửa đêm nửa hôm, mấy người này không ngủ được bèn chạy đến nghe lén gì đó. Đám trẻ cũng thôi đi, ngay cả ông già mặc vải thô cũng thế, không biết xấu hổ. Buồn cười nhất vẫn là nhóc mê tiền. Họ chạy đến, nhóc này cũng chạy đến, vấn đề là không biết chạy đến làm gì. Sao lại không có tiếng động nhỉ? Tên mập lẩm bẩm, tai dán sát vào tường. Chắc là ngủ say rồi. Không thể nào, hai người là củi khô bốc cháy, có thể không cái đó sao? Gấp cái gì, cứ đợi tiếp đi. Người mà, nên có chút theo đuổi, vì nghe ngóng cái đó mà không ngủ được. Nửa đêm nửa hôm ngồi hóng chuyện ngoài cửa phòng người ta. Tú Nhi. Trong phòng, Triệu Bân cũng không sao ngủ được, cứ gọi Nguyệt Thần hết lần này đến lần khác. Không có tay à? Nguyệt Thần còn chưa mở mắt nhưng lại lên tiếng đáp. Cô ta nói rất ngắn gọn, trước kia cũng đã từng nói, nhịn không được thì dùng tay giải quyết. Xem như ta chưa nói gì. Triệu Bân ho khan một tiếng, kéo chăn lên áp chế lửa dục bằng cách luyện thể. Đối với Nguyệt Thần chỉ có một chữ, phục. Phục thì phục đó nhưng hắn còn có nội thương, trải nghiệm một lần lửa thiêu đốt thân thể cũng khá tốt, nỗi đau khi luyện thể không chừng sẽ đè ép được dục vọng gì kia xuống. Nguyệt Thần mở mắt ra, sụt sịt không thôi. Trong nhiều người có gia thất như thế, tên này là người khổ nhất, vợ mình ở đó mà lại không thể đụng vào, cũng khó trách sao cô ta cứ thích dọa Triệu Bân. Một đêm cực kỳ yên tĩnh trôi qua. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc khoác lên mình màn đêm một lớp áo bình yên. Sáng sớm, Triệu Bân đã ra ngoài. Nhìn đám tên mập đều đang ngáp ngắn ngáp dài, ai cũng thức dậy với đôi mắt quầng thâm. Ông lão mặc vải thô cũng không ngoại lệ, hơn nữa, khi nhìn Triệu Bân, sắc mặt ông ta trở nên xám xịt. Mẹ kiếp, có phải thận ngươi không tốt không? Mặt mũi là thứ tốt. Triệu Bân cầm tử tiêu lên, làm vài đường kiếm. Hắn biết mấy người này cứ đi tới đi lui ngoài cửa cả đêm mà không nghe thấy động tĩnh gì. Sau bữa cơm, Triệu Bân ra khỏi cửa hàng binh khí. Có người mời hắn ăn cơm, lai lịch người đó không hề thấp,
đó là thành chủ thành vong cổ. Cần phải giữ thể diện cho người ta một chút nên hắn đành nhận lời. Giống như Thanh Phong phủ thành chủ của thành vong cổ cũng rất bí ẩn, có quá nhiều cơ quan nên phải để ông già thành vong cổ dẫn đường, suốt cả đường đi, ông ta cứ căn dặn không được đi lung tung mãi. Không cần ông ta nói, Triệu Bân cũng không dám đi lung tung. Đã có người đợi trong đình nghỉ mát, là một người đàn ông trung niên không kém tuổi hơn Yên Thiên Phong là bao, cũng là huyền dương đỉnh cao, cũng có khí thế nghiêm nghị, không giận mà toát ra uy nghiêm của người có địa vị cao. Từng động tác cử chỉ của lão ta lộ ra sự uy nghiêm khiến người ta có cảm giác áp bức. Lão ta chính là thành chủ thành vong cổ, Dương Hùng. Bái kiến chủ thành, Triệu Bân vẫn rất hiểu lễ nghĩa, cúi người chắp hai tay lại chào. Không cần đa lễ. Dương Hùng điềm đạm cười, nhìn Triệu Bân đây sâu xa. Thiếu chủ vô dụng trong lại đến lại là một nhân tài, nếu không cũng sẽ không được hoàng tộc nhận làm đệ đệ. Nực cười là người đài lại bị che mờ mắt. Lúc đó, lão ta cũng là một trong số đó, nếu không phải lão già vong cô báo lại thì lão ta đến cũng không tin, Triệu Bân thật sự đã một bất ngờ cực kỳ lên cho lão ta. Trong cuộc nói chuyện sau đó, CC ba câu, câu nào cũng liên quan đến hoàng tộc. Kỹ năng diễn xuất của thiếu gia nhà họ Triệu này cũng không phải tâm thường đầu, nói có sách mách có chứng, nói tới mức thành chủ một thành cũng phải thẳng thốt. Giữa đêm, đình nghỉ mát vẫn ngào ngạt hương thơm của rượu. Nói là tiệc rượu chứ cũng chỉ có hai người Triệu Bân và Dương Hùng của thành vong cổ, người tỳ nữ bưng thức ăn lên và thị vệ của phủ thành chủ đều có vẻ mặt rất kỳ quặc. Thiếu chủ phế vật của Triệu gia có bản lĩnh gì mà ngồi chung bàn đối ẩm cùng thành chủ, nếu đổi lại là người cha Triệu Uyên của hắn may ra còn có tư cách, chứ tại sao lại là hắn? Triệu Bân cũng tự biết mình biết ta chứ, người mà thành chủ mời tới không phải hắn, chẳng phải nể mặt sư phụ sao? Hắn lừa bịp suốt cả buổi, cũng nương nhờ sự tự tin của sư phụ. Người của hoàng tộc mà, danh tiếng khá lắm. Dương Hùng khá lúng túng. Đêm nay mời Triệu Bân tới đây chẳng qua là để moi được ít thông tin liên quan tới sư phụ của hắn. Thế nhưng tên tiểu tử này cực kỳ kín miệng, không nhắc đến dù chỉ nửa chữ, cũng có lẽ hắn thực sự không biết, làm lão ta không hỏi ra được sư phụ của Triệu Bân là ai. Thế nhưng, lão ta vẫn luôn tin rằng sư phụ của Triệu Bân tuyệt đối không phải là người bình thường trong hoàng tộc. Riêng điều này, cứ nhìn ông già mặc áo vải thô là biết. Ông già kia là người của Thiên Tông, xét về bối phận, cho dù sư tôn Vân Phượng của Liễu Như Nguyệt ở đây cũng phải gọi ông ta là sư thúc. Ông ta đã ở thành vong cổ từ rất nhiều năm trước nên ít người biết đến thân phận của ông ta, chứ lão ta là thành chủ thành vong cổ, lão ta đương nhiên biết ông già đó đáng sợ đến mức nào. Nhưng sự tồn tại đáng sợ như thế mà lại làm trưởng lão danh dự của Triệu gia, hiển nhiên không phải vì nể mặt Triệu Uyên. Chắc hẳn là vì sư phụ của Triệu Bân. Từ đó có thể thấy, sư tôn của nhà Triệu Bân, bất kể tu vi hay địa vị, chắc hẳn đều phải trên cả ông già mặc áo vải thô, đến ông ta còn thế huống gì là lão ta. Thế cho nên, thành vong cổ của lão ta không hề đơn giản, có lão tiền bối của Thiên Tông, có đồ đệ của hoàng tộc, cũng có cả đại gia tộc truyền thừa, một nửa trong số đó có mặt tại cửa hàng binh khí nhỏ xíu của Triệu gia, đừng trông bề ngoài nó không hoành tráng, thực chất là ngọa hổ tàng long. Với nhiều lý do như thế, người làm thành chủ như lão ta cũng không dám đối đãi lỗ mãng. Mở tiệc mừng Triệu Bân là chuyện đương nhiên, vừa giữ thể diện cho Triệu Bân, quan trọng nhất là giữ thể diện cho sư phụ của Triệu Bân. Tiệc rượu tan từ lúc nào? Trước khi hắn đi, Dương Hùng tặng một cái hộp ngọc, trông rất tinh tế, được đóng kín như bưng, đến cả Triệu Bân cũng không biết bên trong đựng thứ gì. Thứ này không phải đưa cho hắn, mà là cho sư phụ của hắn. Đã là đồ do thành chủ tặng, đương nhiên không phải vật tầm thường. Dưới ánh trăng, Triệu Bân chắp tay cáo từ. Dương Hùng đưa mắt nhìn theo hắn rời đi, vuốt chòm râu, ánh mắt thâm thúy, lòng không khỏi xót xa. Vật bên trong chiếc hộp ngọc quả thực là vật phi phàm, đến bản thân lão ta cũng không nỡ dùng. Lần đầu thấy ngài hào phóng đến thế. Quản gia của thành chủ cũng cảm thán, dường như biết được vật bên trong hộp ngọc chân quý cỡ nào. Cũng phải xem là tặng ai chứ. Dương Hùng mỉm cười, sư phụ của Triệu Bân tặng lão ta bao nhiêu bùa nổ, coi như là lễ lớn rồi, có qua mà không có lại thì không được. Người làm thành chủ như lão ta đương nhiên không thể keo kiệt. Một nhà có đệ tử Thiên Tông, một nhà có đồ đệ hoàng tộc, Liễu gia và Triệu gia thành vong cổ thật thú vị, quản gia phủ thành chủ lắc đầu mà cười, hai nhà cùng sống trong một thành mà yên ổn được mới lạ đấy, âm thầm và công khai đấu đá bao nhiêu lần.
không nói gì đến vị quản gia này, thậm chí cả thành chủ cũng không dám nhúng mũi. Một bên là Thiên Tông, một bên là Hoàng tộc, không chọc được vào bên nào. Ở bên này, Triệu Bân đã đến cửa phủ đệ, thị vệ ở cửa liếc mắt nhìn sang, ánh mắt nhìn hắn cũng có vẻ quái lạ. Ai cũng biết thành chủ mở tiệc mời Triệu Bân, đây là đạo lý gì chứ, tên thiếu chủ phế vật này lấy đâu ra thể diện lớn đến vậy. Triệu Bân mỉm cười, bước xuống bậc thềm. Vừa đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại, trông rất hoa lệ, rèm che có một chữ Liễu rất to, trông khá bổ mắt, khỏi cần nói cũng biết là xe của Liễu gia. Người bước ra từ bên trong chính là Liễu Thương Không. Được rồi, thị vệ ở cửa phủ thành chủ đứng thẳng hơn một chút, tư thế như đang hóng chuyện vui. Mấy hôm trước, lễ đại thọ của Liễu Thương Không nhốn nháo lắm, một cái bô cực kỳ chướng mắt. Sau chuyện đó, Liễu Thương Không nổi cơn lôi đình, từng tuyên bố sẽ xử lý Triệu Bân, bây giờ bố vợ và con rể gặp nhau, không tóe ra lửa mới lạ đó. Triệu Bân. Xuống xe ngựa, Liễu Thương Không nhìn ngay thấy anh con rể Quý Hóa. Gương mặt vốn đang mỉm cười của lão ta bỗng chốc xanh lét vì không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây. Cơn giận ủ bao nhiêu ngày trong người cuối cùng không nén được nữa, nhớ tới cái bô kia, lão ta không kiềm chế được mà chửi thề. Thể diện của Liễu Thương Không, thể diện của Liễu gia, bay sạch sẽ rồi. Tất cả là nhờ phước của Triệu Bân. Liễu Thương Không nghiêng người, quản sự của Liễu gia cũng ở đây, sắc mặt khó coi vô cùng. Hôm đó người này lỡ tay. Không đỡ được cái hộp ngọc mà Võ Nhị bưng tới mới khiến mọi thứ trở nên lúng túng. Vì chuyện này mà sau đó quản sự bị mắng như tát nước vào mặt. Món nợ này đương nhiên phải tính lên đầu Triệu Bân rồi, mẹ kiếp, ngươi tặng gì mà không được, thế mà đi tặng một cái bô. Cô ra, đúng là trùng hợp quá. Không đợi Liễu Thương Không lên tiếng, quản sự của Liễu gia đã cười khẩy. Người này cũng chỉ là một võ tu cảnh giới huyền dương. Lúc nói chuyện không hề có ý định thu bớt khí thế, dồn nén hết lên người Triệu Bân. Cũng rất trùng hợp. Triệu Bân khẽ đáp, cảm thấy hơi khó thở. Cũng may hắn đã là võ tu rồi, chứ nếu vẫn còn là người bình thường, chỉ với áp lực từ khí thế này cũng đủ khiến hắn thương gân động cốt. Khi nhìn sang Liễu Thương Không, lão ta không hề có hành động gì, hiển nhiên đang ngầm đồng thuận. Nếu không phải đang ở trước cửa phủ thành chủ, cho dù bị gắn tai tiếng ỉ lớn hiếp bé. Lão ta cũng sẽ ra tay độc ác hơn cả quản gia. Buổi đại thọ đang yên đang lành bỗng nháo nhào lên vì một cái bô, làm sao nuốt được cục tức này. Phụt! Triệu Bân hộc máu rồi, không phải vì hắn thực sự bị thương, mà là hắn cố ép mình phun ra một búng máu. Hắn từng tiêu diệt hai cao thủ cảnh giới huyền dương rồi, chẳng lẽ còn sợ áp lực từ cảnh giới huyền dương nữa? Chẳng qua là muốn ẩn giấu thân phận võ tu của mình thôi. Điều này không quan trọng. Quan trọng là búng máu của hắn được phun thẳng lên mặt Liễu Thương Không. Một búng máu tươi, không chỉ phun chính diện, mà còn cực kỳ mạnh mẽ. Quản gia không kịp trở tay. Ta có dùng lực lắm đâu. Sao còn phun máu nữa hả trời? Sao lại phun lên mặt chủ tử rồi, nhắm gì mà chuẩn thế? Triệu Bân. Liễu Thương Không nổi khùng lên, bị phun máu đầy mặt mà sững sờ. Mẹ kiếp, có quản gia ở đây, sao ngươi không phun vào mặt quản gia mà phun vào mặt ta? Cứu mạng với, giết người rồi. Động thái tiếp theo của Triệu Bân cũng rất ngứa đòn, hắn ngồi phịch xuống đất như một người đàn bà chua ngoa, vừa hô hào vừa đập hai tay xuống nền đất, tông giọng kia chắc chắn là do di truyền. Còn về mặt mũi ấy hả? Cần gì đâu? Phải để cho người đi đường nhìn xem, hai lão già không có mặt mũi này đang cậy lớn bắt nạt bé. Khỏi phải nói chứ, thấy hắn quậy như vậy, không ít người tụ tập lại, thấy Triệu Bân rồi còn thấy cả Liễu Thương Không. Lông mày ai cũng nhướn lên. Một cô gia, một ông bố vợ, đúng là quá thú vị, một người lăn lộn trên nền đất, một người mặt mày bê bết máu, cảnh tượng này, 800 năm cũng chưa chắc đã gặp được. Nhìn đi, Liễu Thương Không không tha cho Triệu Bân đâu, làm thằng bé thổ huyết rồi nè. Đúng là biết chọn chỗ, đi chỗ nào mà chẳng được, cứ phải ở ngay trước cửa phủ thành chủ. Nếu là ta sẽ tìm một chỗ nào đó hoang vắng rồi đấm cho hắn một trận nên thân, ai bảo hắn tặng một cái bô. Người hóng chuyện không chê lớn chuyện, tụ tập thành một vòng tròn, chỉ trỏ trỏ, mồm năm miệng 10. Cứu với, giết người rồi. Triệu Bân vẫn còn đang lăn lộn ở đó, ít người thì không sao, chứ đông người rồi, hắn càng gào càng to, máu cũng phun hết búng này đến búng khác, ai thấy cũng nghĩ rằng hắn bị thương nặng lắm nặng vừa. Triệu Bân. Liễu Thương Không hừ một tiếng, máu trên mặt còn chưa lau,
kết hợp với biểu cảm đã dần trở nên dữ tợn. Lão ta là người coi trọng thể diện. Hôm đó treo đầu dê bán thịt chó cũng không thấy lão ta xuất hiện, bây giờ lại biến thành đối tượng được bao nhiêu người nhìn ngó, còn gắn thêm cái mác ỷ lớn bắt nạt bé. Nếu ở chỗ khác còn đỡ, đằng này ở ngay trước cửa phủ thành chủ, đúng là không tiện phát tác. Lão ta cần thể diện chứ Triệu Bân cần gì đâu, hắn đúng là một kẻ ưa diễn trò, cái gì mà thể diện, cái gì mà bố vợ, kệ cha nó chứ. Đứng dậy. Quản sự Liễu ra hét ầm lên, một tay túm lấy Triệu Bân. Trước kia người này cũng biết tính cách của Triệu Bân, lúc nào cũng dịu dàng nho nhã, làm việc gì cũng nghiêm chỉnh. Đêm nay quả thực khiến viên quản sự phải nhìn hắn với đôi mắt khác, hộc máu thì thôi đi, tại sao còn la hét như một người đàn bà ngoa ngoắt thế? Soạt! Không đợi quản gia túm lấy Triệu Bân, một bóng người đã lao tới như ma quỷ, chắn trước cơ thể Triệu Bân. Nhìn kỹ lại, người này chính là lão già Thành Vong Cổ, vốn đang nghiên cứu bùa nổ, nghe thấy trước cửa xảy ra chuyện bèn nhanh chóng chạy tới, không ngờ Triệu Bân gặp phải Liễu Thương không ở đây. Ở chỗ khác thì không thành vấn đề. Vấn đề rằng đây là cửa phủ thành chủ, vậy thì phải quan tâm rồi. Đồ đệ của hoàng tộc, nếu xảy ra chuyện gì ở đây, vậy thì sư phụ của Triệu Bân sẽ hỏi tội phủ thành chủ. Liễu huynh, sao lại nóng tính thế? Lão già Thành Vong Cổ vừa nói vừa đỡ Triệu Bân đứng dậy, ngón tay còn bắt mạch trên cổ tay Triệu Bân, bấy giờ mới biết Triệu Bân chẳng sao hết. Triệu Bân cũng không quan tâm lắm, hắn vẫn đang mải diễn trò, vịn vào người lão già Vong Cổ mà lảo đảo. Lảo đảo mãi rồi cắm đầu vào lòng ông quản gia, còn phun một búng máu vào lòng người ta, ngụ ý rất rõ ràng, không có vài lượng bạc thì lão tử không dậy đâu. Mẹ kiếp, còn định ăn vạ à? Lão già Vong Cổ giật giật khóe miệng, cái thằng nhãi này, biết lắm trò ghê. Còn diễn nữa à? Quản gia quát ầm lên, định tát chết Triệu Bân luôn, sau khi la lối om sòm thì ăn vạ nữa hả? Liễu Thương không lên tiếng. Nhưng bản mặt lão ta không còn là mặt nữa mà dài ngoãng như cái quẩy luôn. Lão ta đương nhiên nhìn ra được Triệu Bân đang dở trò gì, ăn vạ đến cả chỗ lão tử rồi, cô gia của Liễu gia này ra ngoài mà không vác theo thể diện nè. Ta không cần biết, người phải cho ta tiền. Triệu Bân diễn rất nhập tâm, còn giãy giụa trong lòng viên quản gia, muốn đẩy cũng không đẩy ra được. Cậy lớn bắt nạt bé, nhất định phải ép ngươi xòe tiền ra. Khụ khụ. Lão già Vong Cổ chắp tay, khẽ ho một tiếng, tiếng ho này là để cho Liễu Thương không nghe, ý tứ dường như đang nói rằng, tiêu tiền để bớt họa, nếu lôi cả thành chủ ra đây thì ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Liễu Thương không khẽ hừ một tiếng, tiện tay ném ra một tờ ngân phiếu, cầm tiền rồi nhanh chóng cút cho lão tử. Triệu Bân quay ra nhìn, liếc thấy tờ ngân phiếu, sau đó tiếp tục cắm đầu vào lòng viên quản gia. Tiền ít quá, không dậy nổi. Ta... Liễu Thương không suýt tắc thở, tức nghẹn họng, từ thời khắc ấy đến bây giờ, lão ta luôn muốn tát chết Triệu Bân. Lão già Vong Cổ bình tĩnh liếc nhìn tờ ngân phiếu rồi liếc nhìn bầu trời sao. Hôm nay sắc trời không tệ, rất hợp để ăn vạ. Dù gì cũng là gia chủ, dù sao cũng nên cho nhiều một tí. Thằng bé không cần thể diện nữa rồi, kiếm tí tiền cũng không dễ dàng gì. Cho chứ, đương nhiên Liễu Thương không sẽ cho. Lão ta xa sầm mặt mũi quăng thêm mười mấy tờ ngân phiếu nữa. Người qua đường ai cũng cảm thán, gia chủ Liễu gia quả nhiên lắm tiền nhiều của, chừng này cũng phải 3.000 lượng nhỉ. Sao lại ném xuống đất thế này? Người sáng mắt là biết Liễu Thương không tức nghẹn họng lắm hôm nay bát tự không đẹp, không thích hợp để ra ngoài. Xê phải ở ngay trước ca phủ thành chủ, cứ phải gặp đúng ngay Triệu Bân, đã thế tên con rể của ông ta còn không cần đến thể diện. Vi ca phải chịu thiệt, vi ca phải câm hạng. Nếu làm thành chủ ra đây thì đúng là không dễ thu dọn tàn cục. Khu khu, lão già Vong Cổ lại ho khê, lần này là ho cho Triệu Bân nghe, ý tứ cũng rõ ràng, đừng chèn ép người ta quá đáng quá. Choáng đầu ghê, Triệu Bân lảo đảo, cuối cùng cũng chịu đứng dậy, không thể làm quá mức, thấy đủ là phải ngừng. Nếu không người ta sẽ chửi mình. Triệu thiếu gia, kỹ năng diễn xuất đỉnh thật. Làm cách này vẫn kiếm được tiền nhanh hơn. Diễn xuất tốt nên chi phí xuất hiện cũng cao. Đây là ngụ ý mà ánh mắt của người đứng xem thể hiện ra, ai cũng thầm nghĩ, hôm nào rảnh rỗi cũng phải tới cửa phủ thành chủ dạo chơi, người có tiền ở Thành Vong Cổ nhiều lắm. Ôi! Triệu Bân thở dài một tiếng, một tay ôm đầu, cố bước đi với vẻ tập tễnh. Tiếng thở dài này khiến đám đông nghe xong mà khóe miệng giật giật.
Sao hả, tự dưng kiếm được mấy nghìn lượng, vẫn chưa hài lòng. Cứ làm như ngươi chịu thiệt lắm không bằng. Trông Liễu Thương không giận tím mặt, ra ngoài một chuyến mà mất mấy nghìn lượng bạc. Lão ta đúng là gia chủ, nhưng ngân lượng cũng không phải được gió thổi tới, bị lừa một cú đúng là tức nghẹn họng. Suy cho cùng, lão ta vẫn coi thường Triệu Bân quá, đúng là phế vật mà lắm chiêu trò, khiến lão ta không kịp trở tay. Nói chứ, có phải tên này mới chạy rồi không? Không ít người có tuổi vuốt râu, Triệu Bân vốn đang cà nhắc, nhưng đi được một đoạn bỗng guồng chân chạy, đâu giống người bị thương, hắn rất có sức sống đấy chứ. Đỉnh thật! Lão già vong cổ cảm thán, đồ đệ của hoàng tộc quả nhiên không giống người thường, gặp ai lừa người ấy, đến cả bố vợ cũng không tha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Liễu Thương không tự chuốc lấy đấy chứ, cậy lớn bắt nạt bé, đáng đời bị lừa. Đêm thành vong cổ rất phồn hoa. Chân tay Triệu Bân rất nhanh nhẹn. Chủ yếu vì gặp được chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, nhìn sấp ngân phiếu trong lòng, sướng ghê. Khi hắn quay về cửa hàng binh khí thì Liễu Tâm như đã ngủ rồi. Triệu Bân lặng lẽ đứng bên đầu giường, rút ra một ít chân nguyên để bồi bổ cơ thể cho Liễu Tâm như. Ngắm kỹ lại thì vợ hắn cũng rất xinh đẹp đấy chứ, ngắm lâu rồi không khỏi cảm thấy khó khống chế nổi tâm trạng, dường như có một luồng tà hỏa đang phóng vọt lên. Thế nhưng, hắn vẫn gắng gượng nén xuống được. Sau khi bồi bổ cho vợ xong, hắn mới lén lút ra khỏi phòng, lôi chiếc hộp ngọc mà Dương Hùng tặng cho. Mở phòng ấn ra mới biết là một viên đan dược màu tím, dưới ánh trăng, hai đường vân trên đó cực kỳ chói mắt. Không sai, là tử đan hai vân. Thứ tốt, Triệu Bân mân mê viên đan dược, đặt dưới ánh trăng mà nhìn đi nhìn lại, lấp lánh trong veo, mùi thơm của đan dược tỏa ra ngào ngạt, hít một hơi đã thấy tinh thần thoải mái. Ngần này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu hắn thấy đan dược hai vân, chắc hẳn là một viên đan thọ mệnh, từng thấy trong bí tịch. Giống hệt như tên gọi, đây là loại đan dược bổ sung thọ nguyên, loại đan này được các ông lão thích nhất. Sống thêm vài năm ăn chắc hơn bất kỳ thứ gì. Dương Hùng tặng thứ đan này cũng đủ thấy được thành ý. Không biết rằng, nếu để Dương Hùng biết được chân tướng, lão ta có thổ huyết ngay tại chỗ không? Bỏ vào hồ lô. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, nhìn vào ý thức, hóa ra Nguyệt Thần đã tỉnh rồi, đang vươn vai. Giấc ngủ này thực sự quá lâu, hồn lực có vẻ tinh túy hơn nhiều, trông càng như ảo như mộng. Bỏ vào hồ lô. Nguyệt Thần ngáp một cái, cùng một câu mà phải nói hai lần. Cái này có gì cần phải chú trọng gì không? Triệu Bân lấy ra hồ lô tím vàng, nhét đan dược thọ mệnh hai vân vào khu vực cấm, trong hồ lô có linh dịch, sau khi nhét vào hắn còn lắc thêm vài lần. Khi nhìn lại, đan dược đã hòa vào trong linh dịch, có đan khí lượn lờ thoát ra khỏi hồ lô. Thấm vào lòng người, đợi khi uống một hớp, chỉ thấy cảm giác thanh mát chảy khắp toàn thân, tinh thần cũng nhờ đó mà sảng khoái hơn, tinh thuần hơn linh dịch rất nhiều. Lấy đâu ra long huyết thế? Một tay Nguyệt Thần cầm cái gương hư ảo, vừa chỉnh lại đầu tóc vừa hỏi. Ngưu gia trang. Triệu Bân buột miệng đáp lại, vẫn đang lắc cái hồ lô, lắc vài cái lại nhìn vào trong một lần. Vận may khá đấy. Tú Nhi, có thể dạy ta thuật luyện đan được không? Triệu Bân ôm cái hồ lô, nhìn Nguyệt Thần mà cười hờ hờ. Chừng nào tìm được thiên hỏa thì chừng ấy sẽ dạy ngươi, Nguyệt Thần thong thả đáp. Thiên hỏa à? Triệu Bân khẽ ho một tiếng, liếc mắt nhìn thú hỏa trong đan hải, quả thực rất khá, nhưng so với thiên hỏa thì còn thua xa. Khi hắn đang lầm bầm thì một đống chữ vàng rót vào ý thức, chữ nào cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, đương nhiên là bí thuật mà Nguyệt Thần truyền dạy, hồn lực khôi phục không ít. Thần thông hơn nên cũng có thể nhớ lại được. Đấu chiến thánh pháp. Triệu Bân ngước lên, đọc từng từ từng chữ, là một tiên pháp dùng khi ẩu đả ở khoảng cách gần. Đọc xong, hai mắt hắn sáng ngời lên. Tiên pháp này miêu tả chi tiết về tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể người, làm thế nào mới dùng được uy lực lớn nhất, làm thế nào mới tấn công vào điểm yếu hại trong một chiêu duy nhất, đều được giới thiệu trong này. Chiêu thức cũng thiên biến vạn hóa. Bao gồm trưởng pháp, quyền pháp, thối pháp. Có thể nói là thượng vàng hạ cám gì cũng có, phần nhiều cực kỳ đi ngược với quy tắc thông thường. Nếu không được thấy tận mắt, hắn còn không biết có thể đánh như vậy, trước kia cũng chưa từng thử bao giờ. Thế mà đây mới chỉ là những điều cơ bản nhất. Nguyệt Thần cũng chỉ truyền dạy cho hắn một góc của núi băng, nhưng có thể tưởng tượng ra,
rất nhiều diễn tiến của chiêu thức có thể nhìn thấy rõ ràng, còn về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì phải trông chờ ở ngộ tính của hắn. Công pháp này yêu cầu cường độ cực cao đối với cơ bắp, chớ mù quáng đeo đuổi, để tránh tự tổn thương tới căn cơ của mình, Nguyệt Thần hờ hững nói. Không cần cô ta nhắc thì Triệu Bân cũng hiểu được, không cần nói đến điều gì khác, chỉ riêng những chiêu thức khác thường kia đã không phải thứ mà một võ tu bình thường có thể dùng được. Nếu dùng không đúng sẽ thương gân động cốt ngay. Thế nhưng, cũng chính vì không đi theo lẽ thường nên mới khiến người ta không đề phòng. Đấu chiến thánh pháp quả thực quá kỳ diệu, chỗ nào cũng toát lên sự bá đạo. Phải mất tới 3 canh giờ, hắn mới đứng dậy, diễn luyện thánh pháp dưới ánh trăng, chiêu thức bá đạo này khiến gân cốt của hắn đau nhức vô cùng, cường độ cơ bắp không đạt tiêu chuẩn mà còn muốn dùng công pháp này thì khác nào tự hại mình. Gừ, gừ, dưới ánh trăng, tiếng rồng ngâm không dứt, từng chiêu thức của Triệu Bân đều mang theo tiếng rồng ngâm trầm đục, uy lực bá đạo vô cùng. Thánh pháp thiên về tấn công, phải có khí thế và tâm lý có ta thì không có địch. Những thứ này, hắn dần dần có đủ. Bình minh lặng lẽ kéo đến. Hắn không ngừng lại, vẫn đang cố gắng diễn hóa, từ mô phỏng chiêu thức đã luyện đến mức hòa hợp cùng ý đồ. Nhưng, đây vẫn chỉ là bề nổi. Muốn luyện tới tinh túy, muốn luyện tới tột cùng thì cần phải rèn luyện thêm nhiều ngày, vả lại, không thể bế môn tự luyện được, phải lĩnh ngộ qua chiến đấu, như thế mới có thể thu hoạch được nhiều mà không tốn sức. Đây là cách đánh gì vậy? Ông già áo vải thô đã ra khỏi phòng từ bao giờ, đang tựa người vào lan can mà quan sát, thần sắc kinh ngạc. Chiêu thức của Triệu Bân cực kỳ kỳ lạ, đã vậy còn cực kỳ bá đạo. Sư phụ dạy đấy. Triệu Bân không nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả, cũng phải lừa ông già mà. Dù hắn không nói thì ông già áo vải thô cũng sẽ nghĩ như vậy, chỉ ít thì ông ta chưa từng thấy công pháp này, nếu không phải sư phụ hắn dạy thì quỷ cũng không tin. Triệu Bân cuối cùng cũng ngừng lại, vã mồ hôi đầy đầu, gân cốt đau nhức kịch liệt, sắp đến độ tẩy tủy luyện thể rồi. Người bình thường quả thực không luyện nổi, nhưng phối hợp với luyện thể thì đúng là phát huy cực ổn, có thể rèn luyện cơ bắp. Mà lúc này đây, nếu được uống thêm một ngụm linh dịch hòa lẫn cùng đan dược thọ mệnh thì càng thêm kỳ diệu, mệt mỏi bỗng chốc tan đi rất nhiều. Nghe nói hôm qua ngươi đi ăn vạ hả, ông già áo vải thô chắp tay mà cười, xem ra đã biết chuyện đêm qua rồi. Chính vì biết nên ông ta mới cảm thán không thôi, hóa ra trong nhà còn có một kẻ thích diễn tuồng. Có thể khiến Liễu Thương không chịu thiệt, đúng là hiếm thấy. Nghèo mà, Triệu Bân trả lời. Tu luyện quá hao tốn tài nguyên, ngân lượng về cơ bản đã tiêu hết sạch, mấy nghìn lượng đêm qua đã là toàn bộ gia sản cuối cùng của hắn rồi. Hết tiền thì phải tìm chỗ kiếm tiền chứ. Nhắc đến ngân lượng, hắn bắt đầu thu dọn hành lý. Lỡ giờ mất vài ngày, cũng nên đi tìm kho báu rồi. Hắn muốn xem cô lang dạ hành có bao nhiêu kho báu, cũng muốn xem món bảo bối kia rốt cuộc kia là thứ gì. Sáng hôm sau, tiếng pháo nổ vang lên khắp phố. Có cửa hàng khai trương, tiếng chiêng trống rộn ràng, náo nhiệt vô cùng. Chính là người của Ngưu Gia Trang. Bọn họ đến thành Vong Cổ đã lâu, cuối cùng cũng có thể an ổn sinh sống. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Bân, bọn họ đã tìm được không ít mặt bằng. Đại đa số đều không cách xa chỗ cửa hàng binh khí Triệu ra lắm. Có quán trà, quán rượu, hàng quán, đủ loại. Ra ngoài chạy nạn, cũng không thể dựa vào tiếp tế của Triệu Bân mãi được. Phải tự lực cánh sinh, sau này còn báo đáp lại ân tình của Triệu Bân nữa chứ. Ngưu Anh cũng ở đây. Tên mập này đúng là ông Hoàng trong làng làm ăn, đầu nảy sóng cực nhanh. Cũng phải chịu thôi, cả thôn toàn người già với trẻ nhỏ, không thể để bụng đói mãi được. Mà còn phải cảm ơn Triệu Bân nữa chứ. Nếu không thì hắn ta cũng không thể đứng vững ở đây được. Nói đến Triệu Bân thì lúc này hắn đã phi ra khỏi thành Vong Cổ. Vực Ô Long cách đây 500 dặm, nếu phi nhanh thì 2 ngày là đến rồi. Đi sau hắn vẫn còn một người một ngựa nữa. Người này mặc đồ đen, nhìn không rõ dung mạo, chỉ lộ ra hai con mắt cực kỳ hung ác, nhìn là biết một tên khát máu. Tú Nhi, cô có biết cách thuần hóa linh thú không? Triệu Bân cười ha ha, gọi Nguyệt Thần liên tục, so với việc chạy dưới đất thì hắn muốn được bay lên trời hơn, giống như tiền bối Tử Linh trên con bạch hạc lần trước vậy. Nếu như cũng nuôi được một con linh thú biết bay thì tốt quá đi ấy chứ. Chủ yếu là bay cao bay xa. Thử nghĩ mà xem, bay khắp sơn hà ngắm nhìn cảnh vật thì sảng khoái biết bao. Biết. Mãi một lúc lâu sau Nguyệt Thần mới đáp với bộ dạng lười nhác.
sau đó, cũng chẳng có sau đó nữa. Triệu Bân còn định chờ cô ta truyền pháp môn thuần thú cho kìa. Cô ta thì hay rồi, chả thèm nói câu nào. Hoặc là, cô ta tính mặc kệ luôn ai đó. Triệu Bân ho khan, rồi khép mắt lại, tiếp tục chặng đường. Nhân tài có thiên phú ngược đời đi đến đâu cũng bận rộn, vừa luyện thể phách lại vừa lĩnh ngộ thánh pháp. Đường lớn nên có không ít người qua lại. Phần lớn là bảo tiêu, cũng có những du khách và võ tu phong trần. Càng xa thành vong cổ thì người qua lại càng ít. Phía trước toàn là đường núi, cũng có những vùng núi non hoang dã, là nơi cực tốt để giết người diệt khẩu. Nói đến giết người diệt khẩu thì, Triệu Bân liếc ra đằng sau. Từ lúc ra khỏi thành vong cổ thì kẻ kia đã luôn đi theo hắn, ban ngày ban mặt mà trùm áo đen thì chắc chắn không phải loại tốt lành gì, có khi là xông về phía hắn ấy chứ. Keng! Sau đó có tiếng kiếm vang lên, đã chứng minh được dự đoán của hắn. Trong ống tay áo của kẻ mặc đồ đen kia có ánh kiếm lóe lên, nhìn kỹ thì là một thanh kiếm màu đỏ, hướng về phía hắn. Xem uy lực của kiếm này thì là muốn giết hắn rồi. Triệu Bân không nghĩ nhiều, hắn nghiêng người tránh được. Keng! Kiếm chưa trúng người nên lại bay về, chém vào đầu hắn. Thuật ngự kiếm. Triệu Bân híp mắt, ở giai đoạn này kiếm vẫn không thể tự công phá được, phải có người khống chế. Đây là phép ngự kiếm đã thất truyền từ lâu. Nếu tu phép này đến mức đại thành thì có thể chém đầu người từ trăm trượng ngàn trượng, không kịp phòng bị. Nói rồi, hắn lại nghiêng người tránh thoát. Mà sau đó thì hắn thúc ngựa chạy nhanh, đi thẳng một đường vào trong rừng. Keng! Phi kiếm màu đỏ cũng rất là miệt mài, dùng một cái rồi đuổi theo hắn vào trong rừng. Giỏi lắm cơ! Người áo đen cười lạnh, phi ngựa đuổi theo, trong lòng thấy kỳ lạ. Rõ ràng là một tên vô dụng mà lại tránh thoát được phi kiếm của gã hai lần. Đúng là vượt ngoài dự liệu của gã. Đi vào trong rừng lại chẳng thấy bóng Triệu Bân đâu. Cả phi kiếm của gã cũng đã biến mất, mà còn bị mất liên lạc với gã. Không thể nào. Người áo đen không khỏi chau mày, nhìn quanh khắp nơi. Triệu Bân biến mất còn hiểu được, nhưng sao phi kiếm cũng vậy chứ? Không lẽ nó bay xong lạc đường hay sao? Tìm cái gì vậy? Triệu Bân đột nhiên xuất hiện, tay còn cầm phi kiếm của người áo đen. Kiếm này đã bị cấm chế, thuật ngự kiếm thì tốt đấy, nhưng chưa tu đến mức điêu luyện. Chỉ mỗi cái đạo hạnh này thôi thì sao mà tiêu diệt được hắn? Vì có lớp áo đen nên hắn không nhìn rõ dung mạo đối phương mà chỉ biết là cảnh giới chân linh. Nhìn ánh sáng của tiểu linh châu thì ít nhất cũng phải đến tầng 6. Triệu Bân, ta đánh giá thấp ngươi quá rồi. Người áo đen cười âm hiểm. Lại ném ra ba cái phi kiếm nữa. Gã đúng là biết thuật ngự kiếm, phối hợp với pháp môn và thủ quyết là có thể khống chế. Ngươi ở nhà nào? Triệu Bân điềm tĩnh nói. Cảnh giới huyền dương hắn còn giết được thì sợ gì một tên chân linh tầng 6. Mà dù giờ liễu như nguyệt cảnh giới chân linh tầng 8 xuất hiện thì hắn cũng không sợ. Muốn biết à? Người áo đen lạnh lùng nói, lại rút thêm ba phi kiếm bắn ra nữa. Soạt! Triệu Bân cũng hành động, chân đạp bước phong thần, thân pháp quỷ dị như chim nhạn. Ba mũi phi kiếm cũng chỉ bay sượt qua người của hắn. Tốc độ nhanh thật, người áo đen thay đổi sắc mặt. Gã chưa kịp phản ứng thì Triệu Bân đã giết tới rồi, một kiếm chém vào lưng ngựa. Phụt! Người áo đen phụt máu, trước ngực có thêm vết kiếm, máu tươi chảy ra không ngừng. Đấy còn là do Triệu Bân đã nương tay rồi đấy. Triệu Bân đang muốn moi thêm thông tin từ gã. Nếu không thì một kiếm đã đủ để gã chết rồi. Tu thuật ngự kiếm thường cùng loại với lão pháp sư tà ác ngày trước, đánh bổ trợ thì được chứ đánh giáp lá cả thì. Bọn này mà bị tiếp cận gần thì chắc chắn sẽ chết ngay. Rõ ràng ngươi đã đứt linh mạch rồi mà. Người áo đen lại phun máu, ôm vết thương trước ngực, bộ dáng không dám tin. Sao bảo là phế vật cơ mà. Con mẹ nó chứ, Triệu Bân vẫn là một võ tu kìa. Nhìn thân pháp và tốc độ kia. Nào phải võ tu bình thường chứ, trong nháy mắt đã hạ gục gã mất rồi. Soạt! Triệu Bân lười đáp lại, quét ra một luồng kiếm khi xé rách khăn che mặt của người áo đen. Phải xem là nhân tài nhà ai để sau này còn nói chuyện trước. Hắn nhìn mặt thì thấy cũng chẳng quen lắm. Cũng đúng thôi, thành vong cổ có bao nhiêu người, có phải ai hắn cũng quen đầu. Đừng giết ta, là Liêu Si Nguyên phái ta đến đó. Người áo đen lùi lại từng bước. Sắc mặt đáng sợ, trắng bệch vô cùng. Đến cuối, gã mới khai ra kẻ chủ mưu đứng sau, mong Triệu Bân có thể tha mạng cho mình.
quả nhiên không thể lấy không 3.000 lượng mà. Nghe đến cái tên Liễu Sĩ Nguyên này thì Triệu Bân bèn than thở, rõ ràng là biết kẻ này. Còn ai ngoài quản gia của Liễu gia nữa chứ, cũng chính là đàn em đắc lực của Liễu Thương Không. Tối qua hắn vừa đào mất 3.000 lượng xong, hôm nay đã phái người đến ám sát rồi, lại còn là cảnh giới chân linh tầng 6 nữa chứ. Nhưng không biết là Liễu Thương Không có biết chuyện này không. Nhưng hắn nghĩ chắc chắn Liễu Thương Không có khả năng làm ra chuyện này. Gì mà con rể hay thiếu gia gì đó, chẳng ai quan tâm, mà cũng chẳng đáng tiền bằng thể diện của bản thân. Tiếc là đối phương đã xem nhẹ hắn quá. Người áo đen lúc này lui lại rồi quay người chạy, nhìn bóng dáng đến là lảo đảo. Được hôm trăng không sáng, đúng là thời cơ để giết người. Triệu Bân lẩm bẩm, vung kiếm tiễn gã kia về quê hương. Xong việc, hắn mới lục tìm chiến lợi phẩm. Đây cũng là một món nghề đấy. Triệu thiếu gia cực kỳ điêu luyện, lần mò trên người của người áo đen một lúc, có vàng bạc trang sức gì, cầm được cái gì thì cầm đi hết. Ngoài tiền tài ra thì còn một cuộn sách cổ. Đó là thuật ngự kiếm mà người áo đen luôn mang theo bên mình. Giờ nó là của ta. Triệu Bân cười không chút khách sáo. Hắn rất hứng thú với phép khống chế kiếm. Soạt. Trong lúc ấy, bỗng có tiếng động vang lên, là một mũi tên đen tuyền rơi từ trên trời xuống. Còn nữa hả? Triệu Bân lùi về sau và nhìn lên trời. Đập vào mắt hắn là một con chim. Nói chính xác là một con chim lớn, đen vô cùng đen, sải cánh ra dài những ba trượng. Trên lưng nó là một thanh niên áo tím. Cách đó một khoảng xa còn có thể thấy vết sẹo trên trán hắn ta. Tên này một tay cầm tên, một tay cầm cung, chính là người bắn ra mũi tên vừa rồi. Cũng may Triệu Bân trốn kịp, nếu không thì đã bị bắn chết rồi. Chắc không phải cùng một nhóm đâu. Triệu Bân lẩm bẩm, giết một kẻ vô dụng như hắn thì cần gì đến cảnh giới chân linh, một cảnh giới ngưng nguyên là đủ rồi kìa. Có lẽ Liễu Sĩ Nguyên cho rằng lão ta phái một tên cảnh giới chân linh tầng 6 đi giết Triệu Bân là đã như cầm dao mổ trâu giết gà rồi, cho nên sẽ không phái ra một sát thủ nào khác nữa đâu. Thế thì thú vị rồi đây. Mãi mới được ra ngoài, sao mà nhiều người muốn giết hắn thế này? Soạt, soạt, soạt. Thanh niên áo tím lại căng cung lên, mũi tên lóe sáng lên rồi bay từ trên trời xuống, hóa thành một làn mưa tên. Chỉ bắn ra một mũi tên mà lại biến hóa được thành bí thuật quần công. Keng! Triệu Bân vung kiếm liên tục, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng. Lần đầu còn chưa quét xong mà cơn sóng thứ hai đã tới. Một làn mưa tên lại phủ đầy trời. Xuống dưới cho ta! Triệu Bân hừ lạnh, một kiếm bổ thẳng lên trời. Nhưng không trúng. Con chim kia bay cao quá, vượt qua cả phạm vi tấn công của hắn. Thế này thì gay thật. Đối phương ở trên, hắn ở dưới, thì có khác nào cái bia di động đâu. Đổi nơi khác thôi, Triệu Bân xoay người chạy vào rừng. Thanh niên áo tím cũng kinh nghiệm lắm, đuổi theo hắn không ngừng, nhưng cũng chẳng chịu xuống đất mà cứ đứng trên lưng con chim kia bắn tên xuống chỗ Triệu Bân. Mưa tên đầy trời như thế, rồi cũng sẽ có mũi trúng ngươi thôi, cuối cùng vẫn là ngươi chết. Vì mưa tên nên mảnh rừng bị đâm đến xác sơ. Chủ yếu là vì uy lực của mấy mũi tên đó cũng mạnh cơ. Có linh thú biết bay thích thật đấy. Triệu Bân tặc lưỡi, lẩn vào trong rừng như một bóng đen. Hắn đúng là cái bia di động thật, chạy đến đâu thì đối phương đuổi theo đến đấy. Mà tên kia thì nằm ngoài phạm vi công kích của hắn, đúng là có sức mà không có chỗ phát huy mà. Cũng may thân pháp hắn cũng huyền diệu, đủ để kháng cự lại. Chúng một hai mũi tên cũng chẳng sao, chỉ cần không chúng chỗ yếu hại thì vẫn miễn cưỡng được. Định. Vào lúc này, có một tiếng quát nhẹ trong bóng đêm. Nói định là định. Triệu Bân đang chạy trốn đột nhiên hóa đá, bước chân bị dừng lại ở giữa không trung. Chú định thân. Triệu Bân chau mày, không biết vì sao lại thế, chắc chắn là có người trong bóng đêm đọc chú pháp định thân cho hắn. Đây là một bí thuật rất ác độc, đã bị đông cứng lại rồi, không ác được sao. Con mẹ nó, đúng là khinh thường đối phương quá rồi. Chỉ để ý mỗi bầu trời mà không biết trong bóng tối cũng còn người khác, mà cũng chẳng biết là có bao nhiêu. Giây phút ấy, mưa tên lại bay đầy trời. Không ngoài dự liệu thì Triệu thiếu gia sẽ bị bắn cho lủng người. Mở cho ta. Triệu Bân lạnh lùng hét lên, cả người bị đông cứng, không có nghĩa là chân nguyên cũng thế. Chân nguyên nổi lên phừng phừng, mạnh mẽ đột phá cấm chế, sau đó hắn liền chui xuống đất. Hay cho một thuật chạy trốn.
Một tiếng cười lạnh vang lên, sau đó là những tiếng động lớn liên tục. Có lẽ là người trong bóng tối đang dẫm xuống đất, sức lực không nhỏ, muốn ép Triệu Bân đi ra. Ba tên. Triệu Bân nhìn xung quanh, đã xác định được số lượng người của đối phương. Trên trời có một, người thi triển chú định thân coi như là một đi, kẻ ép hắn ra khỏi đất lại là một nữa, mà tu vi không thấp, một chân linh đỉnh phong, hai kẻ tầng 8. Rõ ràng là đối phương đã biết thân phận võ tu của hắn. Nếu không cũng sẽ chẳng phái ra ba người. Qua bán là một tổ hợp, một người tấn công ở trên, hai kẻ đánh lén bên dưới. Một chiêu ban nãy phối hợp rất ăn ý, cũng may hắn đủ mạnh, nếu không thì đã bị giết rồi. Định! Tiếng nói lạnh lùng lại vang lên, vẫn là chú định thân ban nãy. Định cái đầu ngươi! Triệu Bân hừ một tiếng, vì từng chịu thiệt một lần nên không thể mắc lừa tới lần thứ hai. Chú định thân tuy rất ghê tởm, nhưng không phải không thể phá giải được. Với loại chú pháp này, cứ gắng gượng vận hành chân nguyên bảo vệ cơ thể là được. Có lẽ chú định thân của đối phương cũng chưa được luyện đến nơi nên nó chẳng có mấy tác dụng với hắn. Keng! Trong lúc này, sát tiễn trên bầu trời lại bắn tới, không phải một cơn mưa cung tên bay đầy trời, mà chỉ là một mũi tên đơn lẻ, phản chiếu ánh sao ảm đạm, toát ra hơi lạnh như băng, uy lực cực kỳ mạnh. Triệu Bân nhún mũi chân xuống đất, lập tức né được. Một bóng đen cũng lao tới ngay trước mặt, người này chính là người đàn ông một mắt, hình thể cao lớn, khí thức mạnh mẽ, tay cầm một cái búa rát vàng, vừa nhìn đã biết là tu sĩ theo phái sức mạnh, chỉ riêng cái búa của hắn ta chỉ ít cũng phải vài trăm cân. Ban nãy người dậm chân một cái ép hắn ra khỏi lòng đất chắc chắn là tên này rồi. Uỳnh! Người đàn ông một mắt phung búa lên, cây búa to đập vào không khí vang lên âm thanh uỳnh uỳnh. Cong! Đọ sức mạnh với hắn ta thì hiển nhiên Triệu Bân không phải đối thủ, hắn nhanh chóng bị hất bay. Keng! Chưa đợi hắn kịp đứng vững, người thứ ba đã lao ra, là một ông già tóc đen, gầy trơ xương, hốc mắt đã lõm hết vào, đôi mắt già nua lóe lên thứ ánh sáng nham hiểm. Ông ta cầm một thanh kiếm dài và mảnh, tấn công thẳng vào huyệt mệnh môn, một nhát kiếm tuyệt sát. Phối hợp với nhau ăn ý ghê. Triệu Bân chật lưỡi, không tránh nổi nhát kiếm này. Đối phương tính toán rất chuẩn xác, một mũi tên trên không và một nhát búa của người đàn ông đều là mồi nhử mở đường cho chiêu tất sát này đây. Trong thời khắc nguy cấp, hắn gắng gượng né sang một bên. Máu me tóe ra, hắn tránh được chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị đâm xuyên qua vai. Grừ! Chịu một nhát kiếm, đương nhiên phải đánh trả, một trưởng uy long đánh cho ông già kia phải lùi về sau mấy bước. Nhìn thần thái của ông già kia là biết ông ta không dễ chịu gì. Trong ánh mắt còn thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Một võ tu cảnh giới chân linh tầng 1, lấy đâu ra lực bàn tay mạnh đến vậy? Ông ta đạt đỉnh cao chân linh rồi mà còn bị đánh cho thổ huyết, chẳng trách cấp trên phái ba người họ cùng tới đây. Đến lúc này, khu rừng mới rơi vào yên tĩnh. Thiên Tiếu, Đại Điểu vẫn ở đây, người đàn ông một mắt cũng ở nơi này cùng với cây búa rát vàng của mình, trông có vẻ đáng sợ, ông già cũng tại đây, thanh kiếm dài trong tay run lên bần bật. Bấy giờ Triệu Bân mới đứng vững được, khóe miệng rỉ ra chút máu màu đen. Chắc hẳn kiếm của ông già có bôi kịch độc lên trên nên nhát kiếm ban nãy khiến sắc tím đen lan khắp cánh tay hắn, thứ kịch độc đáng sợ đang ngấm dần vào thể phách của hắn. May mà hắn không phải võ tu bình thường mà có thú hỏa hộ thân, gắng gượng bảo vệ được tâm mạch, nhưng không thể ép được độc ra trong một chốc một lát, đối phương cũng không cho hắn cơ hội này. Chân linh tầng một nhỏ bé mà khó chơi nhỉ. Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, khí tức càng thêm bạo ngược. Từ đạo nào đấy? Triệu Bân nhìn ông già rồi liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Uỳnh! Hồi đáp hắn là một nhát búa của người đàn ông vung xuống qua không khí, còn chưa kịp đập chúng thì Triệu Bân đã có cảm giác mãnh liệt. Hắn nghĩ, e rằng trong đám võ tu mới đạt cảnh giới chân linh không một ai dám bất chấp đối đầu với nhát búa này, cho dù là nhóm ham tiền, chắc hẳn cũng phải đắn đo. Nếu cố đối đầu, chưa biết chừng sẽ bị đập nát ngay tại chỗ. Sức lực đủ mạnh, sức mạnh chỉ kém hơn một chút. Triệu Bân không ngốc, không đọ lại nổi thì trốn, chân hắn dẫm lên bước phong thần, nhanh chóng né đi. Diệt! Ông già tóc đen chém một nhát kiếm tới, ông ta và người đàn ông một mắt trở thành sự đối lập rất rõ nét, người đàn ông có sức lực tột đỉnh, tốc độ không ổn, còn ông ta, tốc độ rất kỳ dị, nhưng sức lực lại yếu ớt. Thêm cả người trên không trung kia nữa. Đến giờ vẫn chưa dám đặt chân xuống đất, hiển nhiên chỉ đến yểm trợ. Ý đồ của chúng rất rõ ràng,
người cứ thử chậm chạp đi, bên trên vẫn còn một người kìa. Dám để lộ sơ hở thì lão tử bắn chết ngay lập tức. Gầm. Thân mình Triệu Bân như gió, nếu đạo tốc độ thì ông già tóc đen vẫn còn kém hơn một tí, nhát kiếm chết chóc của ông ta tiếp tục bị hắn né được dễ dàng, còn tặng cho ông ta thêm một chưởng uy long nữa. Phụt. Ông già kia phun mạnh ra một búng máu, nhún mình lướt đi, trong lúc đó, một tay ông ta kết ấn, miệng nhả ra khói đen, hóa ra một luồng khói độc rất hung hãn. Triệu Bân dùng thuật độn gió, thổi tan khói độc. Một số loại độc, thú hỏa có thể phòng được, một số loại không thể phòng được, ví dụ như khói độc do ông già kia nhả ra là loại độc đã được cúng tế luyện độ. Hay nói cách khác, bản thân ông già này là người trúng độc, dạng võ tu này từ đầu đến chân toàn là bẫy dập. Nhận lấy một búa của ta đi. Người đàn ông quát lên, vung cây búa rát vàng qua chỗ hắn. Trốn. Triệu Bân vẫn không dám đối đầu trực diện, dùng thân pháp kỳ diệu để tránh né. Hắn chưa kịp đứng vững thì kẻ trên trời cũng không chịu cô đơn, tiếp tục bắn một mũi tên tầm xa. Lát nữa sẽ xử lý ngươi sau. Triệu Bân dùng kiếm đỡ lấy, chạy thẳng tới chỗ ông già tóc đen. Ông ta đang đứng bên cạnh, hắn đừng hòng được yên ổn, chỉ cần lơ đễnh sẽ bị ông ta giết ngay bằng một đòn đánh. Ông già thấy thế, tiếp tục trốn về sau. Lúc này đây, hắn không có đủ dũng khí để đánh chính diện, hắn cần một chiêu tất sát. Nếu không phải vì người đàn ông và thanh niên ác tím vẫn còn ở đây thì hắn đã trốn đi từ lâu rồi. Đi chứ. Triệu Bân vung kiếm, phong lôi bá đạo vô cùng. Thời khắc vung kiếm, hắn còn tạo kết ấn bằng một tay, ngưng tụ ra một vũng lây sau lang ông già. Chiêu này thuộc độn thủy, cũng thuộc bằng môn tà đạo, hắn học được ti si trong phù văn lục, thuật này tuy không có lực sát thương. Nhưng rất hợp đánh bể trợ. Quả thực, ông già đang lài về sau không hề kiêng dè gì phía sau, giảm một chân vào đó, vì hố bùn hút lấy và trói buộc nên tốc độ lùi về sau đột ngột giảm xuống. Ông ta giảm tốc độ một tí thôi cũng không sao, nhưng Triệu Bân đã đến rồi. Hai mắt của ông già lồi hẳn ra, đồng tử cũng co rụt lại. Nhát kiếm này quá mạnh, ông ta không né kịp. Nếu đã không tránh kịp, vậy thì cảnh tượng sau đó cực kỳ khó chịu. Ông ta bị một nhát kiếm đâm xuyên lồng ngực, đến chết rồi vẫn còn buồn bực vì bản thân đường đường là thích khách đạt đỉnh cao chân linh và giỏi giết người trong một chiêu, thế mà lại bị một kẻ tầng một giết chết ngay chính diện. Chết tiệt! Người đàn ông đã chạy đến, một nhát búa bổ vào khoảng không, vẫn lợi hại như thường. Đến lượt ngươi rồi. Triệu Bân hừ một tiếng, cắm kiếm Tử Tiêu xuống đất, cũng gỡ luôn kiếm Long Uyên, tay không lao tới, tránh được một nhát búa, xông đến trước mặt người đàn ông. Uỳnh, phụt, rắc. Từ khoảnh khắc ấy, dường như hắn không còn là một con người nữa, mà là một con mãnh thú bạo ngược, gân cốt, bắp thịt, chân nguyên và lực đạo phối hợp đầy hoàn hảo, ra tay cực kỳ bất thường. Chiêu thứ nào cũng quỷ dị đến cực độ. Dường như mỗi một khớp xương trên cơ thể hắn cũng biến thành vũ khí hung hãn, chiêu nào cũng bá đạo, đánh đến mức người đàn ông đứng không vững, âm thanh xương cốt nứt vỡ không ngừng vang lên. Chuyện này, không thể nào. Người đàn ông buồn bực, người nổi danh bằng sức mạnh và khả năng đấm đá cận chiến như hắn ta mà bị một võ tu chân linh tầng một đánh đến mức không ngẩng nổi đầu lên ở ngay lĩnh vực sở trường nhất. Từ khi bị áp sát, hắn ta thậm chí không có cơ hội để thở ra, hai mắt hoa lên, không phải nắm đấm thì là cái tát ào ào ập xuống, khiến hắn không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa, chỉ thấy đầu óc mình ong ong, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, mỗi một điểm trên cơ thể đều đau đớn đến bỏng rát, có trời mới biết hắn đã chịu bao nhiêu đòn đánh nặng nề. Sao có thể như thế được? Thanh niên áo tím ở trên trời cũng lộ vẻ khó tin. Hắn ta thừa biết sự hung hãn của người đàn ông. Người cùng cấp dám đánh đấm cận chiến với người đàn ông quả thực chẳng tìm được mấy người, thế mà bây giờ gặp phải võ tu chân linh tầng một nhưng không có nổi cơ hội phản đòn. Triệu thiếu gia này có vẻ quá nghịch thiên rồi. Kỳ diệu, đúng là kỳ diệu. Hai người chấn động, Triệu Bân thì cực kỳ phấn khích, máu tươi trong cơ thể như đang sôi lên, giống hệt một con sư tử đực đang phát điên. Trong lúc chiến đấu, hắn ngộ ra được thánh pháp, từng có vài khoảnh khắc, hắn còn kết hợp cả tâm cảnh và ý cảnh. Rơi vào trạng thái đánh đấm quên mình, quên luôn đối phương là ai, cũng quên luôn mình là người nào, chỉ biết công kích mãnh liệt, nắm đấm sau mạnh hơn nắm đấm trước. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn có thể đánh cho người đàn ông này biến thành một đống thịt bấy nhầy. Á! Người đàn ông một mắt phát rồ lên, tiếng gào thét vang dội. Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì hết.
Triệu Bân muốn đánh thế nào vẫn đánh thế ấy, những đòn tấn công mà hắn ta phải chịu không hề thiếu chiêu nào, xương ngực vỡ vụn, kinh mạch cũng nứt không ít, không biết đã ho ra bao nhiêu máu. Chết tiệt! Người ở trên trời không thể nhìn nổi nữa, lập tức kéo cung tên. Vút! Lần bắn này không phải một mũi tấn công đơn độc mà là tấn công tập thể, lại là mưa tên bay đầy trời, nhìn qua không biết người này định giết Triệu Bân hay định tiêu diệt luôn cả người đàn ông. Làm nghề thích khách này, hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất, nếu không sẽ không nhận được thuốc giải. Thua tiễn! Người đàn ông tức giận gầm lên, tiếng gầm này khiến miệng hắn ta toàn là máu, bị đấm quá thê thảm. Vút, vút, vút! Đây chính là lời hồi đáp của thanh niên áo tím. Người ác thật! Triệu Bân hừ một tiếng, lập tức độn thổ, tránh được làn mưa tên, sau đó lập tức xuất hiện. Người đàn ông một mắt vừa mới đứng vững đã bị hắn túm lấy một cánh tay, nhấc bổng hắn ta lên rồi quật mạnh vào tảng đá lớn. Quỳnh! Tảng đá nứt vỡ, trên nền đất bị đập ra một cái hố hình người, người đàn ông phun ra một búng máu cao tới cả trượng. Lục phủ ngũ tạng lệch khỏi vị trí vì cú ngã, 8 phần 10 xương cốt toàn thân đã gãy. Hắn ta không còn biết thế nào là đau đớn nữa, chỉ biết rằng trong lúc mơ mơ màng màng có một người đang vẫy tay với hắn, đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng, tiếng cười khúc khích cực kỳ nham hiểm. Không sai, là tử thần. Tử thần ấy mà, ai chết thì tử thần vẫy tay với người đó, không sai được. Đi đường mạnh giỏi. Một trưởng của Triệu Bân thẳng thừng kết liễu sinh mạng của người đàn ông. Lại một người chết. Người này chết còn buồn bực hơn ông già tóc đen, vốn dĩ toàn thân có sức lực, có thể đánh cũng có thể chống trả, vậy mà bị võ tu chân linh tầng một tiễn thẳng tới quỷ môn quan. Vút! Mưa tên lại tới, rõ ràng thanh niên áo tím trên không trung vẫn chưa định bỏ đi. Dù ông già và người đàn ông đã chết, hắn ta cũng không định bỏ đi vì có chỗ dựa. Ông đây ở trên trời, người ở dưới đất, người không đánh được ta, nhưng ta có thể công kích ngươi. Chủ yếu vì trên người Triệu Bân có độc, càng kéo dài thời gian càng có lợi cho hắn ta. Đến lượt ngươi rồi. Triệu Bân hừ một tiếng, nhanh nhẹn như gió, tránh được làn mưa tên đang lao tới, dẫm lên một tảng đá, mượn lực nhảy vọt lên, đồng thời, hắn quăng ra một phi đao, trên phi đao dán ba lá bùa nổ. Tại sao trước đó không dùng mà bây giờ lại dùng để đối phó với thanh niên áo tím? Nếu trước đó đã dùng thì tiểu tử này sẽ đề phòng. Thứ bùa nổ này phải đánh sao cho đối phương bất ngờ. Hết cách rồi, ai bảo thanh niên áo tím này đứng cao thế. Nhân tài như thế này mà muốn chạy trốn thì hắn cũng không ngăn được. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh hắn ta rơi xuống. Ở trên trời thì hắn đánh không lại chứ xuống đất rồi thì khó nói lắm. Hắn cũng tính rồi, có trúng được thanh niên này hay không đều được, chỉ cần có thể đả thương con chim này thôi, nổ cho nó rơi xuống, phần còn lại dễ xử lý. Đả thương ta. Thanh niên áo tím tỏ ra khinh thường, tầm bắn của phi đao không thể đến được. Giống như hắn ta nói, quả thực không đánh được. Khi phi đao cách đại điểu khoảng nửa trượng thì hết lực. Thế này thì đánh đấm cái gì? Thế nhưng, khi thấy bùa nổ treo trên phi đao, thanh niên lập tức biến sắc. Mẹ kiếp, ngươi còn có trò này nữa à? Bùm, ầm, bùm. Ba tiếng nổ của bùa nổ gần như vang lên liên tiếp trong màn đêm. Phụt. Đại điểu hộc ra máu, chủ yếu là nó không kịp né nên phải hứng chịu 80% uy lực của bùa nổ, máu me đầm đìa, đứt cả một cánh hệt như con diều bị đứt dây rơi từ trên không xuống. Người thanh niên áo tím trên lưng nó cũng không khá hơn là bao, đánh phụ trợ cũng rất khá, cơ thể và khả năng kháng nổ thì thật sự không thể khen nổi. Đại điểu máu me đầm đìa, hắn ta cũng thế, vì thú cưỡi bị thương nên hắn ta cũng rơi từ trên trời xuống. Hắn ta không ngờ là Triệu Bân lại có bùa nổ làm mình không kịp trở tay như vậy, đứng quá cao nên hắn cũng thành mục tiêu sống. Ầm, ầm. Theo từng tiếng nổ vang, đại điểu rơi xuống một ngọn núi nhỏ khiến nó vỡ ra, tiếp sau đó là thanh niên áo tím rơi xuống, một tảng đá cực lớn bị bể tan tành. Trong đất đá tứ tung, không hề nhìn thấy bóng dáng của cả hai nữa, e là không đứng dậy nổi, toàn thân bê bết máu. Với cú ngã như thế, chắc hẳn thanh niên áo tím bị liệt nửa người, lúc này mà còn thở đã là may mắn lắm rồi. Triệu Bân đi đến, cầm tử tiêu dính đầy máu lên. Thanh niên áo tím muốn đứng dậy nhưng không còn chút sức lực nào, xương cốt toàn thân đều gãy hết, kinh mạch cũng không còn hoàn chỉnh nữa, dường như đã bị ngã thành kẻ tàn tật mất rồi. Ai phái các ngươi đến đây? Triệu Bân lạnh nhạt nói, cầm kiếm đến gần.
Miệng thanh niên áo tím tuôn đầy máu nhưng lại không hề sợ hãi mà ngược lại hắn ta còn nở nụ cười kỳ dị với Triệu Bân như thể mang theo chút cảm kích. Triệu Bân nhíu mày, không rõ nụ cười này có hàm ý gì. Hắn nhìn một hồi thì máu trong miệng thanh niên áo tím biến thành màu đen. Chết tiệt, Triệu Bân lập tức chạy đến. Nhưng đáng tiếc hắn muộn rồi, thanh niên áo tím đã nuốt thuốc độc được giấu trong kẽ răng, chết ngay tại chỗ. Trước khi chết, ánh mắt hắn ta không hề có sự đau khổ mà là sự giải thoát, hệt như một ông lão ra đi một cách an nhàn ở tuổi xế chiều. Thích khách, Triệu Bân khẽ nói. Nhiệm vụ ám sát thất bại, khi rơi vào tay địch, đa số sát thủ đều sẽ làm như thế, có thể là do đạo đức nghề nghiệp, cũng có thể là do khi quay về, họ sẽ chết còn thê thảm hơn. Hắn lục soát trên người thanh niên nhưng không tìm thấy thẻ bài thân phận, ngoài áo và cung tên ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác nữa. Người đàn ông một mắt và ông già cũng thế, hắn không tìm được chút đồ vật gì có thể chứng minh thân phận của họ, càng không biết ai đã phái họ đến. Quát, quát, đại điểu vẫn chưa chết, còn nằm trong những mảnh đá vụn kêu thảm thiết, không biết là kêu than vì chủ nhân hay vì chính nó luôn trao lượn trên 9 tầng mây, chưa từng ngã vào cửu u như hôm nay. La Sinh Môn, câu nói thình lình của Nguyệt Thần như có thể hiểu được tiếng kêu thảm thương của đại điểu, có thể hiểu được một bí mật trong tiếng kêu đó. Cô ta không biết nhưng có lẽ Triệu Bân biết. La Sinh Môn. Triệu Bân nhíu mày, sao mà hắn không biết cơ chứ? Đó là một tổ chức sát thủ rất bí ẩn, đã có từ thời đại chiến quốc xa xưa rồi, cao thủ bên trong nhiều như mây, hơn nữa còn trải rộng khắp nơi. Nghe nói, các thế hệ môn chủ La Sinh Môn ngày xưa đều là có cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật, chưa ai thấy mặt họ nhưng nhắc đến cái tên La Sinh Môn thì ai cũng phải sợ. Chỉ cần đưa đủ tiền. Cho dù là thiên tông hay hoàng tộc, dường như không có ai là họ không dám ám sát, mấy chuyện này không hề hiếm có trong 1000 năm nay. Lúc này, Triệu Bân nghĩ rất nhiều. Đêm đó, những người thổi thuốc mê vào phòng hắn chắc chắn cũng là sát thủ của La Sinh Môn. Thậm chí hắn còn nghi ngờ pháp sư gian ác trước đó cũng là người của La Sinh Môn. Tổ chức sát thủ này quá mức bí ẩn, các thành viên ẩn mình trong thế gian với nhiều thân phận khác nhau. Rốt cuộc là ai? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn rất muốn biết kẻ thuê là ai, rốt cuộc hận mình đến mức nào mà lại bỏ nhiều tiền mời cả thích khách của La Sinh Môn, đây không phải là điều tốt lành gì. Tấn công công khai thì dễ tránh chứ ngấm ngầm thì khó mà phòng bị. Bị La Sinh Môn theo dõi thì cả đời này, hắn đừng mong có thể sống an nhàn nữa. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn hủy thi diệt tích, thu thập các binh khí và tài sản của ba thích khách rồi biến mất trong bóng đêm. Trong lúc đó, hắn ho ra máu không chỉ một lần. Trận chiến này quá hung hiểm. Đối đầu với sát thủ, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lúc này trong người hắn vẫn còn kịch độc. Hắn nhìn cánh tay trái đã hoàn toàn tím đen, không còn cảm giác, vô lực rũ xuống của mình. Cũng may người đến đều là cảnh giới chân linh, nếu là cảnh giới huyền dương thì có lẽ hắn đã mất mạng ngay dưới một kiếm của đối phương, sát thủ cấp bậc đó thì bùa nổ gì đó cũng không nổ tới người ta. Đêm khuya, hắn tìm thấy một cái hang. Đến nửa đêm, hắn mới miễn cưỡng ép được chất độc ra ngoài, sắc mặt vẫn trắng bệch. Làm xong hết mọi chuyện, hắn mới lấy binh khí của ba người kia ra xem. Quả thật ba món binh khí này là loại tốt, nhất là chiếc búa rát vàng của người đàn ông một mắt, được làm bằng kim huyền thiết, ít nhất nặng 400 cân. Thanh kiếm của ông lão và cây cung của thanh niên cũng được làm bằng huyết thiết đặc biệt. Ngay cả thích khách cảnh giới chân linh mà cũng được trang bị như thế. Không cần nghĩ cũng biết được là sát thủ cấp bậc cao hơn đáng sự thế nào. Hắn dùng thú hòa và sấm sét để làm tan chảy chúng. Được tinh luyện thành kiếm Long Uyên, mỗi lần mài, Long Uyên càng tăng khối lượng, cũng sẽ phát ra tiếng giống ngâm. Uống một hớp linh dịch, hắn nhìn về phía Nguyệt Thán. Ánh mắt hắn hiện lên hàm ý rõ ràng, Tú Nhi, ta bị tổ chức sát thủ theo dõi rồi mà cô không tỏ vẻ gì sao? Chẳng hạn như truyền bí thuật bảo toàn mạng sống cho ta ấy. Nguyệt Thần không nói lời nào, liếc nhìn Triệu Bân, những gì bà đây truyền cho ngươi còn ít à? Độn thổ không dùng được, xuyên tường vô dụng à? Bước thần phong không nhanh sao? Hay là thánh pháp chiến đấu không đủ bá đạo, một võ tu nhỏ mà học nhiều như thế dùng được hết sao? Đợi đến ngày ta bị tuyệt sát rồi thì ngươi sẽ thầm mừng nhỉ? Triệu Bân bĩu môi, có chuyện gì thì cô cũng không chạy được đâu, cô chẳng hiểu chuyện gì hết. Nguyệt Thần không thèm đáp lại lời hắn. Làm sư phụ ấy mà, phải để đệ tử chịu chút khổ sở,
rèn luyện giữa lằn danh sống chết mới có thể trở nên thành thục được. Điều hắn muốn là tâm cảnh đó, cứ từ từ thôi. Triệu Bân không cho là thế, hắn lấy thuật ngự kiếm ra. Pháp thuật này không khó học, trên thân kiếm có dấu ấn cấm chế, phối hợp nhuần nhuyễn với thủ quyết thì tốt, còn có thể bay bao xa, có thể phát huy uy lực mạnh cỡ nào thì còn phải tùy thuộc vào cách điều khiển kiếm. Thực lực đủ mạnh thì một kiếm bình thường cũng có thể làm đổ cả núi non cách đó hàng ngàn trượng, nếu nền móng không đủ, e là chẳng thể chém nứt nổi cả ngọn cỏ nhỏ. Dưới ánh trăng, hắn đốt lửa lên, sau đó chất thêm củi vào. Hắn cầm cuốn sách cổ ghi chép thuật ngự kiếm lên, vùi đầu say mê đọc, thỉnh thoảng lại giơ tay lên luyện tập động tác như thủ quyết, kết ấn, thi thuật. Đây là điều mà hắn phải chú ý, cách ấn, chân nguyên, thủ quyết, phải phối hợp hoàn hảo mới được. Pháp này cũng liên quan đến lực tinh thần. Tinh thần ở cấp bậc càng cao thì càng dễ khống chế được kiếm, nói trắng ra là nền tảng. Hắn nghĩ thuật ngự kiếm này không hoàn chỉnh. Nói cách khác, đây là bản chỉnh sửa, không phải là thuật ngự kiếm chân chính. Đọc đến đây, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần biết vẻ mặt này của hắn có ý tứ gì nhưng lại không đáp lời. Triệu Bân đoán đúng rồi, cái này không hoàn chỉnh, thuật ngự kiếm thật yêu cầu cực kỳ khắt khe. Ít nhất lực tinh thần phải thành võ hồn mới có thể gắng gượng khống chế kiếm bằng hồn, còn vượt qua thiên võ thì võ hồn sẽ hóa thành nguyên thần, có thể khống chế vạn vật trong thiên hạ. Vạn vật ở đây bao gồm cả phi kiếm. Nguyên thần đủ mạnh thì chỉ cần một kiếm thôi cũng đã có thể giết được đầu người cách hàng trăm ngàn dặm. Đợi đến phong thần thì một ý niệm cũng sẽ hóa thành mấy ngàn kiếm, có thể hủy diệt cả thế giới. Đây cũng là nguyên nhân cô ta không truyền thuật ngự kiếm thật cho Triệu Bân. Truyền dạy xong cũng vô dụng, hắn không dùng được, võ hồn không có thì càng đừng nói gì đến nguyên thần. Cứ học theo thuật ngự kiếm bản chỉnh sửa đi là được. Cảnh giới chân linh nhỏ nhoi mà dám tu đại thần thông, tự dưng muốn tìm kích thích như thế à? Xoẹt! Triệu Bân rút kiếm tử tiêu, đầu ngón tay được bao bọc bởi sấm sét, khắc lên dấu ấn. Sau đó trên dấu ấn có một giọt máu lan ra. Lúc này, hắn mới cắm thanh kiếm lên xuống đất. Đan các ngón tay vào nhau, thì thầm niệm pháp môn, sau đó hắn tiếp tục bấm tay, vùng cánh tay lên chỉ vào phía cây lớn cách đó 5 trượng. Xoẹt! Tử tiêu cắm dưới đất bay thẳng lên, đâm xuyên vào cây lớn. Cánh tay hắn vung lên, lại đổi động tác, tử tiêu lại xuyên qua màn đêm. Nhưng phi kiếm cũng bị hạn chế, vượt quá khoảng cách định sẵn thì sẽ không có tác dụng. Hắn đã đoán được điều này. Nhưng quả thật hắn đã nắm chắc pháp môn ngự kiếm rồi. Nếu trước đó thành thạo thuật ngự kiếm thì cần gì phải dùng bùa nổ nữa, một kiếm thôi cũng chém chết con đại điểu kia. Thế mới nói, học được pháp môn khống chế kiếm này rồi thì trong tương lai, nếu có đánh nhau trên không, hắn sẽ không ở thế bị động nữa, bay xuống thấp một chút là có thể giết chết đối thủ chỉ bằng một nhát kiếm. Còn giới hạn khoảng cách ấy à, chỉ là tạm thời thôi. Khi tu vi tăng lên, nội lực càng tăng lên, khoảng cách cũng sẽ xa ra. Xoẹt, xoẹt. Xoẹt, tiếng kiếm vang lên liên tục trong rừng núi, Triệu Bân lại không nghịch kiếm nữa, thuật ngự kiếm tàn tạ này cũng có thể gọi là trôi chảy. Khá lắm. Triệu Bân thu kiếm lại, lau mồ hôi cười hì hì. Vô dụng. Nguyệt Thần liếc nhìn hắn, ngự kiếm nửa vời, xem như ngươi có thể. Nếu truyền tiên pháp cho ngươi thật thì có phải ngươi muốn phóng lên trời luôn không? Nhất phi trùng thiên. Vừa dứt lời thì nghe được tiếng sói hú vang lên trong đêm tối. Tiêu đời rồi, Triệu Bân ngẩng phát đầu lên. Đập vào mắt là một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên trời, nhìn kỹ mới biết đó là một người một ông lão mập mạp, tai to mặt lớn, cao lớn vạm vỡ. Biết bay, cảnh giới thiên võ. Triệu Bân thẳng thốt trợn tròn hai mắt. Nhìn thì có vẻ ngã cũng khá nặng đấy. Giọng Nguyệt Thần hơi nặng nề, còn bay thẳng lên trời nữa à, đó là bay sao? Đó là nhảy. Quả nhiên là thế. Ông lão đang phóng thẳng lên trời, đến một độ cao nhất định thì lại rơi xuống. Khi bay lên thì cho thấy đẳng cấp rất cao, lúc rơi xuống thì tư thế chẳng nhẹ nhàng cho lắm, chẳng khác nào một người đuối nước phải vùng vẫy giữa không trung, không điểm tựa, rơi xuống đất tạo thành một đường cung hoàn hảo. Rầm. Tiếng rầm này rất vang dội, chắc là ông lão đã làm ngọn núi nào đó nát vụn rồi, đá vụn văng tứ tung và cả ánh sáng vô hình tỏa ra bốn phía. Bất cứ nơi nào ông ta đi qua, mấy cây cổ thụ đều đổ ngã, tảng đá lớn đều bị nát vụn. Phụt! Triệu Bân cũng gặp nạn, đụng bay ra xa, nôn thốc ra máu. Cũng may khoảng cách khá xa chứ nếu đứng gần đó,
chắc hắn đã bị nghiền nát thành một đống rồi. Địa tạng đỉnh cao, Nguyệt Thần nhàn nhã nói. Còn cần cô ta nói nữa sao? Triệu Bân định sử dụng thuật độn thổ nhưng vẫn chưa đứng vững thì hắn đã phải hoảng sợ chạy loạn xạ. Có thể hủy diệt cảnh giới chân linh, có thể làm nổ tung cảnh giới huyền dương, đối phương có tu vi cảnh giới địa tạng là chuyện không cần nói nữa, hơn nữa còn là cảnh giới đỉnh cao, dùng chân nguyên hộ thể thì bùa nổ ở cấp bậc của hắn không thể nào nổ được, chỉ cần một ngón tay là đủ để tiêu diệt hắn rồi. Hờ, nghe giọng có vẻ là ông lão mập đó, ông ta đang đỡ lấy eo, bò ra từ trong đống đá vụn. Cảm giác được có võ tu ở đây nên tiến về phía bên này. Bù, bù, bù. Trong khu rừng, Triệu Bân di chuyển với tốc độ ma quái, chạy trốn đến độ không dám quay đầu lại. Cảnh giới chân linh nho nhỏ mà cũng đòi so tốc độ với địa tạng đỉnh phong sao. Nguyệt Thần thờ ơ nói, uể oải nằm trên mặt trăng, giống hệt một người vô công rồi nghề. Cô cho rằng ta muốn vậy. Triệu Bân liếc mắt nhìn, đó chính là một cao thủ địa tạng đỉnh phong. Ở nơi rừng núi hoang dã này lại là một nơi rất thích hợp để giết người cướp của. Thuật độn thổ chỉ là hàng trang trí trong mắt của đẳng cấp này. Không chạy thì đợi bị thịt sao? Nguyệt Thần không cho là như vậy, tiện tay vung tay áo, vẩy ra một mảnh chữ vàng, tự xếp hàng, tổ hợp, từng chữ lấp lánh ánh sáng vàng, rõ ràng là một bộ bí thuật. Uy trấn bát hoang. Hai mắt Triệu Bân sáng trưng, đọc kỹ càng từng chữ. Quét mắt một lượt là biết đó là thần thông gì. Chính là pháp môn tạo sức ép và uy thế. Theo môn này, cảnh giới chân linh của hắn có thể tạo ra sức ép và uy thế của cảnh giới thiên võ, nhưng không phải là sức ép và uy thế thật sự, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Nói trắng ra là cách này dùng để dọa người. Có đồ tốt như thế mà không lấy ra sớm đi. Triệu Bân cười hê hê, vô cùng cầu tiến. Mỗi lần gặp nguy hiểm, tiềm năng lại được phát huy cực mạnh, không biết mánh chạy nhưng học gì cũng nhanh. Ví dụ như hôm đó đến tiền trang Liễu gia, tạm thời học thuật xuyên tường, vừa học là làm được ngay. Sống hay chết thì còn dựa vào mệnh của ngươi. Nguyệt Thần thản nhiên nói, cô ta sớm biết có địa tạng đỉnh phong tới đây, nhưng không nói cho Triệu Bân, không phải là muốn cho hắn vui thú một chút sao. Vẫn còn phải tôi luyện, không ép tên nhóc này một chút, thì hắn sẽ không thể lột xác thành danh. Triệu Bân không nói gì mà cũng hiểu điều đó. Hắn không có nhiều thời gian. Nên phải trong thời gian ngắn hiểu thấu môn này. Thực tế lại một lần nữa chứng minh thiên phú của hắn là nghịch thiên tới mức độ nào, tiềm năng vô hạn, thật sự có thể ngộ ra nhiều chân lý, tinh hoa mà khắc sâu vào tim. Thằng nhãi này, bước chân cũng nhanh gớm. Phía sau vang lên tiếng cười của lão mập, thân pháp của thằng nhóc đó cũng đủ lợi hại, rơi từ độ cao như thế xuống, còn đập tan một ngọn núi nhưng lại không vấn đề gì, mà lòng bàn chân còn sinh gió. Bàn chân cách mặt đất từ 3 đến 5 thước, như thể đang đạp lên không trung mà đi, không phải bay mà là sử dụng bí pháp nào đó. Sư phụ, cứu mạng! Triệu Bân kêu lên, cắm cổ chạy vào một sơn động. Sư phụ! Lão mập đó cau mày, liếc mắt nhìn bốn phía, không cảm thấy có người khác mà. Sư phụ ở đâu ra? Vừa nghĩ, lão ta vừa dừng lại, đứng sững ở trước sơn động. Vừa rồi! Lão ta đã nhìn thấy Triệu Bân xông vào trong sơn động này. Sư phụ, có kẻ đuổi theo con. Trong sơn động có thể nghe thấy thấp thoáng giọng nói của Triệu Bân, dường như đang nói chuyện với ai đó. Thật ra, là hắn đang tự nói tự trả lời, cố ý làm ra vẻ huyền bí. Một địa tạng nho nhỏ mà dám đuổi theo đồ nhi của ta. Lời này, Triệu Bân đã ăn thuốc đổi giọng, giọng nói tịch mịch mà già nua, đương nhiên là nói cho lão mập bên ngoài nghe. Kỹ thuật diễn của Triệu thiếu gia cũng tinh xảo lắm, một người phân hai vai, mà mặt không đỏ, tim không ngừng. Địa tạng nho nhỏ, lời này rơi vào tai lão mập thì gây sốc vô cùng. Ông đây chính là địa tạng đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là tới cảnh giới thiên võ, đến chỗ này của ngươi lại thành tiểu bối rồi à. Không thể phủ nhận, khả năng giả bộ cũng đi vào lòng người lắm. Lão mập bĩu môi, đang muốn đi vào sơn động để nhìn lão già kia một chút. Xem thế nào mà nói năng phách lối thế. Bốc phét cũng không sợ đau thận à. Ầm. Lão ta mới hơi nhích người thì một tiếng ầm vang lên. Mà sau đó một khí thế cực kỳ khủng khiếp từ trong động lan ra. Nhưng khí thế này chỉ vụt qua một chút. Triệu Bân muốn chống đỡ thêm một lát nhưng lực bất tòng tâm. Pháp môn dọa người này hao phí quá nhiều lực tinh thần, chỉ một lát đã khiến tinh thần của hắn kiệt quệ.
nếu không phải nền tảng của hắn đủ mạnh thì hơn nửa là sẽ ngất ngay tại trận. Cảnh giới thiên võ. Cách này đã thật sự dọa được lão mập, bước chân vừa đạp ra đã rụt lại. Hai mắt nheo lại thành một hàng, muốn nhìn trong động nhưng lại không nhìn được. Một là vì trong động quá tối. Hai là nó quá sâu. Ba là có pháp môn kỳ lạ nào đó, chắn tầm nhìn của lão ta. Thậm chí, từ đầu tới cuối, lão ta chỉ cảm nhận được có một người, còn lại thì không thể cảm nhận được nửa phần hơi thở của sư phụ võ tu nho nhỏ kia. Như thế mới khiến lão ta phải kiêng dè. Nếu là cảnh giới thiên võ, muốn che giấu bản thân thì cảnh giới địa tạng đúng là không cảm nhận được. Lão ta vẫn có kiến thức cơ bản này. Nhưng lão ta ngạc nhiên là cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có một đấng cảnh giới thiên võ. Có mấy người thì lão ta đã từng gặp qua, nói không chừng là một trong số đó. Nhìn sức ép và uy thế này thì là cảnh giới thiên và không sai, tại sao lại chỉ vụt qua, không thể nhận ra là ai. Không dọa được à, thấy bên ngoài không có động tĩnh, lão mập cũng không lên tiếng khiến Triệu Bân vô cùng lo lắng. Nếu lão ta nổi nóng, vậy thì hắn thật sự sẽ chết è đây mất. Làm sao đây, lão mập vuốt ria mép, lẩm bẩm, sợ thì chắc chắn là hơi sợ, cảnh giới thiên về mà. Không phải là người mà địa tạng đình phong có thể sợ được. Nếu chọc phải lão già kia thì bị đánh là chắc chắn, chỉ cần bất cần là mất mạng nghĩ như thế, lão ta Vika dè dặt bước lên trước một bước. Cút! Trong sơn động chỉ truyền ra một chữ, không mừng không lo, không nóng không bực, nhàn nhạt đến vô tình, giọng điệu tuy hơi nhẹ nhưng lại mang một tia sức ép thiên võ. Mà một tia sức ép này suýt nữa lấy mạng của Triệu Bân, tinh thần sa sút, khiến đầu óc muốn nổ tung. Một chữ này của hắn đã dọa cho lão mập sợ hãi không ít, vừa mới tiến lên một bước nhỏ đã thu chân lại, theo bản năng nghĩ, nếu tiến thêm vào chắc chắn là sẽ gặp đòn tấn công sấm sét của cảnh giới thiên võ. Vô ý làm phiền, vô ý làm phiền thôi. Lão mập cười khà khà, vừa cười vừa lui bước, lần này thật sự sợ rồi, vị kia ở bên trong tính tình không tốt lắm. Không thể chọc vào. Lùi mãi rồi quay đầu bỏ chạy. Không thể không nói, cảnh giới địa tạng bỏ trốn cũng mang khí thế thật bá đạo. Phù! Thấy lão ta đã đi xa, Triệu Bân mới thở phào một hơi, ngất xỉu tại trận. Bí thuật uy trấn bát hoang quả thật là thần thông dọa người vô cùng tốt. Nhưng sức tiêu hao và cắn ngược lại cũng đủ bá đạo, đau đớn khiến hắn không phân rõ đâu là thực đâu là ảo. Miễn cưỡng qua cửa. Nguyệt thần mỉm cười. Hài lòng duỗi lưng, rất thỏa mãn với diễn viên nhỏ này, như thể đã vượt qua mong đợi của cô ta, là một hạt giống tốt. Triệu Bân ngủ cả một đêm. Mãi đến khi trời hửng sáng thì hắn mới ôm đầu ngồi dậy, vẻ mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, uể oải, không có tia sáng trong ánh mắt, mí mắt đang run lên vì kiệt sức. Bây giờ hắn đã biết, tại sao trước đây Nguyệt Thần lại không truyền bí thuật này rồi. Cái thứ khốn nạn chơi đùa mạng sống này. Chỉ vì tạo một sức ép cảnh giới thiên võ trong chớp mắt mà suýt chết. Cũng may là hắn đã dọa được lão mập. Lần này sẽ là một dấu ấn sâu đậm trên con đường tu luyện của hắn. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Cô nương này không phải là rảnh bình thường, nằm chớp mắt trên mặt trăng, dường như từ đầu đến cuối không biết nguy hiểm là gì, tâm cảnh của thần quả là phi thường. Tú Nhi, cô đã lấy ai chưa? Không biết tại sao. Triệu Bân lại hồ đồ hỏi một câu như thế, chủ yếu là do tò mò, muốn biết, vị thần như thế nào mới khiến Tú Nhi này đầu hàng. Thế nào, thích ta hả? Nguyệt Thần chưa mở mắt, lời nói rất tùy tiện, cũng không hề dè dặt, kín đáo. Ta có vợ rồi. Triệu Bân vùi đầu vào đống thuốc, thuận miệng trả lời. Có thêm một vợ nữa không tốt hả? Nếu ta lấy cô, ngày nào ta cũng sẽ không về nhà, làm cô đơn chết đi mới được. Ha ha! Lời nói này chọc cho Nguyệt Thần bật cười, hậu bối rảnh rỗi cũng không tệ. Như Triệu Bân này nói đùa với người khác mà cũng mang bộ dạng nghiêm túc như vậy. Tán gẫu mấy cây, Triệu Bân nhảy ra khỏi sơn động. Khi ra khỏi rừng thì lại không tìm thấy ngựa của hắn, ngựa của người áo choàng đen cũng không thấy, hơn nửa là bị người qua đường dắt đi rồi. Không còn cách nào chỉ đành dựa vào đôi chân mình vậy. Dựa vào bước phong thần liều mạng mà chạy. Tốc độ cũng không chậm. Phía trước có một ngôi làng. Tìm một con ngựa, phi như tên bay, một đường này đi cũng coi như thuận lợi. Khi hắn dừng lại thì màn đêm đã sắp buông xuống. Đây là một vùng núi, từng dãy núi san sát, núi non trùng điệp, đỉnh núi cao vót, vách núi treo leo,
có rất nhiều cây cổ thụ cao chọc trời. Đứng ở bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng gầm của yêu thú, mà vực ô long mà hắn gian nan tìm kiếm thì lại ở chỗ sâu nhất, mà loài người khó đi tới. Vực ô long chỉ có trong truyền thuyết. Tương truyền, vào thời cổ đại, một con rồng đã rơi xuống đây. Con rồng màu đen tuyền, đập xuống một ngọn núi trở thành một con vực, cái tên vực ô long cứ thế mà xuất hiện. Còn đó có phải là sự thật không thì đến nay vẫn chưa có ai xác nhận. Hơn nửa là ở đây rồi. Không biết lúc nào, hắn mới dừng lại, trèo lên một vách núi, từ đây nhìn xuống chính là vực ô long. Những hòn đá rơi xuống đều không nghe thấy âm thanh vọng lại. Nhìn lâu thì còn có cảm giác chóng mặt, có trời mới biết, vực này sâu bao nhiêu, đến cả cảnh giới huyền dương mà ngã xuống thì phần lớn là cũng bị nát thành thịt băm. Ngươi thật sự biết tìm chỗ đấy. Triệu Bân tặc lưỡi, thuận tay lấy ra bản đồ kho báu. Trên bản đồ có một chấm đỏ rất bắt mắt, chính là chỗ giấu kho báu, nhưng không phải dưới đáy cốc, mà là ở giữa sườn núi. Cô lang đã đào một sơn động ở đó, dùng dây thừng mới xuống được. Vừa nghĩ như thế, hắn đã lấy dây thừng ra. Càng đi xuống dưới thì trời càng tối, từng trận gió lạnh lẽo thổi qua, tiếng u u như hồn ma đang khóc. Võ tu bình thường thì chắc đã chạy xa khỏi con vực âm u không thấy mặt trời này. Hắn dừng lại, là một hòn đá nhô ra. Hòn đá cũng chỉ 3-5 trượng, đầu kia của nó là một cửa đá. Chính là mày rồi. Triệu Bân cười nói, đứng ở cửa đá, không khỏi suýt xoa. Chỗ cô lang giấu đồ, ý tưởng cũng thật độc đáo. Phí bao nhiêu sức lực, chạy đến đây đào một cái hang lớn, nhìn cửa đá đóng kín, bên trong nhất định là một cái động. Lại còn không nhỏ. Ở cái chỗ thâm sơn cùng cốc này mà giấu kho báu thì cảnh giới thiên võ cũng chưa chắc đã tìm được. Báu vật gì đây? Triệu Bân vặn tay, thi triển thuật xuyên tường, một đầu đụng lên trước. Bụp! Âm thanh này vang lên rất chói tai, cửa đá vẫn không di chuyển nhưng đã đụng đến nỗi hoa mắt chóng mặt, rõ ràng là cửa đá cản đường này không phải dùng vật liệu đá tầm thường. Vù vù! Khi hắn đang cắn răng cắn lợi thì cửa đá lại tự mở ra. Mà sau đó là một lực hút vô cùng kinh khủng. Triệu Bân không kịp đề phòng, không đứng vững nổi, bị hút vào trong. Lúc này, hắn mới nhìn khung cảnh xung quanh. Bên trong là sơn động, nói đúng hơn là một địa cung nhỏ, chu vi đủ 180 trượng, bao nhiêu hòm gỗ, đựng đầy vàng bạc châu báu, còn có một tòa đài đá nguyên hình. Điều này cũng không là gì. Chủ yếu là trên đài đá còn có một người đang ngồi. Thế mà có người trong này, Triệu Bân chợt biến sắc. Đó là một lão già bị cụt một tay, gầy như que củi khô, bộ xương dơ ra, như bị hút hết máu, khô không khốc, tóc tai tán loạn, che một nửa mặt, biết thì bảo là người, không biết thì còn cho rằng là một con quỷ chết đói đấy. Khí huyết thật tinh khiết. Lão già đó mở mắt, hít hà đầy thỏa mãn, khi nhìn Triệu Bân còn thè cái lưỡi đỏ tươi, đôi mắt đục ngầu, còn lóe lên ánh sáng màu xanh, u ám kinh khủng. Cảnh giới huyền dương. Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, lão già vẫn chưa che giấu hơi thở, không cần xem tiểu linh châu thì cũng có thể cảm nhận được, nhưng linh khí rõ ràng là không đủ, có lẽ cơ thể có vết thương ngầm. Hắn từng nghiên cứu huyền môn thiên thư nên cũng hơi hiểu được cách coi tướng và xem bệnh. Hắn đoán không sai chút nào. Lão già một tay quả thật có vết thương ngầm, nhưng đã thành bệnh nhiều năm, như bị ho lao, khi nói chuyện bị hụt hơi, thỉnh thoảng còn ho kịch liệt một hồi. Tiền bối, vô ý làm phiền rồi. Triệu Bân lùi lại, chuẩn bị bỏ chạy. Lão già kia tuy bị thương ngầm, lại chỉ có một tay, nhưng võ tu lại không tầm thường, mạnh hơn Diêm lão quỷ nhiều, ít nhất là tầng 8, muốn tiêu diệt hắn thì cũng không thành vấn đề. Dùng bùa nổ không phải không được, nhưng hắn cũng phải mất cái mạng nhỏ. Đây không phải là mặt đất mà là hang động đào giữa sườn núi, hơn nữa địa cung khá chật hẹp, vốn dĩ không thi triển được. Một khi nó nổ tung, thì sẽ sụp xuống. Kiến thức cơ bản này, hắn vẫn hiểu được. Vù! Hắn vẫn chưa kịp bỏ chạy thì cửa đá vù một tiếng đóng lại. Rõ ràng là lão già một tay kia muốn đóng cửa. Tại sao ngươi biết chỗ này? Lão già một tay cười âm u, trông rất đáng sợ. Vào nhầm chỗ. Triệu Bân cười nhạt, thực ra đáy lòng đang chửi cha lên, trời mới biết chỗ giấu kho báu của cô lang còn một cảnh giới huyền dương. Nếu biết như thế thì có quỷ mới chạy tới đây mà chơi trò mạo hiểm. Lần này thì hay rồi, bị người ta nhốt ở đây. Vào nhầm, lão già một tay cười lạnh, người biết chỗ này, chỉ có đầu nhi của ta. Thật sự là đi nhầm thôi.
Tại sao lại không nghe lời như thế? Lão già nhếch mép, giây trước còn ngồi trên thạch đài, giây sau đã như ma quỷ tới trước mặt hắn, bàn tay gầy rộc, đánh ra trưởng phong mạnh mẽ vồ tới. Bù! Triệu Bân phản ứng cũng đủ nhanh, chân đạp bước phong thần, chớp mắt lui lại. Thân pháp được đấy. Lão già cười nham hiểu, nhưng không đuổi giết mà giơ cánh tay, xòe năm ngón tay khô khốc hướng về phía Triệu Bân, lòng bàn tay tràn ra chân nguyên, có vòng xoáy dữ dội. Triệu Bân đã lùi về sau, lập tức cảm nhận được một lực hút khủng khiếp, mạnh mẽ đến mức khiến hắn không thể chống đỡ, vốn đang lui lại nhưng vì lực hút đó lại bị hút về phía lão ta. Keng! Nguy hiểm đến đầu, hắn vung kiếm ra, một kiếm sấm sét xuyên không. Không biết tự lượng sức. Lão già một tay tỏ vẻ khinh miệt, giơ hai ngón tay, chính xác kẹp chặt mũi kiếm Tử Tiêu, dù cho Triệu Bân thúc đẩy chân nguyên thế nào cũng khó mà đâm lên nửa phần. Bù! Một ngón tay của lão già búng nhẹ, chấn động khiến Triệu Bân bay ra, kiếm Tử Tiêu rung lên kịch liệt, đó là dấu hiệu sắp phát nổ. Hắn cũng không đỡ hơn bao nhiêu, ngũ tạng vô cùng đau đớn. Đặc biệt là cánh tay cầm kiếm đã bị vỡ xương, máu tươi chảy thành dòng. Ngoài ra, thuật biến thân cũng biến mất khiến hắn lộ ra khuôn mặt thật ngay tại chỗ. Nhìn thấy diện mạo thật của hắn, lão già hơi nheo mắt, Triệu Bân giống hệt một người trong ký ức của lão ta, đặc biệt là đôi mắt, sâu xa như thế, thông minh như thế. Phụt! Cuối cùng, Triệu Bân cũng đứng vững, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra bị thương không nhẹ. Đây mới là sự cách biệt giữa cảnh giới chân linh và cảnh giới huyền dương, chưa nói tới còn kém hơn một cảnh giới lớn, mà thật sự muốn giao đấu chính diện thì hắn không chống đỡ nổi một hiệp. Triệu Uyên là gì của ngươi? Lão già một tay cười nhìn Triệu Bân, nụ cười của lão ta, khiến người khác phải nổi da gà. Không quen biết. Triệu Bân trả lời dứt khoát, kín đáo quét mắt nhìn xung quanh, nghĩ cách chạy đi, nhưng nhìn một vòng thì thấy dường như địa cung này chỉ có một lối ra là cửa đá. Còn mối quan hệ với Triệu gia thì đương nhiên là phải cực lực phủ nhận. Vẫn câu nói đó, hắn không chỉ có một mình, bất kỳ lúc nào, ở đâu đều phải giấu kỹ thân phận, không thể gây phiền phức cho Triệu gia. Một gia tộc, nếu bị một cảnh giới huyền dương nhìn chằm chằm vào thì đời này đừng nghĩ tới an ổn sinh sống nữa. Vậy ngươi có nhận ra cái này? Lão già một tay cười âm u, trong tay có thêm một vật, chính là một túi thơm. Triệu Bân nhìn thấy thì cau mày. Túi thơm này, đương nhiên là hắn nhận ra, vì nó là của hắn, đã mất nhiều năm trước. Mẹ đã thêu nó cho hắn. Hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra vì trên túi thơm này có thêu một chữ Bân, dùng kỹ thuật thêu đơn phụng, là châm pháp độc môn của mẹ hắn. Trông rất đơn giản, nhưng thực ra là phức tạp vô cùng. Đừng nói là thành vong cổ mà cả triều đại hạ cũng không tìm ra người thứ hai, không ai có thể bắt trước. Hắn rất tò mò. Tại sao túi thơm mà mẹ thêu cho hắn lại trong tay lão ta? Quả là con trai yêu của Triệu Uyên. Lão già một tay cười đáng sợ, khóe miệng cong lên một độ cong hung ác. Đôi mắt già nua vẩn đục kia cũng đỏ tươi, không chỉ khát máu mà càng thêm tàn bạo, không cần hỏi thì từ ánh mắt của Triệu Bân, lão ta cũng nhìn ra đáp án. Triệu Bân chưa nói gì, nhưng cau mày càng sâu. Lão già một tay kỳ lạ này biết cha hắn. Biết, đương nhiên biết chứ. Lão già cười hung ác, như có thể đọc ra suy nghĩ của Triệu Bân, chính vì đọc ra nên mới lệ ra hàm răng trắng ẩn, cười âm u, vệ của hắn ta, mẹ của người chính là người bị lão phu chấn động về tâm mạch. Thân thể của Triệu Bân run rẩy kịch liệt như bị sấm đánh. Đôi mắt vốn sâu thẳm, bỗng chốc trần đầy tế máu, nhuộm thành màu đỏ tươi. Tay cầm kiếm Tử Tiêu và chuyển động, lửa giận dâng tràn, sát khí lạnh bằng choáng ngợp tâm trí của hắn. Nè máu! Đây nợ máu tày trời. Đối với mẹ, ký ức của hắn chỉ có thể dừng lại ở năm 7 tuổi. Trong một đêm lạnh lẽo, gia tộc bị kẻ thù báo thù. Vì bảo vệ hắn, mẹ đã đỡ một chưởng của người áo đen, tâm mạch bị vỡ, đến khi cha đuổi tới thì mẹ chỉ còn hơi thở thoi thóp. Bân Nhi. Đây chính là tiếng mẹ gọi hắn lần cuối trước khi chết, dịu dàng nhất, yếu ớt nhất, mang theo dòng nước mắt không nỡ, ngã trong tay cha. Hắn cũng nhớ. Khoảnh khắc mẹ nhắm mắt, tiếng gầm sung thiên của cha, bi thương như thế nào. Một đêm đó trôi qua, mái tóc cha bạc trắng. 7 tuổi, hắn không hiểu thế sự, cho là mẹ đang ngủ, nhưng lại không biết, giấc ngủ này kéo dài vĩnh viễn. Bao năm rồi, hắn đều không dám nhắc đến mẹ trước mặt cha, chỉ biết trong bao nhiêu đêm, cha ngồi một mình dưới trăng, ôm linh vị của mẹ, u ám buồn bã. Là nhớ nhung,
là hổ thẹn, vì tìm hung thủ hao lực cạn tài nhưng bất lực, đến giờ vẫn chưa tìm ra. Trời cao có mắt, cuối cùng hắn đã tìm ra lão ta. Có lẽ, số mệnh đã định, chuyến đi này của hắn quả nhiên không phải là không công. Mối thù giết mẹ, không đội trời chung. Thú vị thật, lão già cười âm u, nhếch mép lên, vẻ mặt hung ác như ma quỷ. Triệu Uyên, 9 năm trước ta giết vợ ngươi, không ngờ 9 năm sau, con trai ngươi lại tự đưa đến cửa. Đời này, ngươi nhất định trở thành kẻ cô độc. Giết! Tiếng gầm này của Triệu Bân, là phát ra từ linh hồn, bị thù hận che lấp lý trí mà quên mất đối thủ chính là cảnh giới huyền dương tầng 8 mà tấn công chính diện, vẫn là một kiếm gào thét, đốm lửa quanh quẩn, bao phủ đầy sấm sét. Lão già cười lạnh, giơ tay ra, nắm chặt kiếm Tử Tiêu. Nhưng, không đợi lão ta bắt đầu chấn động, Triệu Bân bỏ kiếm ra, dùng đấu chiến thánh pháp đánh giáp lá cà. Vẫn là đòn tấn công kỳ lạ, từng chiêu thức đều vô cùng kịch liệt. Hay cho tàn sát cận thân. Lão già hơi kinh ngạc, bỗng chốc không kịp ứng phó. Nhưng, cũng chỉ trong một khoảnh khắc. Tấn công của Triệu Bân tuy mãnh liệt, nhưng còn lâu mới làm lão ta bị thương. Kỹ thuật chiến cũng chỉ là đồ trang trí trước sức mạnh. Kém hơn một cảnh giới lớn, đừng nói là làm bị thương lão ta, mà ngay cả hàng phòng ngự của lão ta cũng không đánh vỡ, chẳng khác gì gãi ngứa, chân nguyên hộ thể của cảnh giới huyền dương tầng 8 sao lại có thể bị chân linh phá vỡ. Theo tiếng sấm nổ, Triệu Bân lại xông ra, lão già không hề ra tay, chỉ dựa vào chân nguyên cuộn trào mãnh liệt đã khiến hắn chấn động tới mức gần như tan rã. Phụt! Triệu Bân phun ra ngụm máu tươi rồi lảo đảo, đứng không vững. Có trời mới biết là đã bị chấn động vỡ nát bao nhiêu xương cốt, toàn thân đau đớn như ngọn lửa bùng cháy. Luyện ngươi thành một con rối cũng không tệ nhỉ. Lão già cười âm u, hàm răng trắng ẩn lộ ra. Lão ta đã nghĩ kỹ rồi, luyện Triệu Bân thành một con rối, rồi lệnh đi ám sát Triệu Uyên. Cảnh tượng đó nhất định sẽ rất đẹp mắt. Đang bước đi, lão ta đột nhiên cảm thấy không đúng, vô thức nhìn xuống. Đập vào trong mắt lão ta là ba tấm bùa vàng, nói chính xác là bùa nổ. Con mẹ nó, thật phản ứng không kịp. Có lẽ là lúc đánh giết cận thân, Triệu Bân đã dán lên người lão ta. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, ba tấm bùa nổ này đã nổ tung, khiến lão ta bị nổ phải lùi lại. Chân nguyên hộ thể bị nổ ra khe hở. Đường đường là cảnh giới huyền dương tầng 8 mà bị nổ cho nôn ra máu, trước ngực bị bong ra một lớp da thịt. Máu chảy đầm đìa, trông rất khủng khiếp. Cũng may mà nền tảng của lão ta cũng đủ mạnh, nếu đổi lại là cảnh giới huyền dương khác thì hơn nửa là bị nổ mất xác rồi. Keng, keng, keng. Lão ta chưa kịp phản ứng thì đã có mười mấy phi đao lao tới trước mặt, trên đó còn mang theo bùa nổ. Thằng điên này, thật là đã đánh giá thấp ngươi. Lão già nghiến răng nghiến lợi, từ lúc nhìn thấy bùa nổ của phi đao mà chân nguyên dao động thành cuồng phong nổi dậy. Muốn cuốn phi đao đi, muốn nổ ở đâu thì tới đó nổ. Đáng tiếc, lão ta lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Bân. Cơn cuồng phong mãnh liệt đó chưa kịp cuốn phi đao đã thay đổi quỹ đạo, xông thẳng lên trời. Thuật ngự kiếm, lão già kinh ngạc. Đúng vậy, là thuật ngự kiếm. Trên mỗi cây phi đao đều khắc dấu ấn của Triệu Bân, phối hợp với ấn quyết trong tay mới tránh qua cuồng phong. Mà lúc này, mười mấy phi đao từ trên trời giáng xuống. Lúc tiếp xúc vào thân thể của lão già thì cùng phát nổ. Bùm, uy lực của mười mấy bùa nổ vô cùng mạnh mẽ. Nổ tung địa cung nhỏ này khiến nó ầm rung chuyển, đất đá rơi xuống, có dấu hiệu của sự sụp đổ. Nhìn lại lão già, bộ dạng vô cùng nhếch nhác, chân nguyên hộ thể mới lành lại, bao phủ toàn thân, lại bị từng tấm bùa nổ tung ra, cơ thể gầy dơ xương kia nứt toác nhiều chỗ. Có hai chỗ còn nhìn thấy xương lồi ra. Phụt. Lão già phun ra một ngụm máu như xương, vì bùa nổ đã động vào vết thương ngầm trong cơ thể. Một khi phát tác thì sức cắn nuốt đáng sợ khiến lão ta đau đớn toàn thân. Nợ máu phải trả bằng máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.